Ngày xưa mình mới có câu: thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì có nhiều người hiểu lầm một câu. Chuyện quan trọng nhất là tu ở nhà. Thật sự ra đó, cái câu đó mình có thể hiểu hai cách. Hiểu thứ nhất là mình hiểu theo thứ lớp, nghĩa là tu nhà, tu chợ, rồi tu chùa. Nhưng có ai mà chúng ta có thể phân định được bởi vì cái thời gian rất là khó. Vậy thì chúng ta phải hiểu câu đó rằng ai trong chúng ta, nếu chúng ta ở hoàn cảnh nào, dù tu nhà, tu chợ, tu chùa, cái quan trọng là chúng ta vẫn ứng dụng lời Phật dạy. Còn cái việc mình ở chùa, ở chợ hay ở nhà không quan trọng. Ở đâu cũng được, mà cái quan trọng là chúng ta ứng dụng được lời Phật dạy trong khi chúng ta tu nhà hay tu chợ. Nó không có nghĩa là tu nhà dễ hơn hay tu nhà khó hơn, mà bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có những quá trình. Có lúc ở nhà, có khi ra chợ, có khi vào chùa. Thì cái câu đó chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đi, chúng ta tu, có khi ở đây bổn phận của chúng ta một người Phật tử là có nhà, có chợ, có chùa. Chứ có ai ở ngoài chợ tu hoài đâu, có người nào cũng ngồi ngoài chợ đâu. Nếu cũng đâu có ở nhà hoài đâu. Thế thì cái qua không phải hiểu được cái cách là tu nhà là số 1. Không phải, mà đó là sự di chuyển. Chúng ta tu ở đâu thì không thể thiếu lời Phật dạy. Thí dụ mình ở nhà mình tu thì mình cũng phải biết cái cách tu ở trong nhà. Chẳng hạn như là mình ăn chay trường, nhưng mà gia đình mình chưa ăn chay trường, rồi mình mới tuyên bố là tôi ăn chay trường, ai muốn ăn gì ăn, tôi không nấu. Như vậy là chưa biết tu nhà. Cho dù mình có nói là tu nhà cũng không biết cách tu. Mình tu như thế nào, mình ở nhà mình vẫn ăn lạc, vì bổn phận của mình không thể thiếu. Cái bổn phận của mình là phải nấu ăn cho gia đình thì mình phải nấu. Còn cái chuyện mà mình phải ăn đó là chuyện của mình đó. Mình tu như vậy, nhưng mà do đâu mà hiểu được cái đó mà tu, nếu chúng ta không gần thiện tri thức, không có minh sư chỉ dẫn. Cho nên có cái câu mà nó là tu nhà rồi mới tu chùa đó, vậy rồi cái ở nhà luôn mà không tu đó, là mình nghĩ như vậy. Cho nên mình bị cắt đứt cái con đường gần minh sư và thiện tri thức. Mình phải có gần minh sư mới chỉ cho mình cách tu cho đúng. Mình phải gần thiện tri thức để thiện tri thức hỗ trợ cho mình cách tu. Thí dụ như mình nói trời ơi tôi khổ quá à, vợ tôi khó tính thế này hay chồng tôi khó tính thế kia, chắc tôi ở không được, tôi bỏ quá à, để tôi tu. Thì cái chị kia chị nói ồ không được chị ơi, chị làm theo cách của tôi nè, tôi làm về liếc rồi tôi chuyển được gia đình tôi. Thì thiện tri thức giúp cho mình một cách tu mà không cần bỏ chồng hay bỏ vợ. Đâu phải bỏ chồng để mà tu, mà chắc là tu được không? Tại vì mình chỉ nghĩ là mình bỏ cái tướng thôi mà. Bỏ một con người đó là bỏ cái tướng. Mà cái quan trọng là mình phải bỏ được cái tật. Cái tật của mình mà không bỏ thì bỏ ngàn cái tướng bên ngoài nó cũng vậy. Như ngày hôm qua có hòa thương với đại chúng, ở ngoài nhìn hiếp là đẹp nè, môi son má phấn đủ, mà trong này bé hết trơn, đụng chỗ nào đau chỗ đó, ruột gan phèo phổ chỗ nào cũng hư thông không thông. Cái quan trọng là trong này nó thông, bộ đồ lòng mà nó khỏe thì ngoài này không sao hết. Ở ngoài này mà nó đẹp cỡ nào mà trong này nó bệnh tùm lum thì chỗ nào nó cũng bê hết. Như vậy cái từ cái body đó, từ cái thân đó, thì chúng ta hiểu ra rằng mình tu là cái tướng cũng cần, nhưng mà nó là cái phụ. Không phải không thích người này là dục quăng người đó, bỏ cái đó là bỏ cái tướng thôi. Nhưng chúng ta chưa bỏ được cái tật. Mà chưa bỏ được cái tật thì tụng một hồi là chỉ có dãy thác chứ không phải giải thoát. Dãy dụa rồi thác, dãy dụa rồi thác. Cho nên á, tu chợ tức là mình ra chợ, tức là có những lúc mình buôn bán làm ăn,
Con người thì phải có làm ăn buôn bán, đối nhân xử thế ngoài. Thế thì trong khi anh ra đường, anh đối nhân xử thế, anh phải ứng dụng lời Phật dạy để ra đường ứng nhân xử thế không có sai. Rồi về nhà, anh đối xử với người nhà như thế nào, anh tu tập như thế nào để người nhà anh hạnh phúc với cách tu của anh. Rồi mai chiều mốt nọ tới cuối chủ nhật, anh xách giỏ anh vô chùa, anh vô chùa anh cũng tu ngon lành với những người trong chùa. Thế là cái đó là mình làm trọn cái câu: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Chớ cái câu đó không có cái ý là nói rằng tu là quan trọng nhất là tu nhà, rồi tu chùa là tu phụ. Không phải. Hiểu như vậy tức là chúng ta thuần, tức là chúng ta bị thiên về một cái này, mà cái này thuần không có cái kia nó phụ là không được. Phó vào ví dụ như nè, một tuần lễ quý vị làm 5 ngày, đến 2 ngày cuối tuần quý vị mong đi chùa để thứ nhất tinh thần thoải mái, đi chùa tụng kinh nghe pháp gặp bạn đạo, rồi chúng ta làm việc trong chùa nó có cái vui vẻ, nó thoải mái. Như vậy thì con người cũng phải có những lúc ra khỏi cái nhà thế tục của mình để nhập vào cái nhà xuất thế. Rồi một khi nhờ vô cái nhà xuất thế là tâm tư mình rỗng rang được một buổi, rồi về trở lại cái nhà thế gian, cái mình nhẹ nhàng mình làm việc. Pháp Hòa nói vậy đại chúng có hiểu ý không? Giống như mình đi làm, một năm mình làm thì mình lấy một tuần nghỉ lễ, rồi mình đi chỗ này chỗ kia chơi. Mình nói sao? Đi chơi để giải trí, giải khuây, nghỉ ngơi sau một cái thời gian dài làm việc. Rồi khi mình, nhưng mà cũng không thể đi chơi về hoài được, rồi cũng phải trở lại với cái thực tại là đi làm, sống trong gia đình. Nhưng cũng không thể sống trong gia đình mà đi làm kiểu này mãi được, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ tuần để nhẹ nhàng. Thế thì cái câu đó chúng ta phải hiểu: chùa là cái điểm để trợ duyên cho chúng ta sống chợ, sống nhà cho nó tốt. Bởi vì khi chúng ta về chùa, xin lỗi đại chúng, ở trong chùa nhiều bệnh lắm. Ô, mình gặp người này kia, mình nói trời ơi, tôi đi chùa tôi phiền não quá. Đâu phải ai cũng vậy. Trong chùa giống như cái bệnh viện, có bệnh nhân mà cũng có y tá, bác sĩ. Nếu mà bệnh nhân hết rồi trong đó thất nghiệp hết rồi. Có những người không dễ thương, nhưng mà rồi cũng có những người dễ thương. Nếu mình biết thì mình đi tìm bác sĩ, y tá, mình nói chuyện. Lâu lâu mình gá vô cái bệnh nhân, mình nói một hai câu, mình thử coi mình có bị lây không. Nhờ như vậy đó, cái mình về mình tu nhà nó dễ. Cho nên đừng có hiểu theo cái kiểu là không cần đi chùa, tu ở nhà cũng được. Và thưa đại chúng, cái câu này của người Việt mình nói, chứ còn kinh điển không có câu này. Trong kinh không hề có câu này, chư tổ cũng không hề nói câu này. Cái này là do ảnh hưởng cái cách của người Việt thôi. Nhưng mà cái người, cái ông bà mình ngày xưa nói, rồi bây giờ mình hiểu lầm câu nói. Ông bà mình nói cho mình nghe là: thứ nhất là tu tại gia, tức là cái là tiến trình thứ tự của mình là: thứ nhất là mình ở nhà, thứ hai là mình ra chợ, thứ ba mình vô chùa. Thế ông bà mình có biểu mình đừng đi chùa không? Vẫn biểu mình phải đi chùa mà. Tại sao? Tại vì có đi chùa mới biết chùa vui, vì có ăn chanh mới biết chanh chua. Ông bà mình nói có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Mà biểu mình ở nhà tu, đi chợ tu, mà đừng quên đi chùa. Tại vì chùa là cái nơi giúp cho mình xa cái ác, gần cái thiện. Vô chùa thế nào cũng gặp được minh sư, gặp được thiện tri thức. Nhờ có thiện tri thức, nhờ minh sư, cho nên hướng dẫn mình đi vô trong nhà mình sống thoải mái, ra chợ mình sống. Quý vị đọc ở trong kinh Thiện Xâm, Đức Phật dạy rõ lắm: phàm làm ở nhà, chồng đối với vợ sao, vợ đối với chồng như thế nào, con cái đối với cha mẹ như thế nào, cha mẹ đối với con cái như thế nào. Rồi ra ngoài đường đó làm ăn nè, người chủ phải đối với người làm như thế nào, người làm phải đối với người chủ như thế nào. Rồi vào ngôi chùa là gặp thầy nè,
thầy phải đối với đệ tử như thế nào, đệ tử phải đối với thầy như thế nào, rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta không thể hiểu là có nhiều người quan niệm tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Cái câu đó nó cũng na ná như cái câu hồi nãy vậy đó. Thì cái câu chỉ muốn nhắc nhở chúng ta ở đâu mình cũng tu. Cái quan trọng là ở đâu cũng tu. Nhưng mà nếu chúng ta tốt được với hai đấng sanh thầm, tức là cái người sanh ra mình, thì cái việc này nó sẽ trọn hơn. Chứ không chỉ có nghĩa là ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Nếu vậy mấy thầy đi tu chi? Cho nên hồi xưa ta quan niệm vậy. Cho nên hồi xưa ai mà đi tu ta kêu bất hiếu. Nhưng mà thưa đại chúng, ông bà chúng ta nói cái câu này để nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những người ở trong đời, chúng ta còn gia đình, rồi chúng ta ra xã hội, nhưng phần tâm linh không thể thiếu. Chúng ta vẫn phải về chùa. Tại vì khi chúng ta về chùa, chúng ta mới được huân tập, chúng ta mới được soi sáng, chúng ta mới được chăm sóc, chúng ta mới được học hỏi. Rồi nhờ chăm sóc học hỏi cho nên mình về, mình ra chợ mình sống. Ví dụ bây giờ mình làm ăn buôn bán, quý vị thấy không, Phật dạy mình đó, mình không có lường gạt, cái nào tốt nói tốt. Thí dụ bây giờ cái món này, cái ly này, người ta nhìn phớt coi, người ta thấy sao cái ly này để 8 đồng mà cái ly này có 5, ủa sao nó khác chỗ nào? Thì mình mới nói thiệt, mình nói dạ tại cái này lúc nhập hàng về nó mẻ chút chỗ này đây, cho nên cái này giá nó 5 đồng, cái này còn nguyên cho nên giá 8 đồng. Nếu người ta nghĩ rằng đối với người ta không quan trọng cái chuyện mẻ một chút, mà cái giá 5 đồng người ta có khả năng người ta mua, tốt, ta mua. Tức mình nói thiệt vậy. Đó, rồi mình thí dụ ta tới, ta trả giá, ta coi ngó xong ta không mua, ta đi, cũng không có gì phải phun nước miếng, rồi phải chửi bới, phải phiền hà gì hết. Mình bán, ta tới mua mà người ta không đồng ý thì ta đi. Rồi cái cách nói của mình, cách nói của mình làm sao cho trong nhà mình được thoải mái. Có nhiều khi mình đi chùa mình ngọt ngào, mình về nhà mình không có được ngọt ngào, thì tự nhiên ở trong nhà mình mới nói trời ơi, tôi không biết ở trong chùa có tu kiểu nào, hay ổng tu kiểu nào mà ổng về nhà ổng kiểu như vậy. Thí dụ vậy, cho nên mình tu mà mình không có khéo thì cái câu thứ nhất tu nhà của mình nó cũng trật. Cho nên có nhiều khi người ta quan niệm một chiều, hay nói cho dễ hiểu là người ta bào chữa cho cái chuyện không đi chùa của người ta. Ta nói tôi Phật tại tâm, con nghe con này thường lắm, tôi là Phật tại tâm, tôi chẳng cần chùa chiên gì hết. Mà thật có Phật tại tâm không? Phật là giác, Phật là sáng suốt, nghĩa là tại tâm. Mà nếu người sáng suốt rõ biết không nói câu đó. Có như bây giờ, thí dụ như bây giờ một cái người mà bệnh đó, người ta bệnh mà mình nói thuốc tại nhà khỏi đi bác sĩ được không? Nhiều khi ở nhà không có cái thuốc đó mà phải đưa bệnh viện mới có thuốc đó. Vậy thì cái chữ Phật tại tâm là chỉ muốn nhắc chúng ta đừng quên tâm mình có Phật. Mà muốn làm cho Phật tâm nó sáng thì chúng ta phải tìm môi trường làm cho tâm Phật nó sáng. Ngày xưa có một người mẹ biết con của mình là người tốt, người giỏi. Bà ở trong cái chợ cá, thì con của bà tối ngày nó học theo người ta, đập đầu cá, đánh dãy cá, bán cá. Bà nói không được, phải dọn. Cái bà dọn đi qua cái chỗ đó là cái chỗ, một cái xóm đó người ta chuyên môn, người ta đóng quan tài người ta bán. Cho nên con bà tối ngày nó cứ biết về gỗ quan tài, cách đóng quan tài, mà ế quá nó vô nằm trong quan tài, đậy nắp lại, cái chui ra cái con người chết, nó tới tầm mùa hộp. Mấy người ta bán quan tài ta nói vậy, thể là lúc nào mà ế quá cái mình vô nó mình nằm cái mình đi ra cái có người ta mua. nó sống rồi, cái tư tưởng nó, đời sống nó vậy. Bà thấy cũng không được, bà mới dời qua một cái xóm khác. Và cái xóm này là người ta học hành, người ta lo, thì cái cuối cùng người con nó trở thành. Cho nên đó, mình tu á là mình biết chọn cho mình cái môi trường. Cho nên quý vị thấy nè,
Phật đi xuất gia, quý vị nhớ đức Phật của mình đi xuất gia ban ngày hay ban đêm? Phật đi xuất gia ban đêm hay ban ngày? Ban đêm. Nửa đêm mà thái tử vượt kinh thành đi xuất gia, tới gõ cửa Sa Nạc. Sa Nạc nói trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? Ta ơi, ta đang say ngủ mà giờ này ngài đi đâu? Nhưng mà ngài trả lời lại: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Cho nên đức Phật đi tu không đi ban ngày mà đi ban đêm, tượng trưng cho con người đi từ tối ra sáng. Hôm qua mình học đó, một trong những cái đức tánh của trăng là từ những cái ngày mùng 1, mùng 2 trăng mờ, mờ dần cho đến ngày rằm thì trăng tròn sáng đẹp. Người tu mình cũng thế. Mình phải tu từ cái chỗ mê mờ không hiểu gì hết, mà càng tu càng thông, càng sáng, càng hiểu ra. Không biết mình tu sao, mình học làm sao, giờ từ từ cũng sáng, sáng, sáng vậy mà sáng rực chói đó. Ai nhìn cũng nổi. Tao thấy mình đâu, tao quẹo chỗ khác đó. Tao nghe có mình là tao quẹo chỗ khác là biết cái mình rực rỡ lắm rồi đó. Cho nên á, Phật tại tâm nghĩa là chỉ nhắc nhở mình xác định một điều: tâm có Phật. Nhưng phải tìm một cái môi trường để cho tâm Phật nó sáng suốt. Nếu chúng ta tu mình nói mình mà mình chưa có đạt là nguy hiểm lắm. Có một cái anh thanh niên ỷ mình học một chút Phật học, đi vô trong chùa gặp ngài Triệu Châu. Thế thì anh thử à, hòa thượng, nghe nói người tu hành xả dữ lắm phải không? Hòa thượng cũng im im vậy. Anh nói tôi nghe nói mọi người có Phật tánh, ai cũng có Phật tánh và ai cũng biết xả. Thế thì vậy hòa thượng cho tôi mượn cái gậy, cho tôi xin cái gậy được không? Thế hòa thượng mới nói: trượng phu là người quân tử, không xin đồ của kẻ khác. Tức là người khác thích của người ta mà người ta đang dùng, mình không nên, mình là quân tử không có kiếm cách mà xin vậy. Thì hòa thượng trả lời nói: quân tử không xin những vật dụng người khác, kẻ khác thích. Cái thì anh chàng nói: tôi không phải quân tử. Hòa thượng đáp: vậy tôi cũng không phải Phật. Trong một hôm anh đang đi ngồi học bài, hòa thượng đi ngang, anh không chào. Hòa thượng mới nói: nhỏ mà gặp người lớn không chào, không lịch sự, đối đế quá, chắp tay lên: hello. Hòa thượng nói: chào mà ngồi không cung kính. Anh mới nói: ngồi chào cũng như xá chào, à đứng chào, ngồi chào như là đứng chào. Hòa thượng đi nhẹ nhẹ tới sáng anh bật tay: hòa thượng, sao hòa thượng tán tôi? Anh mới nói ngồi như đứng thì giờ đánh như không. Vậy thì hòa thượng Triệu Châu làm gì với anh siêu sinh này? Khai thị. Thị là chỉ, khai là mở. Khai thị nghĩa là anh chỉ nói thôi, như là người thông suốt đạo lý. Nhưng mà cái thông suốt của anh là thông suốt cái gì? Thông suốt cái tướng, thông suốt cái mặt, chữ nghĩa. Nhưng anh chưa thông được. Cho nên mình học Phật, mình ứng dụng lời Phật thì mình mới thấy lời Phật màu nhiệm, pháp Phật cao siêu màu nhiệm, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bây giờ mình nói vô thượng, pháp của Phật là vô thượng thậm thâm, là pháp vi diệu. Thì vi diệu ở chỗ nào? Đâu phải ở cái chỗ mà mình bệnh mình lại quá trời cho mình hết bệnh kêu vi diệu đâu. Cho dù lại Phật hết bệnh, nhưng mà chỉ hết lúc đó thôi. Rồi năm 10 năm sau thế nào cũng có ngày bệnh để rồi. Bởi vì nếu mà tụng kinh mà hết bệnh mà không chết thì
thì đâu có chuyện gì để nói. Nhưng mà nhớ, khi chúng ta được một cái đặc biệt, chúng ta nghĩa là tạm thời chúng ta gọi là Phật độ đi, cũng nhớ cái này cũng chỉ là tạm thôi. Mà hễ mà được Phật độ rồi á là phải tu cho dữ nữa. Để làm chi? Để đến cái ngày mà không có còn gia hạn được nữa thì mình cũng còn chỗ để mình đi. Có nhiều khi sau một cơn bệnh hoạn gần chết, hết bệnh, tưởng đâu mình tu ai nhà đâu, mình ăn chơi tiếp không, và mình buông thả cuộc đời mình tiếp. Mình lượm được cái mạng thì mình phải cố gắng mình tu. Mình thấy cuộc sống mong manh quá, cuộc sống mong manh quá, tôi thấy là rõ ràng là tôi chết rồi đó, mà giờ tôi được sống về là thiệt sự là một cái gì đặc biệt. Nói theo, đừng nói cho bây giờ mình ấy nói cho Phật độ hay là được một cái đặc ơn gì đó, thì nhớ nếu chúng ta được cái ơn ở bên trên mà giao mình và giao hộ mình phải tu dữ nữa, chứ đâu thể buông thả như vậy. Vì vậy cho nên á, mình ở nhà mình cũng có cái cách tu của mình. Quý vị tu như thế nào? Trước khi đi chùa, bổn phận của mình phải đầy đủ, cơm nước đàng hoàng, nhà cửa đàng hoàng, rồi sắp giỏ đi chùa mới yên cái bụng. Còn nhà mình không xong rồi trời ơi, mình phập phồng tụng kinh chứ nói giờ hoài. Cho nên tụng kinh như giải thoát, mà thiệt sự tâm tư mình chưa có giải thoát, bị mình biết ở nhà còn chút ràng buộc. Nếu hôm đó mình định đi chùa, đùng một cái gia đình có việc, quý vị cứ ở nhà lo đi, không có sao hết. Bây giờ đó, tôi đi tu, tạo tôi tu, tại mà thầy bữa nay thầy giảng thế này thế kia tôi không đi được, mà trong cái đó ở nhà mình nó ngổn ngang. Thà mình ở nhà mình làm cho nó rồi, rồi thì đó là cái đó là tu tu nhà đó. Rồi khi nào mà mình biết ứng xử được như vậy, rồi mình ra đường ra chợ, mọi người xung quanh cách ứng cách sống của mình nó cũng dễ dàng. Rồi khi được như vậy rồi cái mình vô chùa, mình nhịn được bà con trong tòa chùa. Trời ơi, cái bà ngoài chợ bà chửi tôi quá trời, tôi còn nhịn được, mà chị bạn này chỉ lỡ nói tôi câu không ăn nói gì. Cho nên nhờ ở ngoài chợ đó, nhờ nhịn được ngoài chợ đó, cho nên vô chùa nhịn được chị trong chùa. Chị trong chùa chỉ bất quá chỉ nói tôi câu vậy thôi, mà không có nặng bằng cái chị bữa ngoài chợ. Vậy thì ở ngoài chợ mình mà nhịn được thì hôm nay mình nhịn dễ hơn. Rồi bây giờ nếu mà mình vô đây mình nhịn được rồi thì cái tăng trưởng cái sức nhẫn của mình lên, mai mốt ra chợ trở lại cái bình thường có còn phiền. Cho nên ba cái này nó làm sao? Nó tương trợ cho nhau, chứ không có cái ý là biểu mình phải ngồi trong nhà tu trước, biết chừng nào xong việc nhà mới được đi ra chợ rồi tu. Không, không ai ngồi trong nhà cả đời, cũng không ở ngoài chợ cả đời, mà cũng không ai ở trong chùa cả đời. Thế thì cái câu này chúng ta phải hiểu, chúng ta có ba môi trường để tu, mà môi trường nào cũng là môi trường chúng ta cần ứng dụng lời Phật dạy. Ở nhà cũng vậy, ở ngoài chợ cũng vậy, hay là ở trong chùa cũng vậy. Mình về nhà mình tu, mình phải có thời, mình phải có một cái thời khóa biểu. Lúc nào mình tụng kinh, có nhiều vị sợ tụng kinh ban đêm lắm. Nói là trời đó giờ đó Phật ngủ, sợ tụng Phật không nghe. Đâu có nhiều người không dám thắp nhang ban đêm. Có người tụng nói là lăng nghiêm phải tụng 4 giờ sáng. Pháp Hoa phải tụng mấy giờ. Cái đó là mình không có thông lý. Nếu mà thần chú lăng nghiêm mình không được tụng lúc 4 giờ sáng, mình tụng 12 giờ trưa cũng sao đó. Không có, trong kinh không có cái câu là kinh này để tụng lúc 4 giờ sáng. Chỉ có cái cuốn nghi thức tụng niệm do chư tổ soạn thì quý ngài mới để là khởi sự từ 4 giờ sáng, vì quý ngài muốn làm một cái quyển cho mình sáng trưa chiều tối cho nó rõ ràng, vậy là mình nương theo đó mình tụng. Nhưng cũng đừng có bắt buộc là phải đúng vậy mới gọi là kinh. Trước khi kinh ta còn phải sao mà sao bài rồi mới kinh, sao cho nó lộn xộn lên rồi mới kinh mới được. Ý Pháp Hòa muốn nói rằng khi thành lập một quyển nghi thức tụng niệm, hay là gọi cái quyển kinh gọi là kinh nhật tụng đó, nhật là gì, là ngày.
Tụng là tụng niệm, kinh nhật tụng là kinh tụng hàng ngày. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa có biết, cho nên các tổ mới soạn cho mình một quyển nghi thức. Sáng tụng này, trưa này, 14 tụng này, rằm tụng này. Đó là để cho mình có cái khái niệm. Một khi mình đã thuần thục rồi, cái thời sám hối mình có thể tụng bất cứ ngày nào, không nhất thiết phải là 14 hay rằm hay 30 một ngày. Mình có thể lại sám hối mỗi ngày. Nếu mình cảm thấy rằng nghiệp chướng mình nặng nề, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc, mình có thể sám hối mỗi ngày để giúp cho mình tiêu trừ nghiệp chướng dễ thôi. Phẩm kinh A Di Đà không phải chỉ để tụng cầu siêu. Nhưng mà bây giờ mình nói chứ tổ ơi, con muốn tụng cho người mất, không biết tụng gì. Các tổ mới đưa cho mình quyển kinh nghi thức tụng niệm cầu siêu, có kinh Di Đà. Rồi cái từ đó mình dính luôn chỗ mình nói kinh Di Đà để tụng cầu siêu thôi. Ở nhà tụng kinh này chắc chết, mà không biết gì hết là chết chắc. Kinh Di Đà là để nói cho chúng ta biết một cảnh giới thanh tịnh. Mà thật sự mà nếu mày ngồi mày giải thích kinh Di Đà, nguyên cái bản kinh Di Đà không ngoài cái thực tại hiện tiền mà chúng ta đang sống. Phóng vào ví dụ, trong kinh nói ở cõi cực lạc, sáng nghĩa là mỗi ngày hoa trên trời rơi xuống, rồi dân cái cực lạc lấy cái giỏ hứng hoa đầy hết, rồi đem đi cúng cho 10 phương chư Phật. Rồi tới giờ trưa làm gì? Ăn cơm. Không ai tụng kinh Di Đà hết. Thường dĩ thanh đáng cái dĩ kết gì đó, cúng dường chư Phật phạn thực, trở về quốc độ của mình. Mình cúng dường cho chư Phật rồi trở về quốc độ của mình, ăn cơm rồi đi kinh hành, có phải không? Vậy thì cõi cực lạc có gì đặc biệt? Mình ở đây mình cũng ăn cơm đi kinh hành, mà tại sao mình cực khổ? Mà đợi tới về trên kia rồi ăn cơm đi kinh hành kêu cực lạc. Vậy thì trong kinh Di Đà muốn nói cực lạc là ở đâu? Khi cái tâm của mình bình thường như mọi việc bình thường, đã ăn cơm rồi đi bộ. Buổi sáng á, quý vị thấy không? Nắng nè. Nếu mà hôm nay mình ngồi đây mà trời mưa, cực không? Cực. Vậy thì bây giờ có nắng. Khi mà trời mưa cái mình né, mình trời ơi mưa quá, phải chi trời nắng ha. Mà hãy nắng cái mình che, nó nắng đen. Vậy thì mình không có chỗ nào mình cực lạc hết á. Thế mà trời mưa mình nói trời ơi sao mưa ướt gì bữa nay mà trời nắng khô ráo cho mình ngồi cho nó khỏe ha. Mà hãy mà trời nắng lên cái thì mình lại không chịu. Vậy thì cái cực lạc của mình đó là đơn giản như hàng ngày. Cho nên trong kinh Kim Cang á, mở đầu cái bản kinh đơn giản, Đức Phật đi tuần tự khất thực, rồi về ngồi dưới gốc cây ăn cơm. Ăn cơm xong Phật đi rửa bát, rồi xét y lên tòa ngồi. Kinh Kim Cang mở đầu bằng một hình ảnh Đức Phật đơn giản như vậy. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng cái tu của đạo Phật không có gì đặc biệt là những chuyện bình thường. Chính cái bình thường mới là cái chúng ta cần tu, cần có, mà thật sự chúng ta rất mong có. Phóng vào ví dụ, hôm nào gặp quý vị hỏi sao lúc này cuộc sống thế nào? Chán lắm, bình thường. Vậy mà hôm nào mà cuộc sống mình nó bất thường, trời ơi tôi chỉ mong tôi bình thường thôi mà sao cuộc đời tôi nó cứ bất thường vậy? Phải không? Cái bình thường là cái tốt. Cái bình thường là cái tốt. Thí dụ như ngày nào gia đình mình cũng khỏe mạnh, đi làm rồi về nhà đúng giờ, nấu cơm ăn rồi đi ngủ, rồi nói chung làm những cái việc bình thường đó. Đó chính là cái mình muốn. Cho nên có nhiều người học trò đến học với thầy, nghe thầy nổi tiếng mới tới học. Mà sao ở 2 năm, 3 năm, 4 năm mà không thấy ông dạy gì hết trơn á. Rồi cuối cùng lên nói thưa thầy, con ở đây với thầy, con nghe thầy nổi tiếng quá. Con lên đây con học mà con cuối cùng con ở riết con nổi mụn. Thầy nổi tiếng mà con nổi mụn. Con làm quá con nổi sân. Con nổi đủ thứ hết mà chỉ con cái con không nổi là không nổi tiếng. Chứ còn gì con cũng nổi hết á. Nổi giận, nổi sân,
nội đủ thứ nội hết. Giờ thôi xin thầy cho con đi chỗ khác con tu. Thầy cũng nói, giờ ngày mai trước khi con đi á, con đem một cái xô, con lấy một cái thùng á, con chất đầy một xô gạch lên đây cho thầy, đầy một cái xô gạch dẫn lên đây thầy cho con đi. Khi mà đem một cái xô gạch lên rồi thì ông thầy nắm một cái nắm cát rải ở trên cái thùng gạch đó, thì cát nó mới lòn lấp theo những cái kẽ hở của nó tọt xuống đó. Ông thầy nói, nãy con thấy gạch không con? Dạ thấy gạch. Nhiều con thấy cát không con? Dạ không thấy. Gạch tức là những cái con nghĩ con đầy đó. Mình nghĩ mình đủ này, mình đủ kia đó, nhưng mà mình đừng có quên, nó vẫn còn những cái kẽ hở. Mà chính cái kẽ hở đó thì chúng ta vẫn phải biết rằng chúng ta đừng có quên rằng mình giỏi cỡ nào thì nó cũng còn có cái kẽ hở, cái kẽ dở đó. Còn cái mình thấy nó bự bự như cục gạch vậy nè, mình thấy gì mình giỏi, mình đủ rồi, cái đó nó chỉ là xô gạch thôi. Còn mình mà bước ra ngoài á, những cái nhỏ nhỏ nó lọt hết vô đó mày. Thí dụ mình nói tôi bây giờ tôi khỏe đó, ai nói thì nói, tôi không có giận hờn gì ai nhé. Thôi đi bà, bữa hôm nó chửi bà quá trời, thầy nó nói gì tôi. Đó là mình khoe với người ta, tôi giờ tôi khỏe lắm, ai muốn mắng gì mắng, cũng hơi nói thì cái chuyện kia. Thôi đi bà, bữa hôm cái nhỏ kia nó chửi bà quá trời, tôi nghe, tại tôi không kể bà nghe. Đâu đâu nó nói gì bà kể tôi nghe. Đó là mình biết rằng cái mà mình hiểu đó, cái mà mình nghĩ là mình á, nó chỉ là mấy cái cục gạch trong cái xô thôi. Nhưng mà mình vẫn còn những cái mà chúng ta, cái nhỏ nhỏ đó, cho nên cái thô mình trừ được, mà cái tế thì rất khó. Rồi nói một cái gì gọi là thường, thì người thầy mới nói, khi con đi về chùa đây, con dọn cơm thầy, thầy có ăn không con? Dạ thầy có ăn. Thầy ăn xong rồi con làm gì? Nói dạ con dọn chén xuống con rửa. Thì người thầy nói vậy con còn muốn gì nữa? Con dọn cơm thì thầy ăn, thầy ăn hết con bưng xuống chén rửa, cuộc đời nó bình thường vậy con còn muốn gì nữa? Đạo ở ngay cái chỗ. Cho nên một vị tổ người Việt chúng ta mới nói như thế nào? Đạo vốn không nhan sắc, đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Mình ăn mặc đó, nếu mà mình chỉ chọn màu trắng với màu đen thôi, không bao giờ đổi món. Còn hoa này màu kia, nó có ngày nó hết món. Ăn mặc mà trắng đen á, là không bao giờ mất món. Tại vì hai cái màu đó đơn giản mà nó có thể ứng dụng, nó đáp ứng được. Còn bông này bông kia thì nhiều khi ta nhìn bông ta biết bông này là mặc thuộc mùa xuân, hoa này thuộc mùa thu, có phải không? Cho nên không có cái nào mà nó tốt cho bằng nước lọc. Dù nước trà, cà phê, coca, bất cứ nước nào nó cũng phải nhờ cái nước lọc này mà nó pha ra. Cho nên nhớ là mình có uống nước gì đi nữa, nó cũng không ngoài cái nước lọc. Cũng như thế, nước lọc tuy nó trắng trẻo, nó lạc lẽo vậy, nhưng mà nó vẫn là cái mà chúng ta cần mỗi ngày. Sự tu hành của mình cũng vậy. Đừng có cầu cái gì đặc biệt. Cái đơn giản là chúng ta hoàn cảnh nào chúng ta vẫn ứng dụng, chúng ta sống được. Trước khi Pháp Hòa đi qua đây á, thì có một anh, anh bị ung thư. Người vợ lên báo cho Pháp Hòa hay, và Pháp Hòa có nói rằng sau cái chuyến đi giảng thì Pháp Hòa sẽ tranh thủ về thăm anh. Và tối hôm qua thì Pháp Hòa nhận được tin là anh mất rồi. Thì mặc dù đêm hôm rất khuya, nhưng mà Pháp Hòa vẫn tìm số phone của vợ của anh để Pháp Hòa gọi, Pháp Hòa thăm. Và Pháp Hòa an lòng cho chị là Pháp Hòa sẽ sắp xếp cho chị, tại bây giờ chị rối lắm, hai đứa con còn nhỏ quá. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng, bất cứ một cái hoàn cảnh nào, Đức Phật Di Đà cũng đưa bàn tay đối với mình.
Cho nên tại sao Đức Phật Di Đà đứng đưa cánh tay như thế này? Đó là dẫn dắt đó. Mà mình có khả năng mình dẫn dắt, do mình phát nguyện dẫn dắt, cho nên cái bàn tay trên này Phật có đưa ngang đây, tượng trưng cho định tâm. Không đưa đây, không đưa kia, ngay đây. Tâm mà định rồi thì sự tiếp dẫn của mình không ngần ngại. Cho nên Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Mình xin Phật dẫn dắt cho mình. Mà bây giờ Phật dẫn mình không chịu đi làm sao? Cho nên nếu mình cứ nói Phật ơi cho con đi, có bà cụ kia bà khấn mà nói Phật xin cho con đau một giây chết một giờ, đó là ước nguyện của con, đừng có cho con dây dưa khổ thân con rồi khổ con cháu của con, Phật thương con, Phật cho con đau một giây chết một giờ, thì vừa đang khấn vậy thì chú tiểu chùa chú đi ngang, chú phốc lên cái tượng Phật, chú đứng phía sau, chú nói được rồi chuẩn bị đi liền con. Thì nghe như vậy đi, bà mới nói dạ dạ con quên chuyện, con chưa nấu cơm. Cái câu chuyện nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà để nhắc chúng ta rằng nhiều khi chúng ta muốn vậy đó, nhưng mà hãy chuyện nó tới bắt đầu lo sợ vô cùng. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng là Pháp Hòa bên nhà cũng nhiều việc rồi, khi mà đi á thì phải lo cho mọi việc công việc ở cái nơi chốn mình đi. Nhưng mà bất cứ một cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không ngoài cái Phật sự mà cũng. Thưa đại chúng, hôm nào quý vị không thể đi chùa, ở nhà phải nấu cơm cho người thân, quý vị cũng coi bữa cơm đó là Phật sự. Bởi vì tất cả đều là chúng sanh, mà cái chúng sanh mà cần độ nhất là chúng sanh nhà đình của mình, vì họ có duyên làm chồng, làm vợ, làm con với mình. Đừng có chờ đến khi vô chùa mới có chúng sanh để cho mình nấu cho người ta. Nếu mình ở nhà mà để làm được cái bổn phận này mà cho cái, nếu hôm nay mình ở nhà mình mất một cái bữa đi chùa, mình biết mình mất vui với bạn đạo đó, nhưng mà mình biết mình ở nhà bữa này là nó gia đình mình nó yên ấm thì nên. Bởi vì cái nhà mình nó yên thì cái chùa, cái sự đi chùa mình nó cũng. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng cái câu mà ngày xưa ông bà chúng ta nói: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Chúng ta phải hiểu đúng cái câu này. Thì chúng hiểu đúng là chúng ta phải hiểu rằng ý ông bà chúng ta muốn nói rằng đó là một quá trình tuần tự mỗi môi trường của một người đệ tử. Không thể, bởi vì chúng ta có một gia đình rồi, chúng ta vẫn phải ra ngoài xã hội, chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm ăn, và cuối cùng chúng ta phải tranh thủ thời gian để về chùa. Và bất cứ lúc nào, dù ở hoàn cảnh nào, nhà, chợ, chùa, thì cũng không thể không ứng dụng lời của Phật. Kinh Thiện Sinh có dạy đủ những cái phương thức để chúng ta sống mà chúng ta đầy đủ, không có sai, không có bệnh. Phật tử là phải quy y Tam Bảo. Tại sao phải quy y? Bởi vì khi mình quy y là nhắc nhở mình là Phật tử. Thưa đại chúng, chỉ cần mình nhớ mình là Phật tử thôi là tự nhiên cuộc sống của mình nó có cái thay đổi. Cũng giống như mình nhắc mình là người đàn ông đã có vợ, tự nhiên không có để cho mình đi xa. Mình là một người nữ đã có chồng, tự nhiên vô cái cuồng. Vậy thì Phật tử quy y không phải để mình mất cái tự do, mà để làm cho cái đời sống đạo đức của mình nó rõ ràng và nó có cái sự ngăn. Nếu mình không là Phật tử thì mình là tục tử. Mà tục tử tức là người ở trong cõi tục, cõi đời. Mà cõi đời thì mình sống chạy theo cái đời như vậy. Còn mình là Phật tử, tự nhiên đưa mình vào cái khu. Cho nên tại sao người tu phải cạo đầu? Bởi vì cạo cái đầu thì cái tướng nó khác với tướng đời.
Tự nhiên giờ không lẽ ông thầy mà ngồi chéo chân hút thuốc, cái thiệt tự nhiên cái tướng này nó không làm cho mình đi theo con đường đó được, cái nó thúc liễm mình lại. Cho cái tướng á, nhiều khi á, người ta nói tôi không cần tu cái hình tướng. Đúng, nhưng mà chưa đúng lắm. Bởi vì cái tướng nó giúp cho cái tâm. Ví dụ như bây giờ tâm mình tịnh ở đâu cũng tịnh, nhưng nếu mà mình ở một cái hoàn cảnh này mà không có ai làm ồn gì hết, mình ngồi mình nghe tiếng nói pháp thoại rõ ràng thì vẫn dễ dàng thu nhập hơn là bao nhiêu cái tiếng lao xao bên ngoài. Vậy thì cái hoàn cảnh nó sẽ giúp cho cái sự tu mình dễ hơn. Ai không biết hình Phật chỉ là tượng, nhưng mà nhờ cái tượng đó đó, nhờ cái tượng tạm đó đó, giúp cho mình có được một cái định hướng về tâm, giúp cho mình có một cái khái niệm về hình ảnh đẹp của Phật. Chứ ai chắc Phật Di Đà tướng này? Chứ quý vị qua Thái Lan Phật nhìn giống Thái Lan, qua Miên Phật nhìn giống Miên, qua Trung Quốc Phật nhìn giống Trung Quốc. Vậy bây giờ Phật của mình là biến tướng theo cái nhìn của mỗi quốc gia, thì quốc gia nào đẹp kiểu nào thì theo Phật kiểu đó. Chẳng hạn như người Hoa là Phật là phải tròn đầy mới gọi là gì, phúc hậu, cổ phải có ba ngấn mới gọi là người phúc hậu. Qua bên xứ Ấn Độ, cái tướng đẹp của một người trượng phu là gì, là môi phải dày. Trên mấy tượng Phật bên mấy quốc gia nó môi dày, nó môi dày cũng đẹp, môi mỏng mới đẹp, mỏng quá mà nó nhiều chuyện. Thì thưa đại chúng, khi mình hiểu, hồi nãy Pháp Hòa có nói chữ giải thoát á, có nghĩa là mình làm sao cho cái tâm của mình nó biết quán bất cứ mỗi cái hoàn cảnh nào để giúp cho mình được cởi mở ra khỏi những cái ràng buộc. Như thế gọi là giải thoát. Chứ đừng có chờ khi mình chết mình mới giải thoát. Cực quá, tu mấy chục năm chết mới được giải thoát. Mà thật sự ra khỏi nói giải thoát cũng giải thoát rồi đó. Giờ hết gì lo là giải thoát chứ gì. Nhưng mà ngây đơ đó, không? Phải giải thoát từ rồi đó. Thấy cái gì mình cũng có thể mình chấp nhận và mình nhẹ nhàng được. Nếu như chúng ta không chấp nhận, không có cảnh nào mà nó bực hết. Ở nhà cũng bực, ra chợ cũng bực, mà vô chùa cũng bực. Tại vì không có cái chỗ nào mình thoải mái, mình nhẹ nhàng được hết. Cho nên chư tổ nhắc mình nghe, giải thoát, giải thoát, giải kết, giải kết, giải quan kết, giải kết ở trong nhà, giải kết ngoài chợ nè, giải kết ở đâu? Ở trong chùa, giải quan kết, giải cho liễu, giải liễu tiền sanh, tức là giải cho sạch những cái mà quá khứ nó đi theo mình. Ngày xưa mình ở Việt Nam mình hiểu như thế đó, nhưng mà qua đây á, đừng có ôm cái đó qua đây rồi mình hiểu vậy nữa, nó nhiều khi nó không hợp. Mình phải biết ở Việt Nam khác, ở đây khác. Mà thậm chí nè, ở đây mình cất nhà đó, ở đây mình cất nhà đó, cái bản vẽ của cái tỉnh Quebec, nó có những cái luật của cái tỉnh này. Đem cái bản vẽ của tỉnh này về tỉnh Alberta mà cất là nó đã trật rồi. Vì mỗi tỉnh nó có cái cách, cái luật. Quý vị đi qua bên Oklahoma, Hoa Kỳ, nhà nào cũng có cái hầm ở phía ngoài bên, ở ngoài garage, để người ta trú ở trong đó những cái ngày mà cơn trốt nó tới. Tại cái vùng đó có những cái giông bão, những cơn trốt, cho nên nhà nào cũng có cái hầm. Thế mà mỗi lần mà giông bão trốt tới là mọi người phải đi xuống cái hầm đó để mà trốn. Rồi cái mình thấy vậy, cái ở đây mình cũng làm cái đó nữa. Không dùng tới bắt đầu làm kho. Thành thử ra không phải chỗ nào nó giống vậy. Mình hiểu như vậy thì chùa, nhà hay ở trong ngoài chợ, tâm mình vẫn bình an. Tại vì chỗ nào mình cũng biết ứng dụng mình. Nhờ đâu được như vậy? Nhờ mình gặp minh sư, nhờ mình gặp thiện trí. Cho nên mình mới nguyện đó, kiếp sau sinh được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu, dắt diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia. Sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân,
một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trì phạm hạnh nghiệp trần lãnh xác. Mình nguyện đời sau sanh phục Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh. Những cái câu đó là bằng tiếng Anh Hán ngoài xưa mình tụng, bây giờ dịch cho tiếng Việt. Thì nếu mà mình người Việt mình tụng tiếng Việt cho mình dễ hiểu, mình cũng đừng chấp nói không, tụng tiếng Việt không linh, tụng tiếng Anh Hán mới linh. Bắt đầu mình cũng mở cuốn đó ra mình tụng, mình hiểu vậy đó, tụng mà không hiểu. Cho nên nếu mà mình Kinh Di Đà mà đã dịch cho mình tụng thì mình cứ tụng chứ. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở thành Xá Vệ, trong vườn cây ông cấp cô độc. Thí dụ vậy, lúc bấy giờ Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất và nói rằng: từ đây đi qua cõi phương Tây quá 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Nơi đó có một vị Phật tên là A-di-đà, hiện nay đang nói Pháp. Nghe hiểu không? Hiểu. Còn nếu mình tụng tiếng Hán: nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ước Phật, hữu thế giới danh biết Cực Lạc, trì độ hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết Pháp. Trời, nghe nhò quá trời. Ta nghe mình là nho chung, nho chung. Mới hồi hỏi lại nho khô. Còn giờ mình là người Việt, mình tụng tiếng Việt có sao đâu. Không có phải là tụng tiếng Hán mới linh. Trời đất ơi, tụng tiếng Việt đây nè. A Di Rị Đô Bà Tì tụng còn không rồi nữa, vậy mà theo Tây Tạng rù rù hiểu gì. Mình có kinh ông tổ của mình người Việt âm ra mình tụng, cái đó không, người ta không, cái đó không phải là thật đúng, nhưng mà mình tụng mình có hiểu không? Tụng cái bài của mình đây này mình tụng còn chưa hiểu hết nữa. Cho nên ở đây không phải là nói như vậy là thế này thế kia, nhưng mà chỉ nhắc cho đại chúng, cái giải thoát của mình ở cái chỗ là mình thấy được cái vấn đề của mình. Mình là người Việt, khi mình quy y á, là mình phải nói con xin quy y Phật bằng tiếng của mình, thì cái câu đó nó mới đi vô trong tâm thức của mình được. Còn thí dụ như bây giờ mình là người Việt mà bây giờ đi quy y theo người Hoa đó, quy y Phò, thì mình phải quy y Phò, quy y Pháp, quy y Sanh. Quấy dí gì mình cũng quấy dí mà mình không hiểu gì hết. Quấy dí là gì? Người Hoa thì ta hiểu vậy đó. Nhưng mình là người Việt là con xin nương tựa Phật, hay là con xin quy y Phật. Tự nhiên mình nhớ ngày hôm đó mình đã nói là mình quy y Phật rồi. Nó vậy thôi chứ không có nói là người ta sai. Nhưng mà mỗi một quốc gia nó có cái ngôn ngữ của mình tụng. Ngày xưa chưa dịch thì mình chịu, mình phải tụng tiếng Anh Hán. Nếu mà mình tụng Hán cũng không sao, nhưng nếu có những bản kinh đã dịch mà mình có tụng bản dịch đó cũng không có nghĩa là nó không linh. Nhiều khi nó còn linh hơn nữa, là tại vì mình hiểu được kinh rồi mình ứng dụng được lời kinh thì bài kinh nó càng linh diệu hơn. Như nãy quý vị tụng cái bài khấn nguyện đó: Xin cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin vòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời con, để cho trái tim con biết thương yêu tất cả. Xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay, để hồi đầu hướng thiện. Tụng mấy câu đó nó thấm biết bao nhiêu. Vậy thì mình giống như hồi nãy á, hôm qua Pháp Hòa cũng hơi hối hận, bởi vì mấy em nó ngồi đó đông lắm ở trên chùa Trường Thủy, mà Pháp Hòa lại tự nó nói tiếng Pháp không, mà mình thì đâu biết nói tiếng Pháp, cho nên mình không nói tiếng Anh. Tới hồi tha giảng xong nó tới nó thăm, hỏi con biết tiếng Anh, nó sổ cho mình nghe. Mình phải xin lỗi, mình nói thầy xin lỗi là nãy đáng lý ra thầy phải nói chút tiếng Anh. Bây giờ mình muốn chuyển tải cho em của mình nó hiểu thì mình phải nói cái ngôn ngữ của nó để nó hiểu.
Mà mình chỉ cần mình hiểu được vậy thôi, mình giải thoát vô cùng, giải thoát vô cùng. Quý vị ăn chay, đi ra chợ mua một dĩa, một đi vô trong nhà hàng á, người ta xào một dĩa mì xào ở trong nhà hàng, đem ra là dĩa mì có rau, có tàu hũ rồi là mình ăn chay chứ gì. Nhưng mà biết chắc cái chảo trong đó người ta có rửa không? Rồi biết chắc cái thớt mà người ta cắt đậu hũ chiên cho mình ăn đó nó không dính thịt không? Cái mình ra mình thấy cái này cũng còn hơi mùi thịt á, vậy mình khổ lắm. Chay có nghĩa là khi nào mình trong cái dĩa của mình nó trong sạch, nó tinh khiết. Bây giờ đã ra chợ ăn, chấp nhận ra chợ ăn thì nhiều khi mình phải giải thoát chút chút cái đó. Còn không là mình khổ. Rồi bây giờ mình vô McDonald's mình ăn, mình nói cho tôi cái khoai chiên không, chắc cái deep fry đó là chắc chắn 100%, để dành nó chiên một hộp khoai chiên cho mình đó. Nếu mà cái anh đó để một cái chảo riêng để cho bán cho mình, chắc năm nó bán được cho mình lần. Thôi thì khúc mắt. Còn nếu mình đã đi ra chợ, đó tu chợ đó, ra chợ tu đó, mình ở nhà mình tu nè, nấu chay ra rồi, con mình nó đi học về nó đói bụng quá, nó múc này miếng, nó múc kia miếng, trời ơi trời, tôi nấu cái nồi chay tôi ăn mà tôi chưa ăn, nó ăn sạch bách rồi tôi ăn cái gì đây. Thường ngày mình muốn con mình ăn chay không? Vậy tại sao giờ nó ăn hết nồi không mừng mà làm sao? Tu nhà đó, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai là tu chợ, rồi tưởng sao ở nhà con ăn cũng la phải không, đi vô chùa làm phong quả, người ta mình nấu ra cái ta tới ta nói chị cho tôi thêm tô ăn gì dữ vậy. Ở nhà con ăn thì cũng la, vô chùa làm công quả nấu cho bá tánh ăn, người ta ăn thêm cũng la. Vậy là mình không phải thích tu mà thích la. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và chỉ muốn xác định lại cái câu mà thứ chúng ta thường nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, để cho chúng ta đừng hiểu lầm cái câu đó là không cần đi chùa mà cứ ở nhà mà tu. Không phải vậy. Ở nhà, chợ và chùa là ba môi trường của một đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể nào không có gia đình, chúng ta không thể nào không ra xã hội làm ăn tiếp xúc, và chúng ta càng không thể bỏ chùa, bởi vì chùa là cái nơi trợ duyên tiếp sức để cho chúng ta trở về hai cái môi trường kia, chúng ta sống linh động. Vậy thì chùa là cái chỗ để chặt pin, chúng ta trở về để chúng ta chặt pin, chúng ta hấp thụ giáo pháp để chúng ta trở về hai cái môi trường kia, chúng ta sống linh động, giải thoát, giải kết, giải hoàn, và giải thoát ngay trong từng cái chuyện hàng ngày chúng ta sống. Hôm nào mình có ngon, mình ăn ngon. Hôm nay không được ngon, mình ăn theo cái không được ngon. Mình đã từng ăn ngon và hôm nay có dở một chút cũng là thường. Đâu phải chưa từng ăn đâu mà ngồi cằn nhằn. Ăn một tô phở, thiếu con cọng quế mà ngồi nói hoài. Ăn cái này mà không có quế sao ăn. Nói vậy đó mà ăn hết tô phở à. Thôi hạnh phúc mà ăn con phở cho rồi chứ. Cộng như vậy thì ăn phở mà là chính, mà rốt cuộc cộng quế làm mình khổ. Mình nói ăn phở chứ đâu nói ăn quế. Thì hôm nay thiếu một cộng quế thì cứ nhẹ nhàng ăn phở, đừng để cộng quế nó làm khổ mình. Quý vị nhớ được đó. Cho nên ở trong kinh mới nói nè, nếu người nào đi tìm châu báu mà đọa đi lạc vào một cái biển, gặp dạ xoa la sát, niệm danh hiệu Quan Âm. Niệm danh hiệu Quan Âm thì sao? Dạ xoa la sát biến mất. Nhớ không? Nhớ trong phẩm không nói nhau. Đi tìm châu bảo là tìm cái gì? Đi tìm cái pháp, đi tìm cái cách tu, đi tìm cái cao đẹp. Mà đi tìm cái đó dễ hay khó? Khó lắm. Trên đường dạ xoa la sát nhiều lắm. Nhưng phải trở về niệm Quan Âm,
là trở về với cái đức tánh từ bi trong sáng của mình. Dạ xoa la sát không làm hại được mình. Phật Phổ Môn nói vậy. Mình đang ở trong một cái lò lửa, niệm Quan Âm, lửa biến thành ao. Bữa nào mình thấy lửa đang cháy phừng phừng nhau vô, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, thành barbecue. Lò lửa đó là sân. Lò lửa trong Phật Phổ Môn nói là sân giận. Khi nào mình đang bực tức, đang sân giận, đừng nói gì hết, trở về niệm Phật. Niệm Phật thì giúp cho mình cứu vãn được cái tình thế, cứu vãn được sự đổ vỡ của gia đình. Tự nhiên tâm mình bắt đầu mát dịu lại đó. Hồ lửa biến thành ao sen. Cho nên cái bài tán của mình đó, hỏa diệm hóa hồng liên. Chỉ cần hỏa diệm mà hóa được hồng liên, tự nhiên đất đai nhà cửa của mình trở thành thanh lương địa. Đất của đất tâm mình và thanh tịnh, gia đình mình thanh tịnh là thanh lương địa. Vậy thì sự thanh lương thanh tịnh của nhà mình, của tâm mình, nó đẹp, nó quý như Bồ Tát. Cho nên mình gọi là thanh lương địa Bồ Tát. Hương của mình dâng lên cúng, nó kết thành mây, nó đẹp. Cái đẹp của mây nó đẹp như Bồ Tát, cho nên là hương vân cái Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát không có limit. Không có limit. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng có Bồ Tát. Đi vô trong chùa có một Bồ Tát đứng rửa chén hết một ngày Chủ nhật, không làm gì hết. Nam Mô Bồ Tát thường rửa chén. Có những Bồ Tát ta làm vậy đó. Có những người người ta chỉ quét nhà lau nhà mà không có người đó là mình mệt đâu. Có nhiều khi mình nói, cái bà đó tới không làm gì, đứng rửa chén tối ngày à. Không có bà là mình rửa chén. Không có bà là đứng rửa chén. Nam Mô Bồ Tát thường rửa. Cho nên người nào mà có xe đi chùa, đi ngang con đường nào đó mà biết có một hai bác sẽ đi chùa mà không có xe, mình phát tâm mình ghé ngang mình chở. Đi một mình tới chùa cũng là mình mà hao xăng. Bây giờ tấp vô rước thêm được 4-5 bác đi chung một xe nữa, Nam Mô Bồ Tát thường đưa rước. Tu được như vậy đó là tu đạo Phật. Cho nên Phật tử là gì? Là người có chủng tử giác ngộ. Hạt giống giác ngộ gọi là Phật tử. Nam Mô Bồ Tát đưa rước. Bất cứ một cái hoàn cảnh nào mình cũng thể giác ngộ. Quý vị biết không, tuần rồi đi giảng ở Philadelphia, trong 4 ngày mà Pháp Hòa giảng 4 cái tiểu bang, mỗi ngày bay một tiểu bang, mỗi một ngày 2-3 thời. Cái ngày bay từ Phila trước khi ra, 4 giờ chiều bay ra tới ngoại, họ tuyên bố là Chicago đang có bão, delay 6 tiếng đồng hồ. Ngồi rã rời ở ngoài Phila, bước lên phi trường, máy bay bay tới Chicago là 12 giờ khuya. Hết chuyến bay về Edmonton. Thế là ngồi thêm 9 tiếng nữa ở ngoài phi trường Chicago. Về có vừa về tới nhà, hay tin một gia đình của một vị Phật tử có người mất tại Chicago, bay ngược trở lại Chicago. Rồi xong từ Chicago mới bay về đây. Bây giờ Pháp Hòa là Bồ Tát thường bay. Con bà rồi tới đây cái con chú Phật tử, chú nói không biết nói dù mà dù đi đường quá, nói dạ lúc này không còn hết đi đường. Đi trên mây không, hồi xưa mình tu dữ dội lắm mới có thần thông không, bây giờ chỉ cần chút xíu thôi là mình có thần thông. Cho thưa đại chúng là mình ở đây không phải chỉ muốn nói cái người Phật tử của chúng ta phải thương Phật. Phật là cái người cung ứng cho mình rất nhiều những phương pháp sống. Bởi vì chúng sanh của mình là khổ đủ kiểu đủ cách, và chúng ta gặp rất nhiều những hoàn cảnh. Cho nên Phật cho chúng ta rất nhiều phương pháp tu. Mà sở dĩ chúng ta không có được gì là điều gì, chúng ta không có chịu học và ứng dụng lại. Vì vậy cho nên bất cứ bài kinh nào, dứt câu kinh đó có câu này nè:
Lúc Phật nói kinh này xong, các vị thiên nhân Atula gì đó vân vân, tính thọ phụng hành. Tính là tin, thọ là nhận, phụng hành là làm. Tại sao trong kinh lại có ba câu đó khúc cuối để xác định với chúng ta? Nếu chúng ta không tin, không thọ, không phụng hành thì những gì ở trên đó thành vô nghĩa. Đặc biệt khi mình đọc kinh được như vậy, hiểu kinh được như vậy thì mình thấy bản kinh mình tụng thiệt là cao quý, dù chỉ có mấy câu. Quý vị hiểu ý không? Thôi thì nãy giờ Pháp Hòa nói dòng nói do, nói nhiều kiểu nhiều cách, thì cũng chỉ để làm sáng cái nghĩa thêm một chút, để chúng ta đừng hiểu lầm cái câu mà chúng ta thường nói. Và từ nay về sau chúng ta biết rồi, chúng ta có ba hoàn cảnh để chúng ta sống trong một đời của người Phật tử: ở nhà, ở xã hội và ở trong chùa. Không thể nào thiếu được sự đi chùa, vì chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là định nghĩa của chữ chùa. Nhiều ai hỏi chùa nghĩa là gì? Chùa nghĩa là nơi gần chỗ thiện, xa lìa nẻo ác. Chúc đại chúng một ngày an vui. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được đến Vancouver thăm quý vị một lần nữa là do một cái duyên lành. Đó là ngày do gia đình Phật tử Huỳnh Thị Ni, pháp danh là Quảng Nguyện, năm nay thọ 70 tuổi. Thì gia đình các con cái muốn báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà tổ chức một ngày lễ thọ bằng cách là thỉnh quý thầy, quý sư cô, đại chúng để thiết lễ trai tăng, đãi một bữa cơm chay thân mật để tạo cái duyên phước lành, hồi hướng công đức, cầu nguyện cho mẫu thân được khỏe mạnh, an vui. Vì vậy chúng ta mới được có cơ hội. Và quý vị đó không có phải thỉnh quý thầy ở xa xôi đến để rồi tự lợi cho mình, mà còn nghĩ đến cái lợi cho người khác. Cho nên Pháp Hòa được biết là đã mướn cái hội trường này trong suốt 5 ngày để thỉnh quý thầy nói Phật Pháp cho quý vị nghe. Thì đó là một cái tinh thần cao quý, mà đúng là cái hạnh nguyện của người Phật tử. Tức là khi mình làm cái gì thì mình phải đặt cái lợi của tất cả mọi người lên trên, mình mới là thứ kế. Vậy đó là tinh thần của Bồ Tát, mà trong nhà Phật gọi là tự lợi và lợi tha. Tức là tự lợi, tức là mình được cái phần lợi lạc cho mình, nhưng mình không có an hưởng cái đó, mà mình sẵn sàng mình mang tất cả những cái gì mình có được, mình chia sẻ với tất cả mọi người. Và vì mình sống được như vậy cho nên luôn luôn mình có thêm được nhiều những cái niềm vui, những cái tình thương, những cái sự quan tâm của mình đối với tất cả, được về mình đối với tất cả những người khác. Và tối hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của Pháp Hòa. Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng là để quý vị chờ lâu. Lý do là vì cứ tưởng là có người về đón, cứ ngồi thiền ở nhà chờ. Chờ hoài thấy không thấy, mà thấy hết giờ là phải mở mắt đi kiếm phone gọi. Nếu thấy trễ, đại chúng ngồi lâu, xin quý vị hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, ở trong nhà Phật, người đệ tử của Phật dù là xuất gia hay là người tại gia thì phải luôn luôn tâm tâm niệm niệm là mình học Phật Pháp, rồi mình mang Phật Pháp mình hướng dẫn cho tất cả mọi người, mà chúng ta thường gọi là trên cầu Phật đạo, dưới độ cho mọi người. Mà cái bổn hoài, cái nhiệm vụ của người tu, người tu đây không nhất thiết phải là người xuất gia, mà tất cả chúng ta dù tại gia xuất gia đều phải có cái bổn phận là đem Phật Pháp truyền bá cho mọi người.
Còn nếu mình đi tu mà vì bất cứ cái gì, thí dụ như là danh lợi, tiền tài, tất cả những cái đó, nó không có dưỡng được cái tâm tình của người tu, nó không có dưỡng được cái chí nguyện cũng như cái con đường của người tu đến nơi đến chốn. Mà nếu mà có cái đó đi nữa mà người ta có hộ trì cho mình thời gian, cái tự nhiên nó hết. Tại vì người ta đi tới với mình là để người ta cầu, cầu cái giáo pháp. Thành thử quý vị đến với một người tu sĩ là quý vị đến bằng cái sự tu học của vị xuất gia đó, người tu đó, chứ không phải tới bằng cái danh lợi. Tại vì danh lợi thế gian mình có nhiều, mình đi tìm cầu Phật pháp, cho nên mình mới tìm thấy chùa, mình mới tìm tới quý thầy quý cô để mình học hỏi. Cho nên ở trong cái tinh thần tự lợi lợi tha là vậy, tự giác giác tha là vậy. Mà cái bổn phận của người đi xuất gia là phải học hỏi Phật pháp rồi đem truyền dạy, truyền lại cho tất cả mọi người theo cái hiểu của mình, theo cái tu của mình. Dĩ nhiên là ai có cái phước, ai có cái duyên được học Phật pháp, có căn bản, có cái sự trên dưới thứ lớp, thì khi diễn giảng ra thì nó có một cái sự thứ lớp và có bài bản. Còn như Pháp Hòa đó, thì Pháp Hòa học làm sao, tu làm sao thì nói lại cho quý vị nghe như vậy. Bởi vì cái hoàn cảnh của chúng ta ở đây là không có trường, không có lớp, và tất cả mỗi một người xuất gia ở hải ngoại này phải nỗ lực rất nhiều, từ cái công việc chùa chiền, hành đạo cho đến cái chữ tu học, thì mới được có cái sự tiến bộ rồi đem hướng dẫn cho Phật tử. Thành thử ra cái nỗ lực của người xuất gia ở nước ngoài rất là lớn. Và quý vị đi, quý vị ở đây bao nhiêu năm, quý vị thấy quý thầy, quý sư cô ở tại trú xứ này, quý thầy, quý cô cũng rất là cực để điều hành, lo lắng cái việc chùa. Rồi bên cạnh đó phải nghiên cứu kinh điển, học hỏi giáo pháp để hướng dẫn lại cho đại chúng. Cho nên á, mình ngồi đây mà mình nghe pháp á, là mình nghe xong mình nghĩ là ô, mình nghe được lợi cho mình. Nhưng mà xin thưa, trong khi mình ngồi nghe đây, mình cũng đang làm lợi cho người khác. Tại sao vậy? Tại vì khi mình nghe, mình hiểu, mình ứng dụng, mình thực hành, mình tốt, mình tu rồi, thì tự nhiên mình về nhà, mình ứng dụng cái sống đó với mọi người xung quanh, tự nhiên mọi người xung quanh cũng có lợi. Cho nên ngồi đây mà nghe là tự lợi, mà trong khi tự lợi cũng có phần lợi tha, phải không? Giống như ngày xưa mà người ta nói, ở trong thư, ở trong sách vở có người đẹp, trong sách vở có người đẹp. Hồi xưa người ta muốn nhắc vậy để cho các cái người mà các cái người mà đi thi, đi học á, đừng có nghĩ tới cái chuyện mà nữ sắc, đừng có nghĩ tới chuyện trai gái, mà phải cố gắng học hành. Khi mình thành tài, mình đỗ đạt rồi á, thì tự nhiên sẽ có người đẹp tới với mình. Nhắc nhở như vậy. Và ở đây á, Pháp Hòa muốn nói cho đại chúng là khi mình ngồi đây mình nghe pháp thì mình nghĩ mình tự lợi, nhưng mà thật sự trong khi mình tự lợi có phần lợi tha. Cũng giống như mình tụng một thời kinh, tụng một thời kinh, chữ nghĩa, ý nghĩa trong đó mình thấm, nhưng mà trong khi đó những người ngồi xung quanh mình cũng được thấm những lời kinh của mình. Cho nên mình tụng một thời kinh có âm điệu, tụng một thời kinh hết lòng, tụng một thời kinh mà thiết tha, thì trong khi mình tụng kinh mình cũng đang thuyết pháp. Vì có những người, người ta đến chùa, hồi nào giờ người ta không có đến chùa, và tự nhiên bữa đó do một cái cơ duyên nào đó, có thể vì bạn bè rủ, hoặc bữa đó người đó có một cái chuyện gì đó buồn, đi vô chùa cái tự nhiên nghe mình tụng thời kinh xong, cái gì đó phát tâm tu, phát tâm hiểu đạo. Quý vị có nhớ và kể câu chuyện cái anh đó, anh chuyên môn đi vô trong chùa, anh ăn cắp đồ trong chùa. Bữa nọ anh đang lui cui, anh gom lư hương, gom chân đèn, thầy trụ trì đắp y lên tới, ảnh bí thế quá, ảnh biết chạy đâu, chùi với bàn thờ ảnh núp vô. Thì trong khi mà thầy trụ trì lên tụng thời kinh, thầy tụng mà cái bài sám hối của thầy nghe nó tha thiết quá. Chúng con đồng đến trước Phật đài, tâm thành đảnh lễ mười phương Phật,
tất cả Bồ Tát trong ba đời, Thanh Văn, Bích Chi, chúng hiền thánh đồng đến chứng minh con phát lộ. Tụng xong thời kinh rồi, thầy chui ra, ổng chui ra, nói bạch hòa thượng, con đây. Hỏi con đây làm gì dưới? Dạ chùa thường mất đồ là của con, con gom. Giờ con nghe hòa thượng tụng thời kinh rồi, con ăn năn quá, bây giờ con hiểu rồi, bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Thôi hòa thượng cho con xin quy y. Hòa thượng có cơ hội rồi, vô đây thầy quy y cho con. Quỳ xuống đi con. Cầm cái dùi lên, mà không phải cái dùi bé lớn đâu, cái dùi chuông ở trong chùa nó to lắm. Con phải chắp tay thành tâm sám hối nghe con. Dạ. Ông thầy gõ trên đầu cái bóp, quy y Phật đừng ăn cắp nghe con. Cũng chắp tay ráng nghe. Ảnh đau lắm nhưng mà ảnh tưởng cái đó là cái nghi lễ quy y. Ông thầy vỗ cái bóp thứ hai, quy y Pháp đừng ăn trộm nghe con. Gõ cái thứ ba, quy y Tăng đừng chà đồ nhôm nghe con. Chà đồ nhôm là chôm đồ nhà, chôm đồ chùa. Rồi thì sau ba lần quy y, ảnh xiển niễn nhưng mà tại thành tâm quá, sám hối mà. Về tới nhà cái tự nhiên hiền khô. Hiền khô là biết sao không? Tại hết xíu quách. Bị đập ba dùi đó. Về tới nhà hiền quá. Bữa đó thường ngày vợ nói một câu là anh nạt nộ. Bữa đó bà vợ nói gì anh cũng hiền. Anh ừ anh hử không, bị nó như vậy nè, lắc lư. Xong rồi cái thì bà vợ nói bữa nay xong hiền gì em nói, bà đừng hỏi bữa nay tôi tu. Hỏi tu thì sao? Anh mới kể hết tự sự ra. Bà vợ nói vậy hả anh? Trời ơi, hòa thượng nào mà đức độ vậy? Ông chồng tôi là khủng khiếp lắm mà độ được ông chồng tôi. Thôi anh dẫn em lên chùa để em quy y luôn. Ông nói thôi bà ơi, cỡ tôi tam quy chịu nổi. Bà nhất quy đi luôn. Tức là một dùi mà cũng xong rồi. Thưa đại chúng là ở trong nhà chùa mình có nhiều cái cách độ người. Có thân giáo, có khẩu giáo, có ý giáo. Cho nên một người đệ tử Phật á, mình độ người bằng ba cách. Mình thuyết pháp cho người ta nghe, mình nói đạo cho người ta nghe. Nhưng mà cái quan trọng là mình, cách sống của mình. Cái cách mình sống để người ta thấy được ở nơi mình có thực chất của người tu. Người ta kêu là organic á. Thường thường mấy cái bio đó, nhiều mắc tiền lắm. Phải không? Mình đi vô trong xếp quê mua thức ăn mà bio nó kêu là organic vegetable, mắc tiền lắm. Tức là mình không có bị pha chấm. Cho mình cái quan trọng á. Bởi cho nên Pháp Hòa đi đâu Pháp Hòa cũng nhắc hoài cái câu là Phật Pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu. Nay con nghe thấy xin vân giữ. Cái câu cuối cùng mới quan trọng đó. Nghe là thấy, nghe rồi nè, thấy là cũng thấy rồi, mà cái quan trọng là có vân giữ hay không. Chừng đó mới nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Mà cái câu tiếng Hán quý vị thường tụng đó, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa. Chứ mình phải làm sao mình ứng dụng, rồi từ cái nơi thân khẩu của mình là một bài thuyết pháp, làm bài thuyết pháp. Cho nên á, ở trong kinh á, có đưa ra ba cái lợi ích của người nghe pháp. Có là gì? Đó là văn thời ích, tu hành thời ích, chuyển thời ích. Nghe có lợi, nghe là có lợi. Cho nên khi nào mình mà nghe được một cái câu Phật Pháp, một cái lời lành đó, thì cái lời lành đó nó giúp cho chúng ta tu hành, nó giúp cho chúng ta chuyển hóa. Cho nên ba lợi ích của người nghe Pháp là gì? Văn thời ích, tu thời ích, nghĩa là hành đó, hành thời ích. Và cái cuối cùng là chuyển thời ích. Chuyển tức là mình chuyển hóa. Khi mình, con người mình tu mà có chuyển hóa là tốt.
tu mà có chuyển hóa. Ngày xưa mình giữ, tu rồi mình hiền, nhưng mà có nhiều khi mình chuyển ngược. Hồi xưa mình hiền, càng tu càng giữ. Phải không? Thành thử ra có nhiều khi vậy. Cho nên rồi nhiều Phật tử họ mới sơ cơ, họ bước vô chùa, họ nói tôi muốn đi chùa, mà vô gặp cái bà Phật tử thuần thành đó, cái tôi rùng mình tôi đi ra. Thành thử nguy hiểm. Cho nên tu là chuyển. Phải không? Chuyển như thế nào mà coi chừng. Phải không? Trí tuệ lộn ngược. Phật có nói ba thứ trí tuệ, trong đó có một thứ trí tuệ lộn ngược. Thay vì mình phải đưa cái trí tuệ đó trở vào trong con người mình, thì mình lại ngược lại, mình lật cho nó ra ngoài. Nguy hiểm. Cho nên mình, đó là lý do tại sao Phật cứ nhắc chúng ta hoài, văn tư tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ. Sau khi mà suy nghĩ rõ ràng rồi thì chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Thì hôm nay trong cái phần tự lợi lợi tha, và đặc biệt là ngày hôm nay, Pháp Hòa rất là không ngờ là ở trong hội trường quý vị đông đảo như vậy. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ hôm nay là ngày thứ 6 nè, quý vị ngày hôm qua đi làm mệt nè, ngày hôm nay được nghỉ nè, chắc là có người đi chơi xa, có người đi coi nhạc, vân vân. Nhưng mà quý vị cũng để thì giờ quý báu đến đây để tham dự cái buổi này, thì Pháp Hòa mới trích một phẩm ở trong cái hạnh của Bồ Tát. Chúng ta có một quyển kinh tên là U Bà Tắc Giới Kinh, tức là kinh nói về hạnh đức của một vị Bồ Tát tại gia. Thì Pháp Hòa trích một phẩm trong đó. Thì cái phẩm này nói về cái gì? Cái phẩm này á, nói về 16 việc của một người nói Pháp và 16 việc của một người nghe Pháp. Trong kinh có nói như thế này về cái phần tự lợi. Quý vị biết là khi mình học thì mình vừa học xong là mình đã có tự lợi rồi, nhưng mà cái lợi đó chưa đủ, rồi mình đem ra mình nói cho người khác nghe thì nó truyền bá cái lợi đó ra rất là nhiều. Pháp Hòa nói giống như hôm nay quý vị ngồi đây nghe buổi này tiếng đồng hồ xong, thì sau đó thì cái cuồng băng được thâu, thâu ra rồi thì truyền đi hết. Mà chẳng những mình truyền ở nước ngoài mà còn truyền về tới Việt Nam. Mà Việt Nam là lợi còn hơn nữa, tại vì người nghe Pháp được lợi lạc, mà những người sang băng dĩa bán cũng có lợi, 5.000 dĩa. Thành thử ra mình đang ngồi đây là mình tự lợi, nhưng mà sau buổi này rồi là mình lợi tha lớn lắm. Rồi lâu lâu cái người ta đổi tựa nữa. Pháp Hòa có cái bài nói chuyện gọi là bốn loại thức ăn. Lâu lâu người ta đổi tựa, người ta nói bốn loại thức ăn thầy Pháp Hòa thích. Có nhiều Phật tử nói cha không biết ông thầy Pháp Hòa ông thích cái gì đâu, đây mình về mình nghe thử coi. Mua về thấy cái dĩa cũ, nhưng mà ăn năn thì việc đã rồi. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một phẩm ở trong U Bà Tắc Giới Kinh. Gần đây Pháp Hòa hay giới thiệu quyển kinh đó cho quý Phật tử nghe. Thì Hòa trích một phẩm tự lợi lợi tha. Thì Đức Phật dạy 16 việc của một người nói Pháp. Thứ nhất, một là nói đúng thời. Nói đúng thời là làm sao? Nói đúng thời có nghĩa là ở nơi nào người ta có tâm cầu mình mới nói. Bởi vì Pháp không có đi nói, người ta không có tâm cầu thì mình có nói người ta không có nghe. Thành thử ra người ta có lời cầu thì mình mới nói. Chẳng hạn như học trò có đến lớp, đến trường thì ông thầy mới dạy. Mà dù chỉ một người cũng nói. Ngày xưa ở Việt Nam ta có Cố Hòa Thượng, đó là Ngài Thiện Hoa. Và Pháp Hòa thường nghe quý Hòa Thượng kể là Cố Hòa Thượng rất là kiên trì với cái chí nguyện hoằng pháp. Dù chỉ một người mà có tâm cầu học, Hòa Thượng vẫn dạy. Thì quý vị biết hồi đó Pháp Hòa về Edmonton đi xuất gia, thì thầy viện chủ với Pháp Hòa ở đó lập cái chùa nhỏ nhỏ lên.
tổ chức bát quan trai, có 5 người đi thọ bát quan trai, thậm chí có 3 người nhưng mà vẫn làm, 3 người vẫn tu, 5 người vẫn tu. Đến năm 1992, Pháp Hòa mở lớp dạy cho người Mỹ. Thì Pháp Hòa đầu tiên cái lớp đó là do họ mời Pháp Hòa đến một cái thành phố kế bên mỗi tuần để giảng cho cái lớp, và họ có một cái nhóm không phải Phật giáo nhưng mà cái nhóm đó nó chuyên môn ăn chay, nó gọi là Veggie Group. Thì cái nhóm này á, là mỗi tháng họ tụ họp một lần, mỗi người nấu một món đồ chay thôi nha, rồi chia sẻ với nhau và khuyến khích với nhau ăn chay. Người Mỹ thì mỗi tháng họ mời qua tới một lần, đi đâu được vài lần thì xa quá nó cực, họ mới nói thôi bây giờ thầy tổ chức cái chùa đi. Họ kêu đến, họ cũng làm rầm rộ lắm, cái từ từ riết còn đứa chắc có lẽ mình giảng hay quá tù sổng chứng hết trơn. Thế thì còn một người nhưng mà vẫn dạy. Cái anh Tây Phương đó một mình ảnh mà mỗi tuần ảnh mỗi tới Pháp Hòa vẫn làm. Năm 97 khi dọn qua chùa mới rồi, mở lớp lại lần nữa. Cái ngày đầu tiên Pháp Hòa nhớ có 5 người thôi. Rồi từ từ họ rủ bạn bè, họ đăng báo giùm mình, họ làm, họ rải những cái tờ giấy giới thiệu lớp học Phật Pháp. Mà cái lớp đó từ năm 97 đến bây giờ là 2011 vẫn còn duy trì. Đây hôm nay là thứ 6 phải không? Giờ này chúng ta đang ngồi đây thì ở bên kia các chú cũng đang lo lớp cho người Tây Phương. Và họ đã thành ra một nhóm, và mỗi tháng họ đi tu học một ngày từ sáng cho tới chiều, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Mỗi tuần thứ 6 về tu riêng, nhưng mỗi tháng phải có ngày tu học. Có nhiều khi đâu có đông đâu, có nhiều khi có 10 người, 15 người mà vẫn làm. Bởi vì sao? Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng mình, cái bổn phận của mình là người nói, người đi hướng dẫn người ta tu cái gì mình biết. Mà người có lòng người ta đến, không vì những người không đi mà mình lại quên cái người có mặt. Mà nhiều khi mình lại hay Thôi bữa nay ít quá thôi miễn. Thì có một lần Pháp Hòa nhớ, có nhiều lúc cái lớp thứ 7 của Phật tử Việt Nam lưa thưa thì Pháp Hòa cũng bỏ lớp. Nhưng mà thầy viện chủ thầy rày, thầy nói mình cái chương trình mình đã đề ra thì phải giữ, bao nhiêu người cũng phải làm. Và do cái lời rầy nhẹ của thầy như vậy mà Pháp Hòa vẫn tiếp tục. Cho nên 20 năm nay chưa hề, trừ khi nào đi vắng thôi, chứ còn ở tại chỗ thì mỗi thứ bảy phải có lớp cho Phật tử Việt Nam. Phật tử về công quả ông chùa đó, tối là bắt lên học Phật Pháp hết. Rồi tối thứ 6 cho người Mỹ, tối thứ 7 cho Việt Nam, sáng Chủ nhật công cộng. Mà người công cộng, buổi lễ công cộng có 45 phút nói Pháp. Thì những người Mỹ họ có đến, họ nghe cái, họ đeo cái headphone á, họ nghe mình thông dịch thẳng cho họ nghe luôn. Thì nhiều khi tùy tuần nhưng mà vẫn duy trì. Thì ý Pháp Hòa muốn nói đây á, cái quan trọng là cái tấm lòng của mình đối với Phật Pháp, đối với mọi người. Cho nên đúng thời là như thế nào? Đúng thời không phải là chỗ, cái nơi đó phải đông đảo, phải ca ngợi mình, không. Cái đúng thời là người ta nghe mà người ta hết lòng, và đúng lúc để chúng ta nói. Nhiều khi ở trong chùa hay nói giỡn với nhau mà, thì ví dụ như xong rồi ra ngồi ngoài công cái băng đá trước cửa chùa thì hỏi thêm Phật Pháp đồ, cái nói giờ này giờ thuyết pháp chợ đen tức là giờ mà nói giữa công hội chúng. Nhưng mà có những lúc Phật tử ngồi đàm đạo nói chuyện thì những lúc đó không phải là giảng mà chúng ta vấn đáp hỏi đạo với nhau đó. Thì người nói Pháp, một là phải nói đúng thời, thứ hai là nói một cách thành tâm. Nói cách thành tâm là sao? Nói hết lòng, nói không có giấu giếm. Nói mà nói trong lòng mình như thế nào thì mình nói ra như vậy. Vì sao? Vì khi mình nói hết lòng nó mới tuôn được cái chất thật ở trong mình. Nói hết lòng. Cái thứ ba là nói thứ lớp, trình bày có thứ tự mạch lạc để người ta dễ hiểu. Nói thư lớp.
Cái thứ bốn là nói hòa hợp. Nói hòa hợp có nghĩa là nói mà cái lời cho người ta nghe nó dễ chịu. Nhưng mà cái chỗ này Pháp Hòa cũng xin thưa là có đôi khi á, cái vị thầy nói đó, đôi lúc vô tình chứ không có cố ý dùng những cái từ mà mình nghe mình không nhận được, mình không chấp nhận được, mình nghĩ là cái từ đó nó không có phù hợp. Thí dụ vậy đó. Thì có những lúc mình nghe như vậy đó, thì bây giờ mình phải học thêm cái pháp của Phật dạy là thôi thì mình cứ y nghĩa mà bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ có nghĩa là lấy cái nghĩa thôi, đừng có để ý cái lời nói. Cho nên nhiều khi ở trong đời cũng vậy, mình sống mình nghe cái vị thầy đó nói pháp, nhưng mà bây giờ mình thấy cái thầy đó hình như làm không có đúng. Trường hợp như vậy đó mà mình cứ nhắm vô cái hành động của vị kia hoài á, mình khổ. Mình khổ là mình phiền muộn. Cho nên phải học cái pháp của Phật là y pháp bất y nhân. Thôi mình nghe cái pháp, đừng để ý tới cái người. Tại vì Pháp Hòa xin thưa đại chúng là cái quan trọng là chúng ta phải có phần lợi lạc trong khi nghe. Đó, cho nên nãy giờ Pháp Hòa mới nói tới nó luôn cái chữ tự lợi mà Phật nói. Mình phải làm gì để mình tìm cái lợi lạc cho chính mình. Dĩ nhiên người kia có hành động để mình nhìn cái hành động mình học, nhưng mà có trường hợp cái hành động chưa có hay là mình chưa nhận được, chứ không phải là không có đâu. Nhiều khi mình đứng ở một cái khía cạnh nào đó mình nhìn chưa thấy, thì thôi mình y nghĩa bất y ngữ, hoặc là y pháp bất y nhân. Đó, để làm chi? Để mình lợi lạc cho mình. Đó, mà lợi lạc cho mình á, cho nên mình nói, thí dụ mình nói hôm nay tôi đến tôi nghe thầy đó nói pháp, tôi nghe để thầy có lợi. Cũng đúng, nhưng mà trước hết là lợi cho mình. Cho quý vị thấy không, giới luật mà Phật dạy chúng ta ứng dụng, chúng ta tu là tu cho ai? Mình có giữ giới là mình lợi cho mình. Thí dụ giờ mình không ăn trộm thì mình đâu có lo người ta rình bắt mình chi, người ta dòm ngó mình làm gì, người ta coi thường mình không có. Tôi không ăn trộm cắp cho nên tôi liền an lạc, giải thoát hạnh phúc giới đó. Cho nên cái chữ giới trong nhà Phật được dịch là gì? Là biệt biệt giải thoát. Anh giữ giới nào anh liền giải thoát giới đó. Cho nên trong năm giới anh thọ đi, anh nguyện giữ năm giới mà anh giữ chưa nổi, anh giữ một giới. Anh giữ bốn giới mà anh giữ chưa nổi, anh giữ ba giới. Anh giữ ba giới không được, anh giữ hai giới. Nhưng mà có còn hơn không? Có còn hơn không? Không có khổ. Nhưng mà mình nhớ mình nguyện đó rồi, mình chưa làm được, nhưng mà mình vẫn phải biết rằng mình đã nguyện, cho nên mình sẽ ráng làm. Cho nên cái nguyện á, cái nguyện là gì? Cái nguyện là cái lời hứa của mình. Nhưng mà cái nguyện nó khác với thề. Thề là nhiều khi người ta ép mình nói mà ta không tin á, cái mình tức quá mình thề. Nhưng mà trong nhà Phật á, nguyện là tự trong thâm tâm của mình nhận ra cái đó là hay thì chúng ta tự phát nguyện. Đó, cho nên á, chúng ta tu là chúng ta phải khuyến cho người ta phát. Cho nên chúng ta có cái danh từ là khuyến phát. Tại sao phải khuyến? Người ta không biết thì mình phải khuyến. Tâm người ta chưa phát, mình phải khuyến cho người ta phát. Cho nên Ngài thật hiền, Ngài có viết cái bài văn Phát Bồ Đề Tâm Văn, mà cái từ của Ngài dùng là gì? Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn. Tức là cái bài văn khuyến người ta phát khởi tâm Bồ Đề. Đó, người ta chưa ăn chay được, khuyến khích người ta ăn đi. Ăn chay tự ái, tự tái vô biên, lòng thành cầu nguyện cửu huyền siêu thắng. Ăn chay để giải nghiệp căn, đem ngoài cầu nguyện cao thăng độ đời. Đó. Nghe như vậy tự nhiên ăn rồi ăn sao? Tại ăn chưa được phải không? Thôi ăn ngày mùng 1 đi, coi như ăn nguyên năm. Đó là khuyến khích đó nha. Đừng tưởng vậy rồi ăn có ngày mùng 1 rồi mới khuyến khích. Nhưng mà ăn được một ngày rồi, ăn chay cũng không có khó ăn. Ráng lâu lâu thêm được ngày nữa. Còn người nào mà ăn một ngày không nổi, khuyến ta ăn nửa buổi. Nhờ sáng này ai mà tới đây giữ được cái buổi ăn được nửa ngày chay, phải không? Cho nên khuyến người ta, khuyến trong ép nha. Bố thí khuyến người ta,
tâm ta chưa phát khuyến ta. Nhưng mà khi tâm người ta phát rồi á, mình phải nhận diện, phải nuôi dưỡng. Mình tiếng Anh nó kêu là mình phải appreciate, tức là mình phải sao nhận diện những cái hay đó, mình cảm nhận, mình tán dương. Trời cho có năm trời cho gì mà có năm bạc vậy, cái là tự nhiên tâm ta thối liền. Cho nên quý vị để ý cái đó, mình khuyến người ta phát, khi tâm người ta phát rồi thì phải mừng. Người kia chưa hề phát mà hôm nay phát tâm được 5 đồng quý lắm, phải không? Cho nên cái quan trọng á, cái quan trọng là mình phải gõ cửa trái tim người ta trước, trước khi mình gõ cửa nhà băng, phải không? Nó có cái bài hát gõ cửa trái tim. Nhưng mà cái kiểu ngoài đời là one by one, ta gõ một người kia, gõ người này gõ lại người kia. Còn mình á, một lời khuyến khích của mình làm cho người ta phát khởi. Cho nên khuyến phát, người ta chưa biết mình khuyến, người ta chưa phát mình khuyến cho người ta phát. Người ta có mà ta không phát. Cho nên á, nói hết lòng, nói thứ lớp, nói hòa hợp. Thứ năm là nói có nghĩa lý. Nói có nghĩa lý là sao? Có nghĩa là mình nói mà phù hợp căn cơ, phù hợp đạo lý. Cho nên cái chữ kinh đó, đơn giản chữ kinh có hai nghĩa. Kinh nói cho đủ là khế kinh. Chữ kinh mà chúng ta thường nói là kinh này kinh kia, nói cho đủ là khế kinh. Khế là cái gì? Khế lý, khế cơ. Khế lý là hợp với đạo lý, cơ là hợp với căn cơ. Nếu mình nói hợp với lý mà không trùng, không đúng cái cơ người nghe thì là coi như trật lý. Bởi vì người ta lớp 5 mà mình đem toán lớp 12 mình dạy là trật rồi. Cho nên khế lý phải khế cơ. Vì vậy mà kinh nó được hai, trong kinh điển chứa phần hai nghĩa. Quý vị mới thấy trong kinh lúc nào vậy, nói sự nói lý rõ ràng. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ví dụ bây giờ người mình thiết lễ cúng cầu siêu, rót trà, người ta mới nói trời đất ơi, ai ở đó đâu mà uống mà rót. Không, cái rót trà là bày tỏ tấm lòng của người con đối với người mất, cha mẹ. Nhưng mà trong khi rót ly trà đó đó, đạo lý được kiên trợ. Kiên trợ làm sao? Lên non mới biết non cao thâm, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. Tháng bài đó mình bảo con rót trà cúng mẹ, cúng cha. Nhưng mà trong khi rót ly trà đó, đạo lý mình chuyên vô đó. Nuôi con mới biết, lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. Nghe vậy xong người con thấm. Và có nhiều khi người ta sống trong đời mà người ta chưa hề biết nghĩ tưởng tới ai, người ta đắm chìm trong cái con đường lợi danh, thì nghe những cái lời khuyến đó, phải không? Than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đạo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái danh vọng mình càng cao thì phong ba bão táp càng lớn. Hiểu được như vậy để làm gì? Để sống trong đời có nhiều danh nhiều lợi thì cũng phải biết một chút khiêm cung. Vì mình có biết khiêm cung, biết lễ độ thì người ta cũng thương tình mình chút, vân vân. Vậy thì cái nghĩa lý ở trong nhà Phật là vậy. Cho nên quý vị biết, nhiều khi quý thầy cũng hiểu được
tâm lý Phật tử. Ngồi nghe pháp mà thầy cứ rỉ rá, thầy nói hoài, hồi thầy con chả cần biết thầy nói đúng nói sai, bắt đầu con gật đầu con đồng ý là bắt đầu ngủ. Phải không? Nhưng mà thầy thấy vậy cái bắt đầu thầy hát bài hát lên. Nhưng mà không, hát không có gì, những cái câu hát đó nó có cái gì? Nó có cái tu học ở trong đó. Nó có cái tu học ở trong đó. Chứ mình nghe xong một câu đó cái phấn chấn mình trở lại tỉnh giấc chứ. Nãy giờ mình đang liêm diêm hồn về chính cõi. Nhưng mà nghe xong câu hát đó cái thì mình trở lại mình tỉnh táo nghe tiếp. Đó là cái nghệ thuật. Phải không? Thành thử gọi là nghĩa lý. Cho nên trong này mới có một câu là nói vui vẻ. Nói hết lòng, nói thành tâm mà nói vui vẻ. Thứ bảy là nói tùy theo ý người nghe. Có nhiều khi ở nơi đó Phật tử đã yêu cầu, à hôm nay chúng con muốn nghe cái đề tài đó, thì mình nói. Có khi người ta viết giấy, giống như ngày Chủ nhật, tối Chủ nhật sẽ có một buổi vấn đáp. Quý vị có những cái thắc mắc, những cái gì mà liên hệ đến vấn đề tu học của mình trong đời sống hàng ngày đó, quý vị viết lên. Viết lên rồi ngày mai quý vị gửi lên đây, à, để vô cái chuông này nè. Xong rồi á, ngày mai Pháp Hòa sẽ nhận những cái câu hỏi chuẩn bị rồi, thì ngày Chủ nhật sẽ trả lời cho quý vị nghe. Tại vì nhiều khi á, cái nhu cầu mình muốn hiểu cái đó, mình hỏi được thì mình giải tỏa, cái tự nhiên mình thăng, mình tiến tu. Có nhiều khi mình tu tới đó cái mình bị block. Như hôm rồi Pháp Hòa đi Cali gặp một em Phật tử còn trẻ lắm, có 25 tuổi à. Em có nói Pháp Hòa là con có một câu hỏi mà nó cứ vương vấn ở trong lòng 2 năm rưỡi rồi, mà con trông chờ con được gặp thầy để con hỏi. Bữa đó em hỏi xong rồi Pháp Hòa trả lời em thỏa mãn, vui vẻ. Và Pháp Hòa sau đó em phone em thăm, hỏi sao bữa thầy nói vậy có được không? Nói dạ thỏa mãn lắm. Chứ không thôi 2 năm rưỡi nay thì cái câu hỏi đó nó cứ nằm ở trong lòng. Cho nên nhiều khi mình cứ nghe quý thầy nói, lâu lâu mình hỏi, phải không? Nói hỏi để làm gì? Để quý thầy nói hợp với cái gì mình mong muốn mình được biết. Cái thứ chín là gì? Nói mà không trách mắng người khác, tức là không trách mắng người nghe. Xin thưa với đại chúng là đối với bản thân Pháp Hòa thì hoàn toàn không có dám. Bởi vì Pháp Hòa thường thưa với đại chúng rằng những gì khi nào Pháp Hòa nghe ai đó giới thiệu mình một cách trang trọng, ví dụ như gọi thượng tọa, gọi giảng sư, pháp sư, sợ lắm. Bởi vì mình chưa dám. Mà những gì Pháp Hòa thưa với đại chúng là những gì trong lòng Pháp Hòa cảm nhận được trong khi mình tu, mình học, rồi đem cái học, cái hiểu đó chia sẻ với đại chúng. Cho nên Pháp Hòa hay thường tự nói với mình, mình giống như con cóc ngồi đáy giếng. Con cóc mà ngồi đáy giếng thì thấy trời được bao nhiêu, nhưng mà thấy con lộm đó thôi. Thấy con lộm đó thì nói con lộm đó, chứ không dám gọi là thuyết pháp, giảng kinh, chia sẻ thôi. Thì xin quý vị cũng ngồi đây rồi cũng giống như mình trong nhà vậy, Pháp Hòa chia sẻ những gì Pháp Hòa học cho đại chúng nghe vậy. Nói không trách người nghe. Thí dụ bây giờ vị thầy nào mà lên pháp tòa giảng kinh mà vì giận hay một phiền một đệ tử nào đó mà đem đệ tử đó ra mà trách mắng là không đúng. Mà thí dụ như bây giờ nếu mà cái người đệ tử đó mình biết đích thị cái vị đó làm cái lỗi gì thì mình có thể gọi lại, mình dạy riêng. Nhưng mà ở trong cái buổi giảng thì mình nói theo kinh điển, nói theo lời Phật mà không có tâm. Thí dụ lỡ mình nghe mà mình nghĩ rằng thầy trách mình á, mà thầy không có đúng bằng cái tâm đó là tại mình nghe lỗi, lỗi mình nghe. Nhưng mà Pháp Hòa nói đây là cái tâm á. Hồi nãy cái câu thứ nhì mà Phật dạy nè, nói đúng thời là một, cái thứ hai là phải nói một cách hết lòng và thành tâm, chứ không có được xen cái tâm khác. Xen cái tâm là ồ bữa nay tôi nhìn xuống tôi thấy có cái người đó, cho nên bữa nay là hay quá, đúng cơ hội cho tôi dũa.
Cho nên mình đem cái vị đó ra mình giũa là không đúng. Có thể người nghe không ai biết, nhưng mà tự trong tâm mình có cái lỗi, là mình đã làm sai nguyên tắc của một vị lên nói pháp. Cũng giống như bác sĩ nói bệnh là nói chung như vậy. Rồi mỗi người bệnh nhân nghe rồi cảm nhận được bệnh của mình mà tìm cách chuyển hóa. Quý vị hiểu ý và nói vậy đó. Cái thứ 10 là gì? Nói đúng chánh pháp. Nói đúng chánh pháp. Cho nên tại sao Pháp Hòa hay trích trong kinh ra là vậy? Tại vì Pháp Hòa muốn mượn lời kinh, mình nương lời Phật, lời Tổ dạy rồi chia sẻ với đại chúng. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng bản thân mình phước đức thì còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thực sự vững bền. Cho nên phải mượn lời kinh ý Phật Tổ để mà chia sẻ. Cho nên hay trích trong kinh, đi đâu cũng trích bài kinh ra rồi chia sẻ với đại chúng. Cũng giống như hôm nay vậy, trích một phẩm trong phẩm trong cái cuốn kinh Ưu Bà Tát Giới, nói về 16 việc của người nói pháp và 16 việc của người nghe pháp. Cái người nói pháp là phải nói đúng chánh pháp. Giống như thí dụ bây giờ mình cũng biết quán cơ, người ta chưa có hiểu đạo, mình phải nương cái vị đó, người ta chưa biết đạo mà người ta cầm cái bát quái lên. Quý vị biết cái bát quái trong nhà đó, để thầy nhờ thầy chú nguyện dùng cái bát quái, cái mình nói ở đây tôi tu cho tôi làm mấy chuyện này, mình làm cho người ta ấy. Bây giờ mình thôi cũng được, thôi bây giờ nhờ thầy chú nguyện còn hơn đem lên miễu, lên đình rồi người ta tống tiền, người ta làm tiền gì đó, phải không? Cho nên thôi thầy cũng chú nguyện. Nhưng mà sau khi chú nguyện rồi, thầy dạy bát quái là gì? Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Cái hình nó có 8 cái góc, rồi người ta nương theo cái quẻ dịch đó. Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Pháp Hòa đưa cái này xong, Pháp Hòa nói nè, cái này là bát quái mà chú muốn treo nhà để chấn tà chấn ma. Nhà Phật có bát chánh đạo, ai mà tu đúng bát chánh đạo là tà ma không có xâm nhập. Tà ma này là gì? Phiền não khổ đau không tới. Nếu người đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm định, bát chánh đạo mà có trong nhà mình rồi thì làm sao đau khổ được. Cho nên con đường giải khổ là gì? Đó là bát chánh đạo. Người mà có thấy đúng thì làm gì có chuyện nói trật. Thấy đúng, nói đúng, nghĩ đúng, làm đúng, nuôi thân mạng mình đúng, vân vân. Cho nên một cái mà đúng thì cái kia nó đúng. Người chồng trong nhà mà nghiêm túc, nghiêm trang, đàng hoàng thì mình sẽ làm được cái nhà mình nó nghiêm túc. Cho nên thường thường người ta nói gia đình ông chồng là gì? Người chồng, người cha là lương đóng. Cây lương với cây đóng, ta kêu đóng lương, giữ cái nhà cho vững. Đó, nhà vững, nhà an. Cho nên an phải có vợ, nhà an phải có vợ, có mẹ. Cho người Tàu ta viết chữ an, trên này có cái mái nhà, dưới này có người nữ. Người nữ mà có trong nhà thì nhà đó an, cái chữ an viết vậy. Trên có cái nóc, dưới có chữ nữ. Cũng giống như người ta viết chữ nam vậy. Trên chữ lực, dưới chữ điền, người có sức làm ruộng kêu nam. Tiếng Tàu ta viết vậy đó. Thì nói đúng chánh pháp, nói lợi mình lợi người. Lợi mình lợi người là sao? Xin thưa đại chúng, mỗi lần lên bất đắc dĩ lắm mà Pháp Hòa mới cái kiểu mà tới đâu cái tự nhiên Phật tử bắt cóc bỏ dĩa mời thầy nói. Chứ thường thường biết mình sắp sửa có một buổi nói chuyện thì phải chuẩn bị tinh thần mình nói cái gì, soạn bài kinh sẵn, phải không? Thành thử ra khi mà soạn như vậy cái lợi mình, khi mà soạn vậy là lợi mình tức khắc lên nè. Ngay ồ, bữa nay mình tra ra được cái chữ này nữa hà, bữa nay mình hiểu được thêm cái đạo lý này nữa hà, thì đây lợi mình đó. Rồi bây giờ ngồi đây cái lợi người, thấy không? Rồi quý vị ngồi cái quý vị lợi mình,
Nhưng mà về nhà ứng dụng tu hành đúng cái lợi người. Cho nên lợi mình, lợi người nó chan hòa với nhau vậy. Cũng giống như người ta kêu tu học. Cái tu á, người muốn tu phải học. Học xong rồi nó, cái học này á, nó bồi đắp cho cái tu. Mà càng tu thì càng rõ ra cái nghĩa học. Cho nên tu học phải rời, không có được rời nhau. Giống như người ta kêu tu hành. Tu là phải hành. Hành là gì? Là làm. Chứ không phải hành thân ép xác. Thấy nào trò, thấy thầy nào mà tròn trịa quá, nói thầy đó không quá tu hành. Hỏi sao vậy? Người ta hành thân ép xác, ta ốm nhôm, sao thầy tròn trịa quá, chắc thầy không hành. Cái chữ hành mà mình hiểu là hành thân ép xác là mới đúng. Chữ hành này là ứng dụng thực hành. Đúng, ứng dụng thực hành. Mình hành đúng cho nên thân thể mình nó mới khỏe mạnh, an vui. Tâm hồn mình nó an lạc, tâm an thân lạc. Quý vị thường chúc nhau đó, mỗi lần Tết tới xin chúc cho bác, cho anh, cho chị thân an tâm lạc. Nói gọn là thân tâm an lạc, phải không? Ăn đúng thì thân an, suy nghĩ đúng là tâm lạc. Người tu, có con người mình chỉ có thân tâm mà tu Phật mà không có trao sữa thân tâm thì làm sao được. Cho nên thân thì phải đoan nghiêm, ý thì phải đoan chánh. Ta kêu đoan chánh. Đoan là ngay, chánh là thẳng. Người đó đoan chánh lắm. Chữ đoan là ngay, chữ chánh là thẳng. Cho nên trong chùa mình kêu chánh điện. Thờ Phật ngay giữa, chỗ đó là chỗ quan trọng nhất. Cho nên tiếng Anh dịch là main hall. Chánh điện, main hall. Rồi, bây giờ lợi mình lợi người, quý vị thấy không? Lợi mình lợi người đó. Gia đình đạo hữu quảng đạt quảng nguyện, thỉnh quý thầy các nơi về. Nhưng mà đâu có lợi mình không đâu, lợi người nữa. Rồi thứ 12 là gì? Nói không tán loạn. Khi nói là tâm mình phải để ý, không có tán loạn. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là để giúp cho cái vị giảng sư, người ta đừng có tán tâm á. Thính chúng phải hỗ trợ. Hỗ trợ bằng cách nào? Thứ nhất là phải tắt cell phone. Mà trong khi mình thính pháp là quý thầy đang trùng lại cái lời Phật dạy. Xin lỗi đại chúng là ở trong Phật giáo Trung Hoa đó, người ta dùng cái từ mà mời cái vị thầy mà lên ngồi nghe pháp á, giảng kinh á, quý vị biết người ta dùng từ gì không? Đại Phật tuyên dương. Thay Phật mà nói pháp. Cho nên khi mình mà nghe pháp á, để giúp cho cái tâm của cái người dạ nói chuyện đừng có bị tán loạn á, thứ nhất là mình tắt cái phone tai. Thứ hai, không có nói chuyện. Đừng có khiều, thầy này ông giảng dở quá. Giảng dở mà ông giảng lâu nữa chứ. Không, không có nói chuyện. Hoặc là mình khiều, mình nói chuyện này chuyện kia. Hỏi rồi sáng bà có đi chùa không? Trời ơi, chùa bữa nay xảy ra chuyện này chuyện kia. Không có nên. Mình nghe pháp là mình phải chú tâm mình nghe. Cho nên giúp cho cái vị giảng sư tâm không có tán loạn là mình phải ngồi yên mình nghe. Quý vị thấy hồi thời Phật á, quý thầy mà ngồi nghe pháp ha, ngồi nghiêm túc. Con thầy á, trong chúng hội có một thầy thấy khổ sở với cái căn bệnh của thầy. Mà Phật ngưng á, là thầy tỉnh. Mà Phật nói là thầy buồn ngủ. Thầy ngồi thầy ngủ hoài vậy đó. Mà cuối cùng thầy phải phát cái nguyện là không ngủ, để trị cái bệnh ngủ của thầy. Cho nên ngồi nghe nói mà không tán loạn. Mà mình phải trợ duyên. Mình phải trợ duyên cho người nói, không có tán loạn. Cho nên Pháp Hòa cũng rất là mong ở trong chùa, nhưng mà chùa mình chưa làm được. Trong chùa có vài ba Phật tử nên phát tâm, mỗi lần quý thầy nói pháp, hai ba người thanh niên trẻ phát tâm chơi với các em, để cho các em nó có cái chỗ nó chơi, nó sinh hoạt, để yên cho người lớn nghe pháp. Để khi mình nghe bằng cả cái tâm thanh tịnh đó, thì chữ nghĩa nó mới rót. Còn nghe mà phải bắt phone, phải giải quyết chuyện này chuyện kia là mình nghe nó không có thấm.
giống như người nói vậy, nói mà không có thoải mái ở chúng hội, không có yên tĩnh là tự nhiên mình không có thoải mái. Mà xin thưa là trong thời gian mà đi chia sẻ Phật pháp nha, thỉnh thoảng Hòa cũng bị là khi bước vô cái chỗ đông quá mà người ta không điều hành được cái hội trường á, là tự nhiên cái lòng của mình á nó không có yên, nó làm sao á, nó bị tán loạn, cái tự nhiên cái bài nói chuyện của mình á nó không có hết lòng hết ý trong đó, bị mình bị tán tâm. Đó là mình biết mình dở rồi đó, không là mình bị cái hoàn cảnh ngoài nó chi phối. Vậy cho nên cái người nói phải đừng có bị tán tâm, và muốn giúp cho cái vị nói đừng tán tâm thì hội chúng trợ lực trợ duyên. Thứ 13 là nói hợp với nghĩa lý. Thứ 14 là lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh có nghĩa là mình nói những cái gì sự thật. Và có đôi khi á, những cái chuyện giả tưởng thí dụ vậy có nói, nhưng mà nó chuyên chở cái ý nghĩa, cái đạo lý. Thứ 15 là nói rồi không sinh lòng kiêu mạn. Nói rồi không sinh lòng kiêu mạn là tự cao, tự đắc. Tôi hôm nay tôi nói cái bài đó hay nhất, hay là bữa đó tôi nói cái bài đó như thế này, như thế kia. Không có. Khởi cái tâm đó tức là mình cũng có chút ít tổn giảm, tức là mình chưa đem hết lòng Phật pháp mình nói. Và cái 16 là gì? Nói mà không cầu phước báo thế gian. Nói mà không cầu phước báo thế gian có nghĩa là bữa nay tôi biết cái người đó có tiền có của nè, hay người đó đóng góp nhiều nè, những cái gì mình nói mà mình còn mong cầu cái lợi dưỡng, cái phước báo bình thường của thế gian thì chưa hợp với cái lòng, cái tâm của cái người nói pháp. Cho nên cái tâm của cái vị là nói pháp quan trọng. Đức Phật thường gọi á, cái vị mà đi giảng kêu là giảng sư đó. Thầy đi giảng là giảng sư. Mà một vị giảng sư á, là phải có ba điều kiện là gì? Phải mặc áo Như Lai, phải vào nhà Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là nhà từ bi, những nhà từ bi. Áo Như Lai là áo nhẫn nhục. Tòa Như Lai là tòa nhất thiết pháp không. Mình đem hết cái lòng mình ra mình nói mà không có một cái chút xíu nào sao có cầu mong cái lợi dưỡng. Cho nên cái đó là 16 việc của một người nói pháp. Ngày xưa trong luận á, có chia ra những cái vị mà ngồi nghe pháp á, gọi là tứ chúng thính pháp. Hồi thời Phật á, có tứ chúng thính pháp. Thứ nhất á, ta gọi là phát khởi chúng. Phát khởi chúng là sao? Là những vị đó đứng dậy: thưa Phật, hôm nay con muốn hỏi chuyện này chuyện này. Quý vị đọc trong kinh, quý vị có nghe thấy những cái trường hợp đã xảy ra không? Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát đứng vậy, chắp tay trang nghiêm, vén y bên phải, quỳ gối sát đất, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nguyên do nào? Cái gọi là phát khởi chúng. Cái chúng thứ hai á, gọi là đương cơ chúng. Đương cơ là gì? Cái người đó là cái có cái túc duyên nghe xong một bài pháp, hiểu đạo, phát tâm. Phát tâm liền, nghe xong bài pháp. Cho nên quý vị đọc trong kinh mà thỉnh thoảng quý vị thấy có nhiều vị á, nghe Phật nói pháp xong cái chứng quả. Phải không? Mình bây giờ cũng vậy. Có nhiều khi mình ngồi mình nghe pháp xong rồi á, chứng quả gì biết không? Mình chứng được cái quả sơ quả là quả nhập lưu. Sơ quả là quả nhập lưu là gì? Vào dòng thánh, tức là kể từ giờ phút đó tâm mình không còn lui sụp đối với đạo quả, đối với chuyện tu hành nữa. Lúc này tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Vì sao? Vì mình đã xa biển khổ nguồn mê, trước sau gì cũng quay về bờ giác. Cái ý mà đương cơ chúng là vậy. Nhiều khi trong chúng có người đó ngồi đó mà ta nghe xong ta hiểu. Cái thứ ba là gì? Gọi là ảnh hưởng chúng.
ảnh hưởng chúng là làm sao? Có những vị Bồ Tát hiểu hết những gì Phật nói đó, nhưng mà phải thị hiện ngồi cho trang nghiêm để làm gì? Trợ lực cho Phật. Thứ hai là gì? Trợ lực cho người nghe. Cũng giống như nãy giờ quý vị ngồi đây và biết có nhiều đại chúng ngồi đây là ảnh hưởng chúng đó. Ảnh hưởng chúng là sao? Những gì mà nói quý vị hiểu hết, quý vị biết hết. Nhưng mà tại vì ổng lên nói mình không ngồi nghe, ổng buồn. Ổng có tinh thần kệ ngồi ủng hộ. Không? Rồi nhiều khi mình ngồi như vậy, nhưng mà cái ngồi của mình đó làm cho mọi người khác cũng ngồi và nghe theo, ảnh hưởng chúng. Quý vị biết không, khi quý vị đi tụng kinh cũng vậy. Ngồi cho trang nghiêm, trước khi ngồi xuống là phải lấy cái tay này nè, đưa cái vạt sao ra, đưa nhẹ thôi nha, đừng có phất một cái. Ngồi xuống bụi văng, cái bà ngồi xa bà ghim rồi đó, bà không nói. Lát nữa đứng dậy phủi một cái nữa. Có nhiều khi trước khi lại Phật nha, hất cái vạt làm sao một cái, cầm cái vạt trước phạch một cái nữa. Trời đất ơi, y chang như là bái kiến hoàng thượng. Mình là ảnh hưởng chúng là ngồi cho trang nghiêm. Ai có đi vô trễ, đi mạnh, đi nhanh, đừng có dòm ngó gì hết trơn. Đang ngồi thiền vậy mà nghe cái tiếng cửa cái rắc, ngõ ai vậy? Trời sao vô trễ vậy? Ảnh hưởng chúng. Quý vị nhớ tứ chúng không? Thứ nhất là gì? Phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng. Còn có cái chúng gọi là kết duyên chúng. Kết duyên chúng là sao? Có nhiều người không có chịu nghe kinh, nghe pháp gì hết á, nhưng mà nhờ mình khuyến khích người đó vô nghe đó, thôi kệ, nghe, nhưng mà có khi không thấm, không thích, không gì hết, nhưng đừng lo, kết duyên rồi đó. Người đó kết duyên rồi, phải không? Cho nên con cái trong nhà đó, quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy, nếu người nào vào trong tháp miếu nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Kinh Pháp Hoa nói vậy. Người nào vào trong tháp miếu chỉ một câu Nam Mô Phật, người đó đã thành Phật đạo. Tại sao? Vì người đó đã kết duyên rồi. Có một cái ông đó không uống rượu say, say quá trời quá đất, đi ngang chùa, thấy để chữ chùa không chui vô. Ông là Thế Tôn đó hả, Cù Đàm Gotama đó hả, đi tu cạo đầu coi cũng được ha. Ê, cho tôi tu đi, xỉn mà. Nói vậy xong Phật bảo quý thầy cạo đầu cho ông tu. Trời ơi, quý thầy nói tại sao Phật làm kỳ cục vậy, ông xỉn ông sai mà ông đòi tu Phật cũng cạo đầu nữa. Phật mới nói các thầy không có biết, cái ông này nè vô số kiếp rồi, một chữ xuất gia cũng chưa khởi trong đầu nữa, chứ đừng nói ra tới bằng miệng. Hôm nay á, nhờ ổng xỉn, tự nhiên trong đầu muốn đi tu, miệng phát ra nói muốn đi tu, Như Lai kết duyên cho ổng. Mai ổng có ra đời, nhưng mà duyên đã kết, đời kiếp nào đó sẽ gặp lại, phát cho ổng tu. Cho nên mình mới có cái truyền thống là xuất gia gieo duyên. Bây giờ quý vị á, muốn tu lắm, nhưng mà lên thấy tu chưa được. Ta thường nói vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy đóng đi tu không đành. Đóng gì không biết à nha. Có nhiều khi đóng nợ rồi sao. Có nhiều khi đóng con rồi sao. Mà cũng có nhiều khi thấy đóng tiền tu không nổi. Không? Thành thử ra cho nên á, mình chưa hề phát tâm kết duyên, cho nên mình nghe để mình kết cái duyên. Vừa rồi Pháp Hòa đi thì có một cái đạo hữu, người vợ kể cho Pháp Hòa nghe là chính ông cũng kể luôn. Bữa hôm qua ông gặp, ông mới kể rằng thầy có biết hồi nào tới bây giờ, bà vợ mà nghe băng giảng của quý thầy, mỗi lần mà nghe ông đi làm về mà để cái chìa khóa vô cửa, mà mở cửa một cái là bà phải lập tức bà tắt liền, không dám mở. Bởi vì ông mà nghe là trong nhà nó sùm lên hết. Cho nên bà nghe pháp mà canh hệ ông không sắp sửa đi về tới nhà là tắt cái máy. Bữa đó mở làm sao lớn quá, ổng đi về quên,
ổng mở cửa mà không nghe, để nguyên cái băng thầy giảng. Trời ơi, bà thấy ổng cái bà điếng hồn, tá quả tâm tình. Bây giờ lỡ rồi sao đây? Nó thôi kệ đi, tới đầu tới. Cái ông đi tới đi lùi, ông nghe coi bộ được ha. Hết cái cuồng băng lại, ông bấm một cái nữa, ông nghe lại từ đầu. Nói, thế này gì vậy? Nói, à, bà nói thì thầy thuyết pháp. Ông này nói nghe được nè. Rồi thì kể từ đó ông nghe pháp. Như vậy thì quý vị mới thấy trong bốn dạng người nghe, có những người chỉ gọi là kết duyên thôi. Mình lên trên chùa mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức, chúng con từ lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nhưng vì gia duyên ràng buộc chưa thể suốt đời ghi nhớ được. Hôm nay y lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, chúng con về chùa cầu thỉnh chư Đại Đức Tăng từ bi truyền trao giới pháp Bát Quan Trai cho chúng con, để chúng con tu hành thanh tịnh một ngày một đêm, gieo nhân xuất gia giải thoát. Dễ sợ vậy đó. Nhưng mà vô trong đó rồi chả xuất gia, toàn xuất giá không. Làm sao biết không? Phiền muộn từ sáng tới chiều sao tối. Bây giờ mình xuất gia là cái căn bản nhất, cái cơ bản nhất là gì? À, là phải lìa cái nhà thế tục. Bây giờ mình lìa được cái nhà thế tục rồi, vô chùa. Rồi cái thứ hai là gì? Xuất phiền não gia, ra khỏi nhà phiền não. Mà vô trong đó buồn giận người này, trách móc người kia, tu gieo hạnh xuất gia giải thoát 24 giờ. Mà thêm còn thêm câu nữa nha, để giải thoát đau khổ. Nhưng mà vô trong đó khổ đau 24 giờ tu, quăng quại hết 23 giờ. Còn có 1 giờ là gì biết không? Nửa giờ tụng kinh thọ giới và nửa giờ xả giới hết. Khổ như vậy. Cho nên á, bốn chúng của Phật thời xưa, ngày nay chúng ta cũng có bốn chúng: phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng và kết duyên chúng. Cho nên mình ở dạng nào cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì Phật pháp như đại hải, mình bơi lội trong biển đó. Phật pháp như sương, chúng ta đi lâu ngày cũng sẽ thấm. Nghe pháp không có hiểu, nghe riết rồi sẽ hiểu. Một lần nghe chưa đủ, một cuồng băng phải nghe đi nghe lại nhiều lần, càng nghe càng thấm. Một lần nghe là một lần hiểu khác, một lần nghe là ý tứ nó khác. Pháp Hòa có những cái quyển kinh đó, lâu lâu Pháp Hòa cứ mở ra coi lại, mà cứ mỗi lần coi lại là Pháp Hòa lại phát hiện ra trong đó lại có nghĩa mới. Hay vậy đó. Cho nên Pháp Hòa từ càng tụng kinh Phật thì càng mới thấy đúng cái danh từ là gọi là vô lượng nghĩa. Trong đó rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Quý vị nhớ cái bài kệ ca ngợi kinh Pháp Hoa không? Hơn 60 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Mình tụng cái đó rồi, trong cổ nước cam lồ rỉnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Lúc đó thân tâm mình đã thanh tịnh, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Tinh chất của cái người con Phật, trên lưỡi sen hồng phóng hào quán. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Đâu có phải là chẳng tạo tội hơn núi cả rồi tụng kinh Pháp Hoa đi hết tội. Không phải. Dầu cho tạo tội lỗi lầm đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà ở đây nè, cái để ý cái chỗ là chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Diệu pháp đây không phải là chỉ cho kinh Pháp Hoa không, mà phải trở về tiếp nhận được pháp vi diệu đó thì sao? Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Và bốn chúng nghe pháp. Rồi bây giờ mình nghe pháp mình phải nghe làm sao? Ngày xưa có một câu chuyện là cái người, người ta ví dụ như thế này: có một giọt nước, nếu mà chỉ là một giọt mà nó rơi từng hạt, nó tạo ra thành một cảnh mưa phùn nên thơ, rất đẹp. Hai người, một cặp tình nhân cầm cái dù đi dưới một cái ngọn mưa nhẹ nhẹ như vậy,
nên thơ quá phải không? À. Nhưng mà nếu tất cả các cái nước mưa đó nó đóng ở một cái hồ nào đó mà nó bể một cái đập, thì cái nước đó ào ạt xuống, thì nó có khả năng làm gì? Trôi nhà, trôi cửa, và thậm chí hai người đang đi dạo đó cũng bị cuốn trôi. Ở đây cũng thế. Người ta ví dụ từng cái giọt nước mà từng cái tri thức thì nó trở thành ra ít. Nhưng chúng ta thường ngày tích lũy thì chúng ta sẽ trở thành ra một biển cả tri thức, và nó có khả năng đẩy tất cả phiền não ra ngoài. Cho nên mỗi buổi chiều, mỗi buổi tụng kinh xong phải có một câu cuối cùng là tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Chỉ có khi nào trí tuệ như biển, chúng ta mới đưa những cái rác rưới phiền não nó ra. Vì vậy mà trong năm cái nghĩa kinh có một nghĩa nữa gọi là tuyền dũng. Hồi nãy Pháp Hòa nói kinh có hai nghĩa phải không? Là nói gọn đó, nói rộng có năm nghĩa, và trong đó có một cái nghĩa là tuyền dũng, đẩy ra. Tuyền là suối, dũng là mạnh. Cái dòng suối nó mạnh, nó có khả năng ào ạt xuống và đẩy phiền não ra. Phật pháp mà đi nhau trong rào trong con người mình rồi, nó khả năng như vậy. Thứ nhất là người nói đúng thời thì người nghe cũng đúng thời. Hồi xưa trong luật dạy như thế này: nếu có việc gì muốn hỏi thầy, y áo chỉnh tề lên gõ cửa hỏi thầy, bằng thấy thầy thân tâm mỏi mệt khéo lui ra. Hoặc thầy bảo hôm nay thầy mệt thì phải xá mà lui, không được giận tức tỏ bày trên mặt. Trong luật dạy một vị sa di nhỏ tuổi như vậy, mình muốn hỏi thầy cái gì lên hỏi, nhưng mình thấy thầy mệt mỏi thì mình khéo lui. Tại vì thầy mệt thì thầy không đủ tinh thần thầy nói, mà thầy nói mà không hết ý thì mình nghe không hết. Cho nên hỏi phải đúng thời, nghe phải đúng lúc. Cho nên người nói phải đúng lúc, người nghe phải đúng lúc. Cái thứ hai là thích nghe pháp. Giống như chiều nay nè, mình không thích nghe mình đâu có ngồi đây. Giờ này mình đi chơi, mình ở nhà mình sướng hơn, nhưng mà thích nghe pháp cho nên mới ngồi đây. Cái thứ ba là gì? Nghe một cách thành tâm. Thành tâm là sao? Nghe không có phán đoán. Thầy này dở, thầy này hay. Xin thưa là trong Phật pháp không có ai hay dở, nhưng mà mỗi người ta trình bày một cách, mỗi người ta trình bày một cái để cho chúng ta nhận. Giống như thầy toán không thể chê thầy dạy lý, thầy dạy lý không thể chê thầy dạy sử, bởi vì mỗi thầy dạy một môn. Trong ngũ thừa Phật giáo, Phật giáo có năm thừa để tu nha. Người nào sơ cơ quá, còn mới thọ tam quy ngũ giới, ăn chay làm lành gọi là nhân thừa. Bắt đầu cao cao lên chút, thọ thập thiện bố thí, thiên thừa. Nghe pháp, nghe những giáo pháp căn bản để bày tỏ tâm tư là gì? Thanh văn thừa. Tu hành lục độ là Bồ Tát thừa. Rồi tu hành Phật thừa. Tùy theo thầy, mỗi vị ta khai triển một thừa. Cho nên mình ngồi đó mình luận cao thấp là mình không có thành tâm. Thế mình ngồi đó mình nghe để mình phán đoán. Cái thứ bốn là gì? Nghe một cách cung kính. Thứ năm là nghe mà không tìm lỗi của người nói. Có một lần Pháp Hòa gặp một vị hòa thượng, thì ngài mới kể Hòa nghe. Ngài nói hôm rồi tôi đi giảng, thì tôi lên tôi giảng cái bài giảng đó, tôi giảng xuống xong cái thì cái vị Phật tử đó vô cự tôi quá trời. Hai vợ chồng về gây lộn với nhau, nói là tại sao chuyện trong nhà bà đem kể cho ông thầy nghe, chị ông đem ra ông nói giữa mọi người nghe hết. Mà oan, người vợ không hề nói gì với thầy, chẳng qua là bữa đó thầy giảng nó trúng ngay cái bệnh tình của cái gia đình. Ông chồng về ông tức, ông nói tại sao tôi với bà mới đụng chuyện hồi chiều, bà lên mà nói hết cho ông thầy nghe, bữa nay bà thấy không, ông đâu có giảng pháp đâu, ông đem tôi ra ông giữa mọi người. Mà oan, oan ức. Nghĩa là cuối cùng bà vợ phải gọi cho thầy, thầy phải đính chánh. Thầy nói không, tôi chưa hề gặp bà Phật tử này, thí dụ vậy đó. Quý vị thấy không? Cho nên á, ở trong kinh
Đại Bát Niết Bàn, cái phẩm Sư Tử Hống hay lắm. Ở trong đó có một câu, một đoạn Đức Phật nói như thế này: ví như vị lương y biết rõ bệnh và phương thuốc, người bệnh chẳng chịu uống, đó là lỗi của người bệnh chứ chẳng lỗi của lương y. Ví như người thí chủ đem tiền ra bố thí, người kia không nhận, đó là lỗi của họ chứ không phải lỗi của người cho. Ví như mặt trời mọc soi sáng hết tất cả mọi nơi, nhưng mà người mù kia chẳng thấy, đó là phần của người không thấy chứ không phải là lỗi của mặt trời. Ví như nước sông Hằng có thể giải trừ sự khát nước, có kẻ khát nước chẳng chịu uống, đây là lỗi của người không chịu uống chứ không phải lỗi của nước sông. Ví như đất là bình đẳng, có thể nuôi tất cả cây cỏ, nhưng mà người nông phu kia không chịu gieo trồng hạt xuống đất đó, thì đó là lỗi của người nông phu chứ không phải lỗi của đất. Quý vị nào mà tụng kinh Đại Bát Niết Bàn hay lắm, trong cái phẩm Sư Tử Hống, Đức Phật đưa ra rất nhiều những cái ví dụ rất là hay. Thì ở đây cũng vậy, ví dụ như mình mà nghe pháp á, thì là mình nghe rồi mình nhận, mình ứng dụng, mình tu. Còn nếu mà mình nghe mà mình thấy rằng à, bữa nay thầy này nói cái này, thầy này lỗi cái kia, thì coi như là mình đến đó mình không có tìm cầu cái pháp. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ, mình đi lên núi tìm châu báu, nhưng mà trên đường mình đi á, mình lấy sỏi lấy đá bỏ đầy túi, lên tới đỉnh núi thấy một đống châu báu, thì mình lại không nỡ bốc mấy cục đá đó ra, bởi vì mình nghĩ là lâu nay dù gì tôi cũng đã khiêng nó từ ở dưới đây lên rồi, bây giờ mà tôi bỏ mấy cục đá này ra thì uổng công tôi quá, thôi thà là tôi đem cục đá về mà nỡ lòng nào bỏ một mớ châu báu. Thì cái người tu cũng thế, trên đường mình tu là đi tìm châu báu, nhưng mà thỉnh thoảng mình lượm mấy cục gạch mình bỏ túi mà mình không hay. Mình cứ tưởng đó là châu báu, rồi mình để cho con người mà tâm hồn mình nó nặng nề. Đó. Cho nên ở trong này Đức Phật dạy là nghe mà không tìm lỗi của người nói. Thứ sáu là không vì biện luận mà nghe, tức là nghe để lý luận, đem những cái câu hỏi bắt bí, không có tâm hồn gọi là cầu mong hiểu, chứ mà muốn bắt bí cái vị giảng sư thôi. Cho quý vị biết hồi xưa ai mà lên hỏi Phật như vậy thì thường Phật không có trả lời. Tại vì Phật nói, Phật có nói thì họ cũng tìm cách, họ bắt bẻ, họ không có thành tâm họ nghe, thành thử mình nói nó cũng không có lợi ích, mất thì giờ chứ với mình với họ. Thứ bảy là không vì thắng người khác mà nghe. Thắng người khác mà nghe là nghe cái người kia nghe pháp, mình cũng nghe pháp, nhưng mà nghe không phải để mình học, nghe để làm chi biết không? Để bảo cho người kia biết là tôi nghe nhiều thầy lắm, thầy nào tôi cũng biết hết. Thí dụ vậy đó, cho nên nghe dồn dập vậy đó, nghe mà nó ứ luôn á. Cho mình nghe thì cũng tốt, nhưng mà mình phải biết điều chỉnh cái nghe của mình. Cái thứ bảy, thứ tám là lúc nghe không coi thường người nói. Bởi vì khi mình cái vị mà người ta lên người ta nói, nói dở nói hay thì cũng là lời Phật, như mỗi người ở cái chỗ là có cái biện tài trình bày sao vậy thôi, chứ còn đã lên tới trên đó rồi đâu có dám nói trật, đem Phật pháp ra nói, nhưng mà có cách trình bày, có cách nói. Lúc nghe không khinh thường Phật pháp. Thứ 10, lúc nghe không tự khinh mình. Có nhiều khi mình nghe mình nói trời ơi, thầy nói đủ thứ hết mà tôi dại khờ quá, tôi tối tâm quá, tôi không có biết gì hết. Đừng có nói như vậy. Biết chứ, mình không biết làm sao mình ứng dụng mình tu được cho biết á. Nhưng mỗi người mình nhận một cách khác. Quý vị nhớ là Đức Phật ví dụ như thế này, giống như một đám mưa, mưa xuống, hễ cây nhỏ thì thấm nước ít, cây trung thì thấm nước vừa vừa, cây lớn thì thấm nước to. Thành thử ra một cái trận mưa rơi xuống thì nhất định phải có thấm, chứ đừng có khinh mình. Và Đức Phật không có cho như vậy. Cái thứ 11
là vì muốn xa lìa ngũ cái mà nghe. Ngũ cái là gì? Chữ cái nghĩa là ngăn che. Thì trong ngũ cái á, nó có là tham dục, trạo hối, hôn trầm, tán loạn, nghi ngờ. Năm thứ. Hôn trầm, liêm diêm, buồn ngủ. Tán loạn, tâm mình không có yên. Thứ hai là trạo cử, ngồi không yên, không có tin, gọi là nghi ngờ. Thứ 12 là muốn thọ trì đọc tụng mà nghe. Mình nghe pháp là vì mình muốn thọ trì đọc tụng. Giống như quý vị thấy không, ngày nào mình tụng kinh á, ngày nào cũng tụng mà tụng cũng nhiêu kinh, là tụng tới tụng lui, tụng chi vậy? Bởi vì chữ tụng á nghĩa là lặp lại, lặp đi lặp lại là tụng. Nhưng mà nhờ mình tụng lâu như vậy á, cho nên mình thọ được cái đó, mình thọ được cái ý, rồi mình trì cái đó, cho nên gọi là thọ trì. Thọ là mình tiếp nhận, trì là mình giữ nó. Thấy không? Đọc tụng là mình nhờ đọc tụng cho nên mình mới tiếp nhận. Cho nên ai cho quý vị một cái băng hay cuốn quyển kinh á, quý vị mới có thọ hà. Nhưng mà về đó rồi mình có trì không? Mình có đọc tụng, mình có thọ trì không? Đó, mà có đọc tụng, có thọ trì thì mới giải được cái nghĩa của Như Lai. Cái thứ 14 là gì? Muốn nghe đầy đủ lòng tin, lòng tin mà nghe. Thứ 15 là muốn điều phục chúng sanh. Chữ điều phục là gì? Điều phục có nghĩa là mình điều chỉnh, chế phục. Chúng sinh đây không phải là mọi người xung quanh đâu, cái đó một phần. Mà cái quan trọng là chúng sinh ở nơi mình. Mình có nhiều chúng sinh lắm. Phiền não là chúng sinh, giận hờn là chúng sinh, ganh tị là chúng sinh, tật đố là một chúng sinh. Cho nên mình có rất nhiều chúng sinh để mình độ. Cho nên mình phải nghe nhiều Phật Pháp để mình độ vô lượng vô số chúng sinh phiền não ở trong mình. Còn những chúng sinh xung quanh mình là ai? Tức là những người xung quanh có đôi khi họ gây những cái phiền não cho mình. Nhưng mình nhờ nghe Pháp cho nên mình sao? Nhẫn nhục được, mình điều phục được cái cơn giận của mình. Quý vị có cảm nhận được là từ khi mình nghe Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp rồi, con người mình có thay đổi không? Có chứ. Mình nhẫn nhục được những người xung quanh phải không? Có chứ. Cho nên mình phục được chúng sanh đó. Mình điều phục được chúng sanh tâm này, rồi sau đó mình điều phục chúng sanh xung quanh. Họ thấy mình, trời ơi, hồi xưa tôi đụng tới cái chị đó, cái anh đó là không được á, mà bây giờ á, bắt đầu có cái tiến bộ, cho người ta thấy được cái màu nhiệm. Cho quý vị nói á, Phật Pháp nhiệm màu. Nhiệm màu ở cái chỗ nào? Đâu phải là phóng quang, đâu phải là linh hiển. Nhiệm màu ở cái chỗ là có khả năng chuyển hóa đau khổ của mình. Đó. Cho nên người ta gọi đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu khổ là cứu cái khổ gì? Cứu cái khổ mà do chúng ta tự tạo. Người ta nói mình nghe một câu xong mình buồn 10 năm rồi mà chưa hết. Mình nghe một câu đó mà trong khi đó mình nghe giảng 10 năm mà không thấm một câu. Nó lạ lùng vậy. Trời ơi, cái bài kinh chú Đại Bi á, tôi tụng 10 năm mà tôi không thuộc. Có không? Có. Chú Vãng Sanh á, tôi nhớ cái gì mà già Di Nị và già Na đó, nhưng mà không thuộc được chú Vãng Sanh. Vậy mà một câu nói của người kia mà mình nhớ 10 năm không sót một chữ. Khi mình hiểu được Phật Pháp rồi, xả được cái đó. Biết sao biết không? Vì mình biết rõ ràng là ngũ uẩn dai không. Vì sao? Vì mình có quán tự tại, mình có hành thâm bát nhã. Ghê gớm vậy. Chứ bát nhã tâm kinh mở đầu. Hành thâm là phải đi sâu vào cái trí bát nhã để thấy cho được ngũ uẩn là dai không. Bây giờ nói thí dụ nè, mình có cái tai là căn, cái tiếng đó là cái đối tượng, rồi mình có cái phân biệt, đây là tiếng chửi mà, đây là tiếng chê. Vì mình có căn, có tiếng, gọi là trần á, là thanh á, rồi mình chấp cái đó cho khổ. Bây giờ thí dụ giờ cũng cái lời nói đó, người này có cái tai nhưng mà cái nhận biết nó không có. Thí dụ như người đó bị lãng tai, mình có nói gì nói họ nghe, họ có khổ không? Họ đâu có khổ. Vậy rõ ràng có phải là ngũ uẩn dai không không? Mà tại mình nhận cái đó, mình nghĩ cái đó thiệt cho mình khổ. Cho nên mình mà độ được, thấy được cái đó rõ ràng rồi, cho nên độ nhất thiết khổ ách. Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu vậy đó. Tại sao mình độ nhất thiết khổ ách? Vì mình có quán. Quán là sao? Nhìn sâu thấy rõ. Quán chiếu, mình có quán chiếu, thấy rõ.
Vì thấy rõ như vậy cho nên rồi mọi cái phiền não khổ đau nó hết. Đó. Rồi bây giờ cái cuối cùng là gì? Vì muốn đoạn trừ văn căn mà nghe. Văn căn là những cái âm thanh phù phiếm bên ngoài. Cho nên trong chùa muốn con người chúng ta thích nghe tiếng lắm, không có tiếng buồn. Đi về tới nhà là giày chưa cởi, áo khoác chưa ra là bật cái tivi lên cái đã, cho nó rỉ rả trong nhà, phải không? Mà tivi mà vừa tắt là mở nhạc, không bao giờ trong nhà mình. Cho nên chư tổ biết mới chế ra cái chuông nè, chế ra cái mỏ nè. Anh thích nghe tiếng phải không? Đấy, vô chùa, vào chùa có trống có chuông, khen ai khéo thỉnh, ố mà hay ghê. Thôi giờ mình hát đi rồi mình nghỉ. 2, 3. Vào chùa có trong có chuồng, khen ai khéo thính, ố mê hay mà hay ghê, ố mê hay mà hay ghê. Lòng người đang buồn đang giận, ố nhớ nghe chuông để hết ưu phiền, em nhớ nhẹ em, duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Vào chùa có trong có chuồng, khen ai khéo thính, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Lòng người đang buồn đang giận, ô nhớ nghe chuông để tu buồn, em nhớ nhẹ em, duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa được gặp tất cả quý vị trong một không khí thật là ấm áp đạo tình, và Pháp Hòa chỉ mong có một lòng là muốn mang những cái lời kinh ý Phật để chia sẻ cho đại chúng. Và trong thời gian chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Và cầu chúc cho quý vị một cuối tuần an vui. Và theo Pháp Hòa được biết á, là ngày mai sáng lúc 10 giờ rưỡi cũng có một chương trình, và 7 giờ rưỡi tối thì sẽ có một chương trình thứ hai cũng tại cái hò này. Và cái thời của Pháp Hòa là mỗi tối, tức là tối hôm nay, tối ngày mai và tối Chủ Nhật. Thì đặc biệt là tối Chủ Nhật Pháp Hòa sẽ giải thích những câu hỏi. Vì vậy cho nên ngày mai buổi chiều đó thì quý vị có đến thì ghi những câu hỏi rồi thì xin bỏ vào chuông. Nếu mà ngày mai á, nhiều quá thì Pháp Hòa sẽ giải đáp một số trước, rồi mình để dành lại cho ngày Chủ Nhật. Thì Pháp Hòa mong rằng chúng ta sẽ có những buổi sinh hoạt vào cái dịp cuối tuần này thật là ấm cúng, an vui trong cái đạo tình. A Di Đà Phật. Có một câu hỏi là: kính bạch thầy, con năm nay 70 tuổi đã quy y, con chỉ biết niệm A Di Đà Phật, ngoài ra con không biết đọc câu kinh nào, thầy cho con hỏi tại sao? Trời đất ơi, mình niệm Phật mà đi hỏi ông thầy thì tại mình không chịu đọc thêm chứ hỏi tại sao. Thật ra thưa đại chúng, thì cái ý của bà cụ là có thể là bà hỏi là bà niệm như vậy có được không. Thì thưa đại chúng, là 70 tuổi rồi thì không cần phải tụng đọc gì nữa hết, chỉ giữ một câu danh hiệu Phật này là đã đủ. Thật ra niệm Phật không phải chỉ là cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật gọi là niệm Phật đâu. Cái này, cái cách niệm Phật này là một cái cách rất là đơn giản, mà tất cả mọi người ai cũng biết và nghĩ rằng như vậy. Nhưng mà thật sự cái cách niệm Phật đúng pháp nữa, nghĩa là mình nhớ nghĩ đến Phật, mình nhớ nghĩ đến Đức Phật có những cái hạnh đức. Ví dụ Đức Phật là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là chánh biến tri, là bậc thiện thệ,
là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là điều ngự, là trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật. Niệm Phật nghĩa là mình niệm đến những cái phẩm hạnh, những cái chất liệu ở nơi Đức Phật đó. Ví dụ như mình niệm thiện thệ, niệm Phật là nhớ Phật là đấng thiện thệ. Thiện thệ là gì? Là người khéo vượt qua tất cả. Phật là người vượt qua tất cả các cái pháp ở thế gian. Bây giờ ví dụ như mình mang một cái món đồ đến cúng chùa, bị người ta chê, là một pháp rồi. Chê là một pháp, mà pháp này làm cho mình không có vui, ráng vượt cái đó. Thôi không sao, tại chị này chỉ ăn lạc, chứ người khác ăn thấy vừa, cho nên chị này chê mà cũng có người khác khen. Đừng trụ ở pháp chị đó. Trong một cái món ăn của mình thì đâu phải ai cũng chê, tại cái người ta không vừa miệng ta thì người ta chê, người nào vừa miệng người khác thì người ta khen. Đừng có trụ ở cái pháp đó mà phải khéo vượt cái lời chê đó để mình tiếp tục. Tại vì đầu tiên mình phát tâm mình mang thức ăn đến cúng chùa chứ không phải cúng chị đó. Thở chị chê đâu là cái vấn đề gì đối với mình, mà tại sao đem thì đem cúng chùa, cúng tăng, cúng Phật, cúng cho đại chúng, mà rốt cuộc chị đó chê cái mình nghĩ. Như vậy mình không phải là người thiện thể. Thiện thể là khéo vượt tất cả các pháp. Cho nên chỉ có Đức Phật, chúng ta mới gọi Đức Phật là đấng Pháp Vương. Ngoài ra không có ai là Pháp Vương hết. Không có thông thầy nào mà được xưng là Pháp Vương mà mình cũng ca ngợi ai là Pháp Vương hết. Tại sao? Vì Pháp Vương nghĩa là gì? Nếu cái nghĩa thông thường, Pháp Vương là vua của các pháp. Còn nếu cái nghĩa thâm sâu của chữ Pháp Vương là người đó khả năng thắng vượt tất cả pháp mới gọi là Pháp Vương. Ví dụ bây giờ người ta chê mình, người ta khen mình, người ta không quan tâm đến mình, mình có vượt được cái pháp đó không mà gọi là Pháp Vương? Cho nên Pháp Vương á, cái nghĩa là người đó có khả năng vượt tất cả mọi cái pháp ở trên thế gian này. Nói khác là làm chủ các pháp. Các pháp là gì? Khen chê còn mất, sống chết dở hay, vân vân. Mọi hiện tượng trên thế gian là một pháp. Mà nếu mình vượt được tất cả pháp đó mới gọi là Pháp Vương. Mình thắng được tất cả là Pháp Vương. Như vậy thì niệm Phật ngoài ý nghĩa là lâm râm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, cái đó là cái sự tu tập rất căn bản. Vì mình dùng câu niệm Phật đó để định cái tâm mình. Nhưng mà về cái pháp hành ứng dụng nhớ Phật cách nào, là chúng ta nhớ đến những cái cách tu, những cái hạnh tu của Phật là thiện thể. Ví dụ như nói Phật là đấng trượng phu, à giờ trượng phu là trượng phu sao? Một người nam mà cái tánh còn ích kỷ, còn hẹp hòi, người đó vẫn không trượng phu. Chứ không phải trượng phu là cái người mà to cao dạm dở. Một người nữ mà tánh tình rất là cương trực, dứt khoát, rộng lượng, vị tha, người nữ đó là trượng phu. Vậy thì trượng phu không phải là ở cái tướng, mà ở cái tâm tánh trượng phu. Vì mình nhớ tới Phật là Phật là đấng trượng phu, thì mình phải học giống Phật. Mà mình niệm cái đó, tức là mình học cái hạnh của Phật. Đó là Pháp Hòa nói cái nghĩa sâu sắc về chữ niệm Phật. Chúng ta có tổng cộng là 10 niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Đó là 10 niệm chứ không phải chỉ có niệm Phật. Niệm Phật chỉ là một trong 10 niệm, 10 cách niệm thôi. Lâm râm niệm Phật hay là nhớ Phật là niệm Phật. Còn quý vị có thuộc kinh không? Thuộc một câu kinh nào mà để khi khổ lụy nó đến, mình đem câu kinh đó ra mình ứng dụng, đó là niệm Pháp. Ví dụ như mình giận người đó hoài, mình không có buông, thì bữa nào cái câu ôi từ lâu ba chốn ngục hình, ba chốn là tham sân si, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Bữa nào mình động sao mà tới cái câu nó thấm trong tâm mình, đó là niệm Pháp.
Thí dụ mình nhớ câu đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Vậy là gọi là niệm pháp. Nhớ những câu kinh, những câu pháp ngữ để giúp cho mình vượt thắng mọi phiền lụy khổ đau trong cuộc sống là niệm pháp. Vậy ngoài niệm Phật ra, niệm pháp. Rồi niệm pháp rồi niệm gì nữa? Niệm tăng. Niệm tăng là mình nhớ đến. Tăng là gì? Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần. Quý vị đi tỉnh xá, quý vị đọc hoài đó. Ly gia các ái khinh tăng, dứt trừ bổ ngã, lãnh phần độ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp. Thì mình niệm tăng tức là mình nhớ nghĩ những cái phẩm chất hạnh đức của tăng. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ví dụ bây giờ niệm gì nữa? Niệm vô thường. Niệm vô thường là nhớ vô thường. Tối ngày cứ sáng giận, chiều giận, hờn mát tối ngày. Mấy người đó phải quán vô thường. Chết tới nơi nè, không lo, lo giận hoài đi đó. Niệm vậy kêu niệm vô thường đó. Chết tới nơi rồi không lo, lo tranh giành từng lời ăn tiếng nói với nhau. Lo mà thắng giặc phiền não không lo, lo thắng chị em bạn đạo, anh em trong chùa làm gì. Đó, thắng cái con ma phiền não đó đang hoành hành trong ta, không lo thắng nó, mà lo cạnh tranh với nhau từng lời ăn tiếng nói. Thí dụ vậy. Cái đó gọi là niệm vô thường. Như vậy thì rồi bây giờ mình ngồi thiền, mình quán hơi thở, thở vô thở ra đếm 1, thở vô thở ra đếm 2, đếm hơi thở để tâm mình tịnh. Hoặc là phối hợp hít vô A Di, thở ra Đà Phật, đi theo cái hơi thở mình. Vậy gọi là niệm gì? Niệm sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở, chứ không phải tức là tức chết. Chữ tức là hơi thở, đếm hơi thở. Rồi có khi phải niệm chết nữa. Niệm chết là gì? Quán tưởng nhớ nghĩ mình chết. Để làm chi biết không? Để xả những cái tham ái, xả những phiền não, xả những hờn tức. Cho nên á, bà cụ này nè, không cần thuộc kinh, nếu mà niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng tốt. Rồi bữa nào tức quá niệm vô thường, tại vì lúc đó Phật không linh nữa. Có nhiều khi mình tức một người đó quá, cái câu niệm Phật nó không còn, niệm chết đi. Trời ơi, lỡ mình đang tức về ngay đơ thì chắc không biết đi đâu. Niệm chết. Cho nên cái đó gọi là thập niệm. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hưu tức, niệm vô thường, niệm sổ tức. Là gì nữa? Niệm chết. Mười niệm lẫn mà. Vậy thì ngoài niệm Phật, bà cụ có thể niệm những cách khác. Nếu lúc đó không cần niệm Phật mà niệm cái gì để giúp cho mình vượt thắng phiền não khổ đau trong lúc đó, nó tương đồng với niệm Phật. Còn nếu mà nói về cái pháp tu, thí dụ bây giờ một người Phật tử giữ một câu A Di Đà Phật thôi. Tại vì A Di Đà Phật là ánh sáng của Đức Phật. Mà quý vị biết Đức Phật có 12 ánh sáng: vô lượng quang, vô đối quang, vô ngại quang, vô xưng quang, quang hỷ quang, nhớ không? Mà quý vị tụng trong Di Đà đó, mỗi lần tụng xong cái lễ đó, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Vô lượng quang là một ánh sáng. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai. Ánh sáng không có gì ngăn ngại. 12 câu đó là nói lên 12 ánh sáng của Đức Phật đó. Cái đó gọi là thập nhị quang. Mà A-di-đà căn bản là đã ba nghĩa rồi: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình gặp nhau mình là A-di-đà Phật chào anh, nghĩa là tôi chúc anh vô lượng quang, ánh sáng trí tuệ đầy đủ, vô lượng công đức. Nhờ anh có ánh sáng trí tuệ đầy đủ cho nên anh biết tạo công đức bằng ánh sáng trí tuệ của anh. Và từ đó anh sống rất là đẹp, rất là dễ thương, gọi là vô lượng thọ. Cho nên gặp nhau A Di Đà Phật, đó là một câu chúc. Tôi chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vậy thì cụ niệm A Di Đà Phật tốt,
Nhưng mà ngoài ra bà hỏi con không biết câu kinh nào nữa, tại sao vậy thầy? I don't know. Nhưng bây giờ muốn biết câu kinh nào nữa không? Câu kinh đó là hồi nãy Pháp Hòa nói, bây giờ bà thích niệm thì nên giữ cái 10 niệm. Hồi nãy có một câu hỏi Phật tử hỏi trên ho, Pháp Hòa chưa trả lời. Hỏi tu sao biết mình tu đúng. Thật ra không có một công thức đúng cho ai cả. Là đúng với ai? Giống như bây giờ Pháp Hòa đang đau bụng mà quý vị cho Hòa thuốc đau bụng, Pháp Hòa uống vô thì đúng với đau bụng. Mà nếu Pháp Hòa cầm viên thuốc đau bụng, nói ai có đau lưng không uống này nè, ai có đau răng không, đâu đúng. Vậy thì cái thuốc mà đúng là đúng với ai? Đúng với người bệnh. Pháp tu cũng thế. Cho nên hỏi tu sao biết mình tu đúng. Mình phải chọn cái pháp nào mà nó đúng với cái hoàn cảnh của mình, cái khả năng của mình, cái khổ đau phiền não của mình là đúng. Cho nên Ngài Ấn Quang nói, pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh là pháp tốt. Thuốc không phân hay dở, trị được bệnh chúng sanh là thuốc hay. Như vậy pháp không có phân biệt pháp nào cao, pháp nào thấp cả, trị được bệnh của mình mới đúng, mới được. Cho nên hỏi là tu biết pháp nào đúng, không trả lời được. Mà đúng là anh phải tìm cái viên thuốc đó, cái pháp đó đúng với hoàn cảnh của anh. Ví dụ bây giờ bà cụ này nè, chỉ biết niệm Phật thôi, Pháp Hòa nói không, bà muốn tu đúng, bà phải tụng kinh Pháp Hoa ngạn cuốn. Thế bà nói I can't. Vậy nên bà tu sai. Thí dụ mình có khả năng mình tụng cuốn kinh Pháp Hoa thì đúng với mình. Nhưng mà bây giờ bà cụ bà không biết là lấy gì. Thí dụ người đó không biết chữ hay là không còn thấy đường, mà mình biểu phải tụng cuốn kinh đó là làm sao đúng. Như vậy trả lời cái nào đúng là trật. Chờ đó ông thầy thuốc mà hỏi ông thầy ơi thuốc nào hay, ông không dám nói. Ông nói tôi cô bệnh gì, anh bệnh gì, bác bệnh gì, nói tôi nghe tôi mới đưa đúng thuốc. Chứ khi khổng khi không vô hỏi tôi dược sĩ, tôi nói thuốc nào cũng tốt hết á. Phải vậy không? Cho nên pháp mình tu á, là mình trạch pháp, nghĩa là mình lựa cái pháp. Mà hãy cái nào nó đúng với cái hoàn cảnh của mình thì cái đó gọi là đúng pháp. Bây giờ ví dụ như mình tụng kinh mà mình không thể nào tụng sử dụng chuông mỏ, tại vì tay chân mình yếu rồi. Cái mình nói bác tụng vậy bởi Phật đâu nghe, bác tụng hoài đâu linh thế không? Trời ơi bà sụ này sẽ đau khổ vô cùng. Không chừng bà đi qua Nhật bà mua cái con robot biết tụng kinh đó. Bây giờ bên Nhật nó chế được cái máy đó rồi đó. Nó chế cái máy thành một cái anh robot đắp cái y đàng hoàng. Rồi bên này chuông, bên này mỏ, rồi nó gắn cái con chip tụng kinh vô. Cái là bấm nút cái mi tổ phổ pha. Rồi cái là lâu lâu cái đó có bon cái nó cúi cái nè. Bên Nhật làm máy đó rồi. Tại vì đi tụng kinh giờ kiếm người khó quá, thôi giờ chế cái máy tụng luôn. Mình đâu muốn mình tu kiểu đó phải không? Cho nên á, thưa đại chúng là sẵn Pháp Hòa cũng thưa vậy đó. Nếu chúng ta muốn tu là có cách tu hết á, không có cái bệnh đổ thừa. Phật giáo có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Tới phiên mình còn thừa nữa, đổ thừa. Tôi bận quá, tôi vầy, tôi kia. Anh muốn tu là anh sẽ có cách tu. Mà anh sẽ lựa cái pháp tu nào đúng với hoàn cảnh, khả năng của anh. Nửa đêm anh cũng tu được, đi trên xe anh cũng tu được, ở trong xe tu vẫn được, ở trong bếp tu cũng được, ở trong chỗ làm tu cũng được. Nếu anh biết tu. Anh không niệm Phật lâm râm được phải không? Anh niệm pháp đi. Anh đi vô trong chỗ làm á, người ta cứ tranh giành, người ta cứ móc méo anh hoài đó. Anh niệm pháp, niệm câu, lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc với ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Mày nhớ mấy câu đó là đủ tu chưa? Đó là niệm pháp đó, tụng kinh đó.
Và có những lúc mình niệm Phật, nếu mà người ta đang chửi mình, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, nó chửi con đó Phật ơi. Thì cái bà kia bà còn trào lên nữa, bà nói bà lấy Phật bà rủa tôi phải không. Khi mà người ta đang nói cái gì, mình kiếm một câu nào để giúp cho cái tâm mình định xuống. Nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan. Lòng vị tha mà có, với tâm người thênh thang. Một nắm muối mà bỏ vô cái ly nó mặn lắm, mà nếu một nắm muối ra bỏ vô sông không nghĩa gì hết á. Cũng như vậy, mỗi ngày nghiệp chướng của chúng ta, phiền não chúng ta giống nắm muối vậy nè. Nếu mà chúng ta để nó vô cái ly, nghĩa là chúng ta đặt nó vô một cái chuyện rất nhỏ, thì chúng ta mặn lắm, phiền não nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tung cái nắm muối đó ở trong sông biển, như là mình nhìn mọi người ai cũng là bà con quyến thuộc hết, thì tâm mình nó thênh thang. Cho nên niệm Phật cũng được, niệm Pháp cũng được, mà tu đúng, nghĩa là mình hãy chọn cách nào mà nó đúng với hoàn cảnh của mình, khả năng của mình. Ví dụ mình đau lưng, nghe người ta nói lại sám hối vạn Phật, ngàn trăm lại. Trời ơi, cục xương sống rồi mà ráng trăm lại, lại xong nằm ngay luôn. Trời Phật linh ghê vậy đó. Con lại xong cái con được ăn tiền chính phủ gấp luôn. Mình phải biết hoàn cảnh bệnh duyên của mình chứ. Bây giờ mình không lại được 100 lại, mình mở cuốn kinh đó ra mình xá cũng được. Cái quan trọng là cái tâm chí thành mình sám hối, và mình lại mình lễ Phật đúng cái hoàn cảnh bệnh tật của mình là tu đúng à. Vậy thì cái đúng là đúng với bản thân mọi người, chứ không có pháp. Bởi vì pháp nào cũng là thuốc, thì ai dám nói pháp nào cao hơn pháp nào. Cho nên cụ có niệm Phật tốt lắm, cứ giữ đó mà niệm. Nhưng mà nhớ là khi mình niệm Phật đó, đi đứng nằm ngồi niệm, ngoài ra mình phải quy định một cái khoảng thời gian nào nhất định. Để làm chi biết không? Để nó thành cái thời khóa cho mình, nó giữ cái sự tinh tấn cho mình, và nó giúp cho mình cái sự nhiếp tâm rất là dễ. Nói vậy chứ đi vòng vòng niệm Phật cũng khó nhiếp tâm. Là tại sao? Tắt cái quạt máy, già cả rồi. Cái mình đi vòng vòng có gì chứ mình khó nhiếp tâm. Còn nếu mình ngồi vậy nè, có hình Phật, có ảnh Phật, và mình ngồi yên, cái sự nhiếp tâm mình nó dễ hơn. Còn mình đi vòng vòng lần chuỗi niệm Phật, khi nào mình đau chân, mỗi chân mình đứng dậy mình đi 10 phút, 15 phút rồi hết thì mình trở lại. Chứ còn đi cả ngày coi vậy chứ đi, người lớn tuổi nó ngộ lắm, nó có thần thông dữ lắm. Đi ngang cái thấy cái ly quơ cất, nhưng mà quơ xong mấy cái đứa này thiệt bê bối ghê vậy đó. Phải nói nó câu rồi xong cái để xuống xin, nó say qua, trời ơi nó ăn nó không thèm cất nữa. Thành thử ra mình niệm thì cũng có niệm, nhưng mà cái con mắt mình thấy là tai mình dọn, miệng mình nói, nó tạp, nó bị xen lẫn. Đi đứng nằm ngồi là vẫn niệm, nhưng phải có một thời khóa mình ngồi. Giống như mình tụng kinh, tụng ở đâu cũng được, nhưng nếu mình có được cái thời khóa tốt. Còn trường hợp hoàn cảnh mình không cho phép thì mình cứ tùy duyên mình tu tập. Nói tóm lại là chúng ta lựa một cái cách nào nó phù hợp với hoàn cảnh của mình là mình tu đúng thôi. Được ha. Kính bạch thầy, má con nay 86 tuổi, má con đam mê đi club. Trời đất ơi, không biết mình có đọc lộn. Nghe bà già 86 còn đi club là bần thần rồi đó. Má con nay 86 tuổi, má con đam mê đi club chơi máy, xin thầy cho con biết đó có phải là nghiệp phải không? Dẫn bà cụ 86 này lên gặp bà già 70 hồi nãy, để bà già 70 hướng dẫn cho niệm Phật.
Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói cái này để rồi mình quán lại coi coi mình có cảm thông không, hay là mình biết cái đó là nghiệp. Ở cái xứ ngoại quốc á, cái người già người ta cũng có một cái giải trí của người ta. Đôi khi người già là tại vì lớn tuổi rồi buồn, không có gì chơi. Nhưng mà chỉ tiếc là không có được một cái thiện tri thức hướng dẫn. Ở cái tuổi này là đáng lý là lo tu hành để mà con cháu noi gương. Nhưng mà nói đi rồi cũng nói lại, bà còn mà đi vậy là nghĩa là bà còn khỏe lắm á. Không chừng mình tuổi nhỏ hơn bà mà mình yếu hơn bà đó. Thì vì vậy cho nên á, mình phải tìm. Có thể là mình không có nói, bởi vì cái người lớn tuổi người ta cũng có cái chấp. Hơn nữa là má mình, cho nên đôi lúc mình nói không khéo cái bà nghĩ mình dạy đời. Cho nên mình phải khéo làm sao tìm những cái phương pháp nào để hướng dẫn má ra khỏi cái vòng đó. Ví dụ như mình tổ chức đi chơi, hay là mình đi đâu mình luôn luôn mình mời má đi chung. Thật ra thì cái này nếu mà đứng ở trên cái phương diện nghiệp thì cũng có phần đâu. Nhưng mà rồi chúng ta cũng tìm coi nguyên do nào mà bà thích chơi cái này. Có thể là ngay từ đầu mình thiếu sự quan tâm, rồi bà buồn, rồi bà đi chơi với bạn bè, rồi sau ngày lâu ngày nó thành nghiền, thì nó có những cái khó như vậy. Cho nên là đôi khi chúng ta thấy như vậy là chúng ta biết sai, nhưng mà chúng ta chịu khó tìm lại cái nguồn. Để qua kể đây chúng nghe là có một bà cụ vô biết á, bà qua nước Mỹ thì bà ở rồi con cái không có lo đi làm hết, bà buồn. Bà buồn thì lúc đó các con mới dúi trong tay bà vài trăm. Nhà ở gần casino lắm. Thì mới nói má qua bên kia má chơi đi. Thì mới đầu mấy người con nghĩ là giúp cho bà má giải trí. Nhưng mà không ngờ lâu ngày bắt đầu bà má thành nghiền, và có thể đi chơi ngày đêm luôn. Cuối cùng các người con thấy vậy mới dời nhà thiệt là xa, không có cho bà ở gần đó nữa. Bây giờ bà có móc nối rồi, bà phone cho mấy cái chỗ casino nó tới nó chở luôn. Quý vị thấy không? Thành thử là do not underestimate senior. Đừng bao giờ đánh giá thấp mấy bà già nha. Tại vì mấy bà coi vậy chứ tour cũng khá lắm. Không biết gì hết và chỉ kêu taxi casino là nó ok liền. Mà mấy cái anh chàng mà ở casino mà nghe mấy bà già mà gọi là khoái lắm. Mà ở Las Vegas là nó bao hết. Nó bao trọn một cái cuối tuần. Khách sạn nè, ăn nè, và ở đó nè. Thì quý vị biết không, nó nói vậy thôi chứ ăn bao nhiêu. Bởi vì tức quá thua trào lên tới đây rồi, đâu có ăn được gì. Cho nên là không ăn nhiều hết là một. Cái thứ hai, nếu mà muốn chơi và muốn gỡ á, là ông lẽ lên đó ngủ, phải đi xuống dưới casino đó ngồi. Cho nên có cái tiếng là cho một phòng ở, chứ thiệt sự ở trong đó bao nhiêu. Tại vì ai tới đó cũng phải chơi chứ không lẽ đi lên đó ngủ. Mà nếu mình lên đó ngủ dễ gì nó cho. Đâu có phải mình nói là tôi buồn quá cho tôi lên đó ngủ một đêm đi. Mày bà chắc má tôi à. Nghĩa là họ có cái cách, họ dụ mình. Thì cuối tuần mình muốn đi, họ sẽ xe tới chợ, chở lên đó rồi là cho khách sạn, cho ăn này kia, mà cho mình ở đó mình chơi. Cho nên nhiều khi mình cũng nhìn lại, tức là nó cũng phải có cái nguồn gốc nào nó phát sinh cái này, chứ không phải khi không. Thì bây giờ bà cụ đã thành một cái thói quen rồi. Mình nói là nghiệp đó. Nghiệp nghĩa là thói quen. Mà nghiệp này thì là nghiệp không tốt, phải không? Nghiệp đánh bài hay là nghiệp chơi mấy cái máy kéo. Thì thật sự ở một cái mức độ cảm thông thì mình thông cảm, tại vì người lớn tuổi buồn. Nhưng ở cái mức gọi là lo lắng cho họ khi tuổi về già, thì mình phải tìm cách giúp cho cái người đó lơi bớt. Bỏ thì chắc cũng khó, nhưng mà vơi bớt đi chứ không thôi là tội nghiệp cho cái về sau của bà. Ăn thua là mình khéo léo. Xin thầy hoan hỷ cho chúng con
một bài pháp hành thế nào để có được tâm an lạc sống trong cõi tịnh độ ngay trong cuộc sống này. Vì tâm chúng con luôn bị tác động bởi ngoại cảnh vui buồn, bởi sự vô thường, những sự khen chê, những việc xảy ra trong gia đình, xã hội, công việc. Thì cái câu hỏi là làm sao mình sống an lạc ở trong những cái hoàn cảnh như thế này. Thưa đại chúng, là mình muốn an lạc mức độ nào? Nếu mà an lạc tuyệt đối thì không có giao tiếp. Còn nếu an lạc tương đối thì không sao. Bây giờ mình đã biết rằng cuộc đời là vô thường nè, buồn vui nè, ngoại cảnh nè, nói ra được rồi. Mình nêm nó ra được, mình đọc cái tên nó ra được, nghĩa là ít nhiều gì mình vẫn có nhận thức nó là cái gì rồi. Thì cái quan trọng là chúng ta ở trong mỗi cảnh duyên, chúng ta biết chấp nhận ở mức độ nào. Còn ví dụ mình muốn mà mình có an lạc tuyệt đối thì chỉ có cách là mình không giao tiếp thôi. Còn giao tiếp trong cuộc đời thì còn những chuyện gọi là buồn vui đổi chác. Nhưng cuối cùng chúng ta quán nè, buồn, xin lỗi, gọi là vui, khổ cũng đều là vô thường. Thì vì chúng ta đã nắm được cái ý niệm vô thường thì chúng ta thấy tất cả đều là vô thường. Thì cái gì nó đến với mình cũng nhận nó là tương đối thôi, bởi vì nó là vô thường. Ví dụ hôm nay mình vui, cái cũng đựng đó, ôi cha quá xa là vui. Vậy cái này là vui vô thường thôi, một chút xíu nữa hết. Rồi cái lúc mình buồn á, mình cũng nói với mình cái buồn này nó cũng vô thường, hết ngày hôm nay rồi nó sẽ trở lại bình thường. Cho nên khi mình biết quán vô thường thì không có cái gì mà nó absolutely, extremely, tức là tuyệt đối, cực kỳ của cái khổ đó hết. Và quý vị cứ ghi nhớ trong tâm là cuộc đời tương đối mà. Cuộc đời tương đối, không có cái gì tuyệt đối hết. Ví dụ như con mình, mới đầu là mình set up, mình chuẩn bị cho nó một cái cơ may là nó sẽ trở thành một cái bậc bác sĩ gì đó. Nhưng cuối cùng nó không là bác sĩ, nó là kỹ sư cũng được. Thôi kỹ sư, nó cũng là có công việc nó sống. Mà nếu nó không làm kỹ sư mà nó làm cư sĩ cũng được. Nó làm cư sĩ cũng được. Cho nên cái quan trọng là chúng ta cứ nhận mọi việc nó như là. Và ít nhất thí dụ nói nó không là bác sĩ nhưng là kỹ sư. Nó không là kỹ sư nhưng mà ít nhất nó cũng là cái người đi làm ăn bình thường. Miễn là làm sao nó đi làm, nó kiếm tiền trong cái lành mạnh. An lạc nó có đó. An lạc là khi nào chúng ta biết chấp nhận. Cho nên người Mỹ họ nói đơn giản lắm: I expect nothing. I expect nothing. I learn to accept everything. Mình không có cái gì bắt buộc nó phải 100%, mà mình mở lòng ra chấp nhận tất cả. Expect nothing, accept everything. Là mình đợi thôi. Cho nên an lạc là gì? Có nhiều khi mỗi bước chân mình cũng là an lạc nữa. Pháp Hòa ví dụ nè. Hôm nào mà mình bị bệnh mắt mà bác sĩ chữa được mắt mình bây giờ trở lại bình thường, mình thấy sáng, hạnh phúc không? An lạc không? An lạc, hạnh phúc. Cái chân tôi mấy tháng nay nó đau quá, nhờ có cái thuốc này uống vô mà 3 tháng nay bây giờ nó đỡ rồi, và bây giờ tôi thấy vui. Thành nữa là an lạc nó không ở đâu xa đó, nó ngay cái khi chúng ta biết nhận biết từng cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình. Con mình á, nó bỏ học cả năm nay rồi, bây giờ nó trở lại nó đi học, đủ rồi, hạnh phúc vui rồi. Cho nên nếu mà nó là đi tìm an lạc, tìm hoài không có. Tại vì sao? Tại vì nó ở ngay trong mắt, trong mũi, trong tay, trong bàn chân của mình, chứ nó không ở đâu xa. Cho nên mình càng đi tìm thì càng không có. Hôm nào mình còn thở được tốt, đó là hạnh phúc. Đi được tốt là hạnh phúc. Ăn cơm biết ngon là hạnh phúc. Tối nằm xuống ngủ không bị mất ngủ là hạnh phúc. Bây giờ quý cô quý chú hỏi thử, mà mấy anh chị hỏi quý bác thử, mà mấy bác nào thường xuyên mất ngủ coi. Đêm nào bác đó ngủ được 3 tiếng 4 tiếng, sáng ra bà mừng như trúng số vậy. Vậy thì mình mới thấy rằng an lạc ở đâu?
ở những cái gì mà chúng ta có được. Có đôi khi có không biết cho nó mất, nó mất mà kiếm lại được là an lạc. Có một cái ông đó đó, ông để hết tiền của ông vô một cái rương. Ông đi lang thang ngoài đường, ông treo cái bảng là ai có thể giúp cho tôi được hạnh phúc, tôi sẽ trả tiền. Thì bữa nọ có một cái ông đó, ông làm cái nghề đánh ngựa, đánh xe ngựa đó. Ông dừng xem này lại, nói ô bác ơi, bác muốn học hạnh phúc hả? Vậy để con chỉ cho. Bác bước xuống xe này đi, con chỉ cho. Cái ông mà đánh ngựa này nè, ông leo lên xe ông ngồi. Ông ngồi xong cái quất ngựa, một cái con ngựa nó phóc đi. Thì cái ông này đứng mất của. Ông rượt theo mà rượt không kịp. Ông nói trời ơi trời, có ai giúp cho tôi kiếm được cái thùng tiền đó không? Sản nghiệp của tôi nằm đó hết rồi, ai giúp đỡ cho tôi trả tiền gấp bội. Rồi kêu hoài không có ai cứu hết. Cái cuối cùng thất thiểu ngồi là ông nghĩ kiếp này là ăn xin nữa. Thì ngày hôm sau cái ông đánh ngựa đó, ông quay trở lại. Thì cái ông này đang ngồi thất thiểu vậy, cái thấy cái xe ngựa tiền của mình trở về rồi, ôi ông ôm con ngựa, ông ôm thùng tiền, ông hạnh phúc quá chừng luôn, vui. Thì cái ông đánh ngựa nói bây giờ bác biết hạnh phúc là cái gì chưa? Quý vị hiểu được câu chuyện không? Tới khi mình có thì mình không thấy nó quý, mà tới hồi mình mất á, rồi giờ đã mất là khổ không? Rồi chả kiếm được nè, hạnh phúc ngay đó. Thì Pháp Hòa mượn câu chuyện này để tạm trả lời câu hỏi này. Hạnh phúc là khi nào quý vị? Cho nên á, thí dụ như cha mẹ mình yếu, bệnh nhưng mà vẫn còn ở đây với mình là một hạnh phúc. Mà lỡ mà cha mẹ già mà theo Phật hết thì lúc đó mình không tìm được nữa. Cho nên khi mà chúng ta có đủ cái nhận định hạnh phúc là gì thì nó đang bàn bạc xung quanh của mình. Cho nên các vị thiền sư hay nhắc mình lắm. Mỉm cười đi con đẹp lắm. Có đôi khi mình cười đẹp mà không chịu cười, rồi phải đợi người khác nhắc cười đi. Hay các vị thiền sư nói thở đi con, cười đi con, uống trà đi con, ăn cơm đi con. Tại vì luôn luôn mình, cái đó là những cái thường nhật và rất nhỏ nhặt mà mình không bao giờ mình thấy. Và đến khi nào mình không còn được cái đó, mình ước trời ơi ước gì tôi được cơm ăn bình thường. Quý vị thấy khi mình còn một tay khỏe, mình cầm muỗng cơm lên mình ăn, mình đâu thấy hạnh phúc đâu. Đến khi nào mà cái tay mình bắt đầu nó run rẩy, nó không còn cầm được, là mình ước gì chỉ cần cầm muỗng cơm mà ăn lên được thôi là đủ hạnh phúc. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là hạnh phúc là từ những cái điều rất đơn giản như vậy. Con kính xin bạch thầy, mỗi lần con chỉ nghe thầy thuyết pháp trên YouTube, tối nay con được chứng kiến nghe thầy thuyết pháp, lòng con rất vui đó, hạnh phúc á. Khi con người ta nghe thấy cái chết là ai cũng lo sợ hoang mang, rất là những người lớn tuổi, nhất là những người lớn tuổi và những người bệnh nặng. Con xin thầy từ bi khai thị để họ được hiểu biết thêm, để buông xả cái thân này niệm Phật, để được vãng sanh đến cực lạc Tây Phương, khỏi luân hồi. Và con cũng xin hỏi thầy từ bi khai thị, nếu mình niệm Phật cho một người đã vãng sanh hoặc chưa vãng sanh nhưng ở nước khác nhau, ý con muốn là ở, nói là xa xứ, thì sự cầu nguyện đó có đến được người đó không? Và câu hỏi thứ nhất á, là khai thị cho những người lớn tuổi mà chưa có biết thêm để mình niệm Phật cầu vãng sanh. Thưa đại chúng là đâu có ai nghe cực lạc Tây Phương người ta cũng mê giống mình đâu mà khuyên. Tại vì có nhiều người ta cũng sợ lên trển lắm. Tại vì sao? Lên trời hai đứa hai nơi. Sợ phải lên trên trời. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình khoái cực lạc rồi ai cũng khoái giống mình. Có nhiều người ta khi người ta khoái cái khác, ta khoái cực khổ. Hay là mình thích Tây Phương, có người ta thích Tây Ninh sao? Cái ý niệm đó là tốt thôi, không có gì sai. Nhưng mà mình phải biết là mỗi người ta có một cái duyên khác nhau. Và mình khuyên
Thì nếu đủ người, người nào có duyên với mình thì mình khuyên. Đại chúng nhớ Phật có một điều có thể làm và không thể làm. Đó là Phật có thể biết tất cả căn tánh của chúng sanh, nhưng Phật không thể nào thuyết pháp độ những người vô duyên với Phật. Người không có duyên thì làm sao mình nói? Cho nên đó là một trong những cái điều mà Phật có thể làm và không thể làm. Phật có thể biết được tất cả căn tánh chúng sanh, đó là khả năng của Phật, nhưng Phật không thể nào độ người vô duyên. Phật có thể biết được vô lượng vô số thế giới này, Phật có thể biết được vô lượng vô số thế giới này, nhưng mà Phật không thể nào giải được hết cái nghiệp của chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp, có những cái nghiệp nó mới trồng xuống, mình biết được, mình kêu nó nhổ ra được. Nó trồng giấu đâu trong nhà, 20 năm sau nó bưng ra biểu mình làm sao được. Cho nên có những cái nghiệp không thể giải. Hay nói cách khác là Phật có thể giúp cái khổ mà không độ được cái nghiệp. Cho ở đây á, Pháp Hòa chỉ muốn thưa là mình có cái ý tốt, muốn giúp người là tốt, nhưng lựa đúng người nói, và người đó phải có cái duyên mà muốn nghe mới được. Bởi vì họ không muốn nghe, mình có nói, thí dụ mình ngồi trước mặt họ mình nói, cuối cùng họ có nghe không? Không. Bằng chứng con mình nè, đó, nó đi về á, mình cứ lải nhải mình nói với nó, nó đâu có trả lời mình, nhưng mà nó có nghe không? Nó chỉ nghe mình lải nhải thôi, nghĩa là nó nghe âm thanh của mình, chứ còn nó không nghe những gì mình nói. Còn nếu nó nghe, rồi cái thứ hai là nó nghe mà nó thực hành. Còn có những người, người ta không thực hành, cho nên có dù có nói cũng không, cũng bằng không. Cho nên cái đó gọi là nhất xiển đề đó. Hồi sau hồi trưa Pháp Hòa có giải thích ở trên ho đó. Hỏi nhất xiển đề là gì? Nhất xiển đề được dịch là bất tính, còn được dịch là tính bất cụ. Nghĩa là người không có niềm tin hay là niềm tin không đủ. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật ví dụ nhất xiển đề như thế nào? Như người có bệnh, dù không uống thuốc vẫn không hết bệnh, mà dù có uống thuốc cũng không hết bệnh. Nghĩa là có uống thuốc cũng không hết bệnh, mà xin lỗi, có thuốc hay không cũng không hết bệnh, mà không có thuốc cũng không hết bệnh. Lại nghĩa là sao? Nghĩa là mình có nói đạo lý cho người đó nghe, họ không muốn nghe, mặc dù mình dư đạo lý để nói, nhưng mà họ nghe thì họ cũng chẳng nghe. Thì những người đó giờ mình không có nói gì hết, họ cũng không nghe, mà có nói gì nữa họ cũng không nghe. Cho nên cái này là tốt lắm, tùy duyên. Còn khai thị chung chung về khó khai lắm. Còn bây giờ bắt đầu là cầu siêu long distance. Không sao hết, tại vì tình yêu nó cũng có tình yêu long distance mà. Cô hỏi là mình cầu siêu cho mình cầu nguyện một người ở xa được không? Được thôi. Tại sao? Tại vì cái đó là cái năng lực của tâm, chứ không phải theo cái cách mình hiểu là vạn lý, ngàn dặm phải đi máy bay rồi mới tới. Không, tâm tâm nó tương ưng. Bởi vì cái tâm lực mà, cái tâm là cái không có hình tướng, mà cái gì nó không hình tướng cái đó nó mới mạnh. Cho nên đôi lúc có những người thầy trò người ta tiếp tâm với nhau mà mình đâu hiểu ta đang nói gì đâu. Tại vì sao? Vì mình nghĩ rằng phải có lời ra, cái ngôn từ mới được. Nhưng mà các vị người ta không cần. Giống như là Lục Tổ với Huệ với lại Ngũ Tổ vậy đó. Ngũ Tổ, Lục Tổ mà đến gặp Ngũ Tổ rồi thì hỏi là ông đến đây làm gì? Ông từ đâu tới? Nói dạ con từ Lãnh Nam tới, và con tới đây để cầu làm Phật. Ngũ Tổ trả lời: dân Lãnh Nam là dân mọi rợ, làm sao có khả năng cầu làm Phật? Lục Tổ trả lời: người có chia Nam Bắc, Phật tánh đâu có chia Bắc Nam. Thì ông thầy cũng thấy rồi, ông này là
được lắm á, nhưng mà chưa xác định. Thử tiếp, đừng có lắm lời, đi xuống bếp mà giả gạo. Lục tổ đi xuống bếp giả gạo. Cả tháng sau, ngũ tổ đi xuống, hỏi gạo trắng chưa. Mấy câu hỏi đó mà nếu gặp mình thì dạ tổ nhìn tổ biết rồi, con làm kỹ lắm. Nhưng mà cái người thầy giữa tâm với tâm nó tương ưng rồi. Dạ gạo đã trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Nghĩa là ông tu tới chưa? Dạ con tu tới rồi, con đạt được cái chỗ đó rồi, con chỉ cần tổ xác định. Gạo đã trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Ngũ tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng nò, cái miệng cối ba cái, chắp tay sau lưng đi. Lục tổ biết ông hẹn mình tối nay 3 giờ và nhớ đi cửa sau, chắp tay sau lưng đi. Nếu mà gặp mình ông già kỳ cục, xuống hỏi đã rồi đi. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ bất khả tư nghi giữa tâm thầy trò. Thì ở đây Pháp Hòa cũng nói vậy. Khi mình tiếp với cái người mất, không phải ở cái lời nói, chẳng qua là tại thế gian của mình sống theo cái lối bình thường. Mình cầm cái nhang lên cái nói: má, hôm nay là dỗ má, tụi con ở đây nhớ nghĩ đến má, làm mâm cơm gì đó ha, má về ăn, thí dụ vậy. Tại vì cái thói thế gian là mình ấy. Chứ thật sự mình cầm cái nhang mình im vậy nè, mà trong tâm mình khởi là mình đã connect rồi. Tại vì cái đó tâm tâm nó tương tâm, chẳng qua mượn cái nhang thôi để làm cái hình thức. Thưa thầy, con học trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có đoạn Đức Phật dạy rằng nếu có một người thọ trì danh hiệu một Đức Phật cùng một người cúng dường thì phước báo bằng nhau. Hôm nay hội đủ duyên, con kính xin thầy Quan Hỷ giải đáp dùm con thấu đáo thế nào là thọ trì danh hiệu một Đức Phật và thế nào là sự cúng dường bằng nhau không khác. Theo cái hiểu thường của mình á, thọ trì danh hiệu tức là niệm cái danh hiệu đó. Nhưng mà cái đó là mình cái hiểu ở mặt chữ thôi, nhưng về cái phần nghĩa nó chưa sâu. Thọ trì có nghĩa là chúng ta tiếp nhận cái pháp tu ở nơi cái tâm, cái tên của cái vị đó. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ tên của một Đức Phật, tên là Nam Mô Thiện Công Đức Phật. Thọ trì danh hiệu của Đức Phật tên là Thiện Công Đức, nghĩa là chúng ta ai cũng mong mỏi làm công đức hết. Nhưng mà có khéo để tạo công đức không? Hay là tạo hồi rồi tạo nghiệp mà thay vì công đức? Cho nên chữ thiện là gì? Là khéo. Khéo để chúng ta có được cái công đức đó. Cho nên chúng ta tu theo cái danh hiệu Phật đó gọi là thọ trì danh hiệu. Mà nếu chúng ta, mà nếu nói đúng hơn là danh hiệu Phật nào cũng chuyên chở pháp tu, trong đó có sự phụng sự cúng dường. Thí dụ như công đức là gì? Là gì khi chúng ta biết phụng sự chúng sanh mà không hề chấp trước, không hề dính mắc những gì chúng ta làm, và không bắt buộc người đó phải trả lễ lại cho ta. Đó là thiện công đức rồi. Vì vậy thì thọ trì danh hiệu của một Đức Phật và cúng dường là bằng nhau, không có khác. Tại sao? Vì thọ trì hay cúng dường thủy chung cũng đều là làm lợi lạc chúng sanh. Ví dụ bây giờ người ta cần mình đến niệm Phật cho người ta an tịnh cái tâm mình niệm Phật, thì mình cho người ta thức ăn của tinh thần để cho tâm người ta lắng. Ở mặt khác người kia đang nấu ăn để cho đại chúng lát nữa niệm Phật xuống có ăn. Người nấu ăn và người niệm Phật công đức ngang nhau, tại vì đều là cúng dường. Một người cúng dường câu niệm Phật cho tâm, một người cúng dường thức ăn để cho người đó được sức khỏe. Mà thân họ có đủ sức khỏe năng lực thì họ tiếp tục họ tu. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Cho nên cúng dường và tu tập giống nhau. Mà sự tu tập của mình chính là sự cúng dường đó. Tại vì sao? Vì mình không phải cúng dường vật chất, mà mình cúng dường sự bình an cho cái đó nơi đó. Ví dụ như chiều nay đại chúng có mặt là cúng dường. Cúng dường sự có mặt của mình cho đạo tràng, cho pháp hội.
Tại vì chúng ta nghĩ rằng lâu lắm chúng ta mới được dịp gặp nhau như thế này. Cho nên dù hôm nay là cuối tuần, có thể chúng ta có những cái chương trình, nhưng mà chúng ta có thể gác lại được, bởi vì chúng ta cúng dường sự có mặt của chúng ta. Và quý vị cúng dường sự có mặt của đại chúng, Pháp Hòa cúng dường cái lời nói, cái sự giải thích của Pháp Hòa để cho đại chúng hiểu. Hai chúng ta bằng nhau không có khác. Tại vì em muốn nói mà mấy anh chị không nghe thì em nói với ai? Là thử ra cúng dường sự có mặt, cúng dường sự lắng nghe, chứ công đức nó ngang nhau. Vì vậy cho nên đó, trong phẩm Phổ Môn đó, còn có cái đoạn đó, khi đó rồi các vị đó mới cung dân chuỗi ngọc, nhớ không? Bồ Tát có nhận không? Không. Bồ Tát không có nhận chuỗi ngọc đó. Đức Phật Thích Ca mới nói Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng mà nhận lãnh chuỗi ngọc này. Vô Tận Ý nói Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng, rồi Phật nói thêm. Phật nói thêm vô, Phật nói à đúng rồi đó, Bồ Tát nên nhận đi. Tại sao Bồ Tát Quan Âm không nhận? Để nói lên cái hạnh nguyện cứu chúng sanh là không cần return. Còn cái chuyện anh là tôi không có hỏi, tôi không có đòi à, nhưng mà anh hỏi thì tôi ok. Nghĩa là nói lên cái ý nghĩa là Bồ Tát cứu chúng sanh muôn ngàn cái kiểu cách. Người nào cần thân Phật để độ, Bồ Tát liền hiện thân Phật vì đó nói Pháp. Người nào cần hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói Pháp, Bồ Tát liền hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói Pháp. Hiện tất cả mọi hình tướng mà không đòi hỏi. Cho nên Bồ Tát Vô Tận Ý dân chuỗi ngọc, Bồ Tát từ chối không nhận. Nhưng mà nếu có nhận là vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Nhưng mà nhận xong Bồ Tát đem đi đâu? À, chia làm hai, cúng dường cho hai ông thầy mình. Nghĩa là quý vị có cúng cho tôi cũng chẳng nhận làm gì, tôi cúng dường lên nữa. Nghĩa là gì? Cúng cho cái tối thượng. Cúng Phật là cúng cho cái tối thượng. Cũng giống như chúng ta làm xong mọi việc gì, chúng ta hồi hướng công đức, đệ tử và chúng sanh đều tới cái chỗ gì? Trọn thành Phật Đạo. Thâm sâu lắm. Cho nên cái chỗ tu hành của chúng ta đó, cái chỗ tu hành của chúng ta là chúng ta hồi hướng đầy đủ như vậy. Ví dụ như có một ai đó thấy mình công quả tội nghiệp quá, ta nói chị ơi, em thấy anh ơi, thấy công quả tội nghiệp quá, em có gì thôi, có chút ít lì xì anh chị lấy hên. Ta nói vậy, ta khéo nói. Nhiều khi mình nhận sao mình đấu xài đó. Mình đem mình nói con, nãy con quét nhà có người tới lì xì con 50, con xin cúng dường vô cái quỹ in kinh, phải không? Thành sự công đức ngang nhau, vì người đó nghĩ tới mình cúng dường mình, mình nghĩ tới người đó, mình cúng dường in kinh để công đức họ cũng có được, lợi lạc cho nhiều hơn nữa. Quý vị thấy được chỗ đó chưa? Rồi. Giờ câu hỏi này, trong tờ giấy này có 4 câu. 1. Trong bản nhạc Đóa Hoa Vô Thường, Trịnh Công Sơn có viết: tình do tâm mà có tình do tâm ta mà sinh. Có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nổi. Con không hiểu ý nghĩa hai câu chót, xin thầy Quan Hỷ giải nghĩa theo cái nhìn của thầy. Trời đất ơi. Hết giảng kinh, bữa nay giảng nhạc tình. Cái câu đâu có gì khó hiểu. Bởi vì tình á, là cái mặt nổi, cái mặt dính mắt là cái mặt chìm. Cho quý vị thấy không? Tình đầu thường khó phai. Sao kinh nghiệm quá à? Đừng hiểu lầm nha. Thưa đại chúng á,
Cái này mình nói theo cái tâm lý thôi. Khi mình lớn lên á, mình bắt đầu mình có cảm xúc với một người nào đó, thì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Đó là một sự thật mà. Cho nên có những cái mối tình có thể nó đã vụt bay rồi, nhưng mà nó còn đọng lại bên dưới những cái khổ đau hệ lụy. Cho cái câu này nè: có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Có khi tình, bởi vì cái tình là cái mặt nổi ở bên trên. Có khi đi suốt đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm gặp một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó, mình yêu tới giờ. Chứ cái tình là cái mặt nổi. Nhưng mà quý vị thấy không, có những cái tình nó đi rồi nhưng mà khổ đau nó còn đọng lại. Mà nhắc tới cái người, cái mối tình đó là bắt đầu hận. Có, nếu mà cái tình đó nó chia tay trong êm ấm, mình không có làm gì người đó buồn hết, tự nhiên người đó không có còn cảm thấy có cảm tình chia tay mà mình không hề giận người đó, thì mỗi lần nhắc nó đau nhói. Tại vì mình đâu có làm gì sai mà người đó bỏ mình. Tình đi mà còn đọng lại. Nhưng mà có những cái tình gặp nhau rồi khoác cầu không còn thương nhau nữa rồi, nó ở trên này nó vàng một trận rồi nó mới đi. Rồi bắt đầu miễn chai nó rớt lại. Cho nên có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Đến khi tâm an rồi, đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn được. Đoạn là gì? Là chấm dứt. Cho nên chỉ có khi nào tâm an trí sáng, mình mới đoạn được những cái tình mà vốn nó đều là ái khổ. Yêu tiếng Hán là ái, ngọ ái nị, nị ái ngọ. Hễ ái là yêu, mà yêu là nó có đối tượng. Mình là người yêu là năng ái, cái người mà mình yêu là sợ ái, gọi là người bị yêu, hoặc là người được yêu. Cái đó gọi là sở. Sở là gì? Là của mình. Khi mình gặp cái người đó mình thương rồi đó, thì mình chỉ muốn người đó là của mình thôi. Nói như Nguyễn Bính vậy đó: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chỉ muốn cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tại vì sao? Tại vì khi mình yêu á, là mình có một người để mình yêu. Và khi mình dính mắc cái sở yêu đó rồi là mình có ghen. Có đôi khi mình ghen quá, thì cái người kia trách mình: sao ghen dữ vậy? Cứ nói: có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương. Ôi cha cổ nghe cổ nói: ok vậy anh cứ ghen tiếp. Cho nên khi nào mà mình còn có đối tượng là còn có dính mắc, mà còn có dính mắc là còn có đau khổ. Còn khi nào tâm bình an là mình thấy nè, các hành là vô thường, mọi hiện tượng trên thế gian này đều là vô thường hết. Mình gặp cái người đó mình thương, chẳng qua lúc đó hợp nhãn hợp nhĩ, có thể hợp nhãn chứ chưa hợp nhĩ, tại chưa nói chuyện. Tới hồi nói chuyện rồi đánh số dè không kịp. Thành thử ra khi mình, cái duyên của lúc đó là gặp thôi, mình có thể yêu. Nhưng khi mình giáp rồi thì mình thấy hình như duyên không đủ. Thành thử ra cái người mà tâm, cái người mà họ dứt, họ không có dính, họ đoạn được thôi.
Ví dụ như bây giờ mình thấy con mình lớn rồi, chưa có vợ, mình thấy tội, mình đi chùa, mình gặp cô nào được được quá, bắt đầu về mình làm mai. Cái này nó cũng có đó. Còn má thấy nhỏ nó đi chùa được lắm. Cái ban đầu kiếm số phone đưa cho hai đứa nó hẹn nhau, xong cái sao lâu quá không nghe nói gì hết trơn. Cái mình rà mình hỏi, ôi con cắt lâu rồi, hỏi sao vậy không hạp. Mà khi không hạp thì có cần lưu luyến nhớ nhung gì nữa không? Không cần. Không cần đặt vấn đề đoạn không đoạn nữa. Còn khi mà mình phải dướng rồi bắt đầu mới đặt tới vấn đề đoạn. Mà muốn đoạn vậy khổ không? Khổ lắm, phải qua khoảng thời gian đó. Vừa rồi dưới Melbourne có một câu hỏi cũng vui lắm. Bữa nào quý vị nghe lại câu hỏi đó. Cho nên ở đây á, cái câu này nó chỉ vậy. Ở hai cái trạng thái, khi tâm mình chưa bình thì mình thấy lúc nào nó cũng sống lấp nhấp nhô. Và ở trên đời này, hễ cái tình nào mà còn có dính mắc là tình đó có đau khổ. Cho nên ngày xưa mà Đức Quỳnh Phú Sổ ở bên Phật giáo Hòa Hảo vậy, tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Yêu này là yêu không có dính mắc, thấy không? Nếu mà mình còn dính mắc là mình có khổ. Hễ mà khi người đó không đúng ý mình, mà thường thường mình ngộ lắm, mình yêu người nào mà mình vui vẻ với người đó, chẳng qua là người đó làm đúng ý mình thôi. Cho nên rốt cuộc rồi mình nói mình yêu ai biết không? Yêu mình. Yêu mình, nó quán cho đủ ra là yêu mình chứ yêu ai đâu. Người đó mà làm mình happy là mình yêu họ hết lòng luôn, chết bỏ luôn, tại vì họ làm đúng ý mình. Cho nên ngày xưa mà hoàng hậu Mạc Lợi mà được vua hỏi đó, đến đời này trẫm yêu ai, khanh ái khanh yêu ai nhất, bà hỏi hoàng thượng có muốn thần thiếp trả lời thật không? Nếu trả lời nói dối đó thì thần thiếp sẽ nói rằng trên đời này thần thiếp yêu hoàng thượng nhất. Còn nếu mà hoàng thượng muốn nghe sự thật thì thần thiếp sẽ nói cho hoàng thượng biết rằng ái khanh đây, thần thiếp đây yêu thần thiếp nhất. Tại vì thần thiếp yêu thần thiếp cho nên hoàng thượng cung phụng thần thiếp, yêu thần thiếp thì thần thiếp sẽ yêu lại hoàng thượng. Thành thử ra thần thiếp mà yêu ngài đó là chẳng qua là ngài làm những gì mà thần thiếp muốn thôi. Cho nên nói cho đủ, nói cho đúng, nói cho chân thật là yêu bản ngã của mình, yêu chính con người mình. Cho nên khi mình dở ra rồi, trời ơi, lâu nay tại vì tôi yêu chính tôi thôi, tôi chấp vào cái ngã của tôi muốn người đó phải như thế này với tôi, người kia phải kia thế tôi, cho nên người đó mà đi cái rồi là tôi đau khổ, tôi dày vò. Bây giờ tôi phát hiện ra được rồi, và năng lễ sở lễ, năng yêu sở yêu, tánh không tịch, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Bình an rồi thì cái tình kia cũng đoạn được. Đó, đây là Pháp Hòa giải thích cái câu nhạc tình đó. Trong một bài giảng thầy nói Phật giáo không có nói chữ đầu thai mà chỉ nói tái sanh. Xin thầy hoan hỷ giảng về sự khác biệt đầu thai và tái sinh. Theo quan niệm nhân gian, đầu thai nghĩa là gì? Nghĩa là khi mình chết đi, mình xuống dưới địa ngục, rồi bắt đầu người ta mới lựa cho cái gia đình nào mà để cho mình đầu vô cái thai đó. Mà trước khi mà đầu thai như vậy đó, mình phải đi ngang một cái cầu. Cái cầu đó tên là cầu Nại Hà. Và có một cái người đàn bà ngồi ở đó cầm một chén cháo sẵn. Cái bà đó tên là Mạnh Bà. Chén cháo đó kêu là cháo lú. Đó là truyền thuyết nhân gian. Có một cây cầu Nại Hà, có một bà già tên Mạnh, và có một chén cháo lú.
khi mình sắp sửa đi đầu thai vô cái nhà nào đó, chui vô cái thai đó đó, bằng cách nào? Bằng cách là mình đi ngang nhà nào rồi thấy vợ chồng họ đang quan hệ tình cảm với nhau, mình sinh tâm ham thích, mình chui vô mình làm con họ. Đó là cái quan niệm đầu thai đó. Nhưng mà trước khi mình đi đầu thai là mình phải uống một chén cháo lú để làm chi? Lên trên này mình quên luôn mạnh bà, cho nên bà uống xong mày đừng nhớ tao nha mày. Đó là quan niệm của nhân gian, và nó không trong Phật giáo không có cái thuyết đó. Phật giáo không có cái thuyết là chết rồi cái hồn của mình đi vòng vòng mấy cái nhà, rồi thấy cặp nào mà nó đang gần gũi với nhau mà mình sanh tâm khởi dục tương đồng với vợ chồng đó, mình vô mình làm con họ. Vì vậy mà ngày xưa ông bà ở Việt Nam đó nha, vì bị cái thuyết đó mà ông bà dặn trong vòng 49 ngày vợ chồng trẻ không được gần gũi nhau, vì sợ ông bà tái sinh vô làm con cháu của họ. Mà vì bởi vì cũng là có cái quan niệm đó, cho nên mỗi lần con cháu mà nó chọc giận đó, mày là ba tao đó, mày là tía tao, mày ông nội tao, vì cái quan niệm đó. Quý vị có nghe hồi nhỏ bị chửi câu đó không? Mỗi lần mà ông bà mình mà giận mình cái chửi vậy đó, mày tía tao. Cái quan niệm như vậy, như cái quan niệm đó là quan niệm đầu thai đó. Đạo Phật không có quan niệm, không có thuyết đó. Nhưng mà cái đạo Phật nói là tái sinh. Tái sinh là gì? Là mình sinh trở lại tùy theo cái nghiệp của mình. Cho nên đối với Bồ Tát á, đối với Phật là tùy nguyện tái sinh. Còn chúng ta là tùy nghiệp thọ sinh. Các vị trở lại đây là do nguyện, còn dạng mình đây là nghiệp. No choice. Nghiệp đẩy đi là mình đi. I want that my family. No way. Anh không đủ phước không được vô nhà nhào. Không đủ phước đời này ganh tị bỏn sẻn. Không đủ cái phước đó thì tái sinh theo cái nghiệp, chứ không có ông nào đặc để. Không có cái ông nào nói trời này dễ thương nè, cho nó sinh vô nhà kia. Không có, nghiệp hết. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn nói nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Cái nghiệp mà nó thành hình rồi đừng có mong mà trốn ở đâu hết. Nan đào tị, khó mà trốn đâu lắm. Học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên. Như con chim sổ lòng, gọi là học xuyên thước phi. Con chim nó sổ lòng, nó bay về rừng nó. Thức tâm tùy nghiệp, cái tâm thức mình tùy nghiệp mà tái sinh, tùy nghiệp mà thọ sinh. Như người thiếu nợ, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Người nồng mạnh là lôi mình trước. Ví dụ giờ Pháp Hòa ở Sydney này 30 năm, mượn tiền cũng khá. Và bữa nào người ta tuyên bố, tao nói ông thầy Pháp Hòa ông sắp dọn qua Canada ông ở rồi đó. Pháp Hòa nợ mấy người vài ba trăm tao không kiếm đâu. Mấy cái người mà Pháp Hòa nợ 100 ngàn ở chợ tao kiếm trước. Tại vì sao? Tao mất 100 ngàn là số lớn. Còn mấy người mà vài trăm đồng lỡ mất không sao. Cường giả là tiên khiên. Người nào cái nghiệp nào mạnh nó đi về đó. Cho nên tái sinh là vậy. Còn các vị, cho nên hồi xưa mình ta chúc nguyện các vị mà hòa thượng viên tịch đó, nhiều khi người ta chúc một câu thôi: kính nguyện hòa thượng tái lai phổ độ. Chúng con kính nguyện hòa thượng trở lại ta bà này để độ chúng sanh, gọi là tái lai phổ độ. Cho nên cái chữ đầu thai là theo cái thuyết đó. Còn Phật giáo thì không có đầu thai mà tái sinh do nghiệp. Câu hỏi thứ ba: khi giảng về sự thật khổ, các sư Việt Nam thường hay nói đời là biển khổ. Điều này hàm chỉ khổ là bản chất của đời sống, hay khổ là sự tuyệt đối của đời sống? Kinh Bốn Sự Thật Thánh Thiện cho rằng khổ là sự thật thánh thiện thứ nhất. Có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện và khổ là sự thật tuyệt đối như hàm chỉ trong đời là biển khổ? Thưa đại chúng, hai câu này nó không có gì khác đó. Nhưng mà có cái điều là một cái, ví dụ như nói là bản chất
của đời là khổ. Nhưng mà nếu khổ mà để cho chúng ta chuyển hóa cái khổ, chúng ta tu, thì cái khổ này nó có thật khổ không? Khổ này bây giờ trở lại là thánh đế, là thiện, là thánh thiện. Cho nên khổ mà để chúng ta tu tập, chưa chắc cái khổ đó đã sai, không tốt. Pháp Hòa có những Phật tử, trời ơi cuộc sống đau khổ vô cùng. Có một ngày nọ, bạn giới thiệu một thầy khác, đang mới viết cho Hòa cái thơ ngày hôm qua. Trong lúc con khổ, con tuyệt cùng của cái khổ, bạn con giới thiệu con nghe giảng một thầy đó. Con lên con nghe thầy đó giảng, trong lúc con nghe tai con rà rà, con thấy có tên của thầy. Và lúc đó thầy nhìn rất đẹp trai. Attract. Click vô nghe. Và sau khi nghe được một bài, và từ đó con tìm rất nhiều bài của thầy để con nghe. Và con cảm ơn thầy, bây giờ cuộc sống của con ổn định, không có khổ. Như vậy khổ là một sự, khổ là gì? Thật sự không có khổ. Tại vì chúng ta không chấp nhận sự việc nó như là, nó mới khổ. Chứ còn nếu chúng ta chấp nhận thì bản chất của mọi sự việc nó đâu có gì khổ đâu. Nhưng mà tại vì mình đồng ý thì mình vui, mà không đồng ý thì mình khổ. Cho nên á, khổ là sự thánh thiện. Cho nên Pháp Hòa thường nói đó, cái khổ có nhiều khi là gì? Là đối tượng để tu. Con người khổ càng sâu càng nhiều, con người giác ngộ càng lớn. Cho nên khổ là thánh thiện. Cho nên ở cái mặt đời là khổ, nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập thì trong biển đời mà không khổ. Vậy thì chữ khổ lúc này là giáo lý gì? Tạm thời. Chân đế của nó là gì? Nhận chân được nó. Sống, già, bệnh, chết. Đức Phật nói ở cái mặt thân thể thì có già, có bệnh, có chết. Đó là khổ của thể xác. Nhưng mà cái có nhiều người, người ta quán khổ, thấy già. Chữ khổ là gì? Trong lúc này khổ nghĩa là gì? Là những cái khó khăn của mình. Thí dụ như già, định nghĩa chữ già nè. Già là sao? Già nhăn, răng yếu, chân mỏi, lưng đau, ăn không biết ngon, ngon rồi khó tiêu. Đó, định nghĩa già đó. Cho nên khi nào thấy mắt lờ mờ, tai lãng lãng, ăn hơi không biết ngon, ngủ không còn thẳng giấc, bắt đầu tánh tình thay đổi, thí dụ những cái đó là hiện tượng của già. Nhưng mà già là khổ, nghĩa là nó gây những cái khó khăn, chướng ngại. Thí dụ bây giờ già rồi muốn đi đứng cũng khó. Cho nên ở đây á, có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện với khổ sự thật tuyệt đối? Sự thật nó là vậy đó, nhưng mà hễ mà anh nhận ra được nó là pháp tu. Thí dụ đây, tôi bây giờ già rồi, đi đứng không còn nhanh nhậu nữa, cho bây giờ tôi sẽ cố gắng giảm bớt những gì không cần thiết để chuyên tâm vào sự hành trì, thì cái khổ đó không khổ. Thưa thầy, chúng con có nên tổ chức hay khuyến khích tổ chức lễ hôn nhân cho các con em tại chùa hay không? Vì có một số Phật tử cho rằng chùa là nơi tu hành trang nghiêm, không nên tổ chức những sự kiện vui nhộn có tính thế tục. Con có nói bên Kitô giáo họ thường làm thì sao? Thì không được trả lời. Thì được trả lời đó là truyền thống bên đó đã có từ lâu. Xin thầy cho con biết ý kiến. Cái quan niệm là chùa không được làm đám cưới, nghĩa là mình quan niệm chùa chỉ làm đám ma. Nhưng mà nếu mà chùa mà vậy không, có nói trời ơi chùa buồn lắm.
kiểu nào mình nói cũng được hết đó. Thưa đại chúng, như thế này nè, Phật pháp bất ly thế gian. Nếu muốn truyền bá Phật pháp thì không thể nào rời thế gian mà có được. Bây giờ về rời thế gian thì Phật pháp nói gì? Ví dụ như thế gian có sanh ly tử biệt thì chúng ta mới đem cái giáo lý vô thường đến nói để cho người ta thẩm thấu được nó, để người ta giảm cái khổ của sanh ly tử biệt. Mà thế gian là nó thích đám cưới, nó thích gọi là gì, get married. Rồi bây giờ nếu mà mình không hội, mình không có đem cái phương tiện giáo hóa thì họ sống trong đời sống một cặp vợ chồng mà không hề hạnh phúc. Mà trong khi đó Đức Phật đã từng giảng dạy những bài pháp đạo lý của vợ chồng. Thí dụ như kinh Thiện Sanh, quý vị mở kinh Thiện Sanh ra quý vị đọc. Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều, chủ đối với người làm, người làm đối với chủ, thầy đối với trò, trò đối với thầy. Trong kinh Thiện Sanh Phật nói đủ hết tất cả mọi bổn phận của con người thế gian chúng ta. Thì tại sao chúng ta không lấy cái đó ra để mà hướng dẫn cho Phật tử nhân cái dịp đám cưới của họ? Mà quý vị cứ nghĩ, thí dụ bây giờ họ tổ chức đám cưới ở chùa, họ được lễ Phật, họ được nghe pháp, rồi cuối cùng họ mời bà con quyến thuộc ăn bữa chay, lành thiện không? Tại sao không được? Không có gì không được hết. Mà cũng không có một sách vở nào quy định chùa chỉ được làm đám tang. Mà chính quan niệm như vậy cho nên ngày xưa người ta sợ gặp thầy chùa lắm. Pháp Hòa nói thật mà, đi đâu mà gặp mấy thầy là người ta sợ lắm. Vì ta nghĩ chắc đám ma ở đâu đây nè, đám chết đâu đây nè, gặp mấy ông này ớn lắm. Đâu phải vậy đâu. Mà nếu mà nói đúng, nếu mà nói nữa nè, không lẽ thầy hy sinh hết cuộc đời trai trẻ của người tu chỉ đi tụng mấy cái đám chết? Người đi tu làm hai việc: trên cầu giáo pháp của Phật, dưới độ chúng sanh, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Mà hạ hóa chúng sanh là có chúng sanh có nhiều cái tầng cấp, nhiều cái phương tiện, nhiều cái hoàn cảnh. Bây giờ quý vị thấy á, bây giờ mình nói mình không nhận đám cưới mà đám nào vô mình cũng nhận hết, vậy là mình kỳ thị. Bây giờ ai muốn đầy tháng cũng được, muốn thôi nôi cũng được. Nếu mà họ cúng thôi nôi cho con họ mà họ đem vô chùa, họ đãi một bữa cơm chay cho bà con quyến thuộc, tốt chứ có sao đâu. Đứa nhỏ nó được phước, không vì cái ngày thôi nôi nó mà 10 con gà chết, 10 con vịt chết. Cho nên điều đó tốt chứ có sao. Mà hơn nữa là người ta biết tâm hướng thượng, hướng thiện, cho nên người ta mới đi vô tới đây. Cho nên cái vui ở trong chùa đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải tĩnh lặng. Nếu ở một cái chương trình nào đó thì có sao đâu, đó là phương tiện. Mà thưa đại chúng, chúng ta mở chùa để làm gì? Cũng chỉ không ngoài mục đích là phụng sự chúng sanh. Mà những nhu cầu chúng sanh mà nó điều thiện chúng ta phải làm. Nếu ai học cái hạnh phổ hiền, cửu giả hằng thuận chúng sanh, quý vị nhớ câu đó không? Hằng thuận chúng sanh là thế nào? Không phải chúng sanh biểu mình cười là mình cười, biểu mình khóc là mình khóc, mà mình phải hằng thuận những điều lành thiện mà chúng sanh yêu cầu. Chúng sanh, chúng ta không hằng thuận những người yêu cầu chúng ta những việc mà chúng ta không thể làm. Ví dụ như tối nay giảng xong có một đạo hữu rủ, thầy rảnh không? Đi cà phê chơi. Mà nếu mình nói ồ tôi rảnh, đi ra quán cà phê ngồi suốt sáng thâu đêm thì cái đó không được, thì mình đâu có hằng thuận vậy được. Nhưng mà nếu ví dụ như người ta hữu sự chuyện gì mà mình còn là chút thì giờ mình hằng thuận rồi đó. Cho nên hạnh của Bồ Tát là cửu giả hằng thuận chúng sanh, là mình hằng thuận theo những cái gì mà chúng sanh có nhu cầu lành thiện. Mà điều đó chúng ta đang làm và đã làm,
và sẽ tiếp tục làm. Người ta ăn chay người ta không biết nấu, mình nấu cho người ta ăn. Cho nên những cái quán chay mà người ta mở đó, ngoài cái chuyện ta làm kiếm tiền ta sống, ta cũng giúp mình một phần. Nhiều lúc mình nấu không được mà mình ra ngoài tiệm đó mình mua thức ăn, hay là trong chùa làm thức ăn chay bán đó, ngoài cái nghĩa là tìm cái tài chánh, một cái quỹ cho chùa lo điện nước, còn giúp cho những Phật tử có được cái phương tiện ăn chay dễ dàng. Cho cái đó không có gì mà không được hết. Cho nên á, quý vị nên hoan hỷ, tán thán, chẳng những vậy mà khuyến khích con cháu của mình mỗi lần đám cưới nên đem về chùa. Đem về chùa và tổ chức một cái lễ thành hôn cho đàng hoàng. Vì đó sao? Vì chúng ta có sự nhắc nhở. Quý vị biết trong năm nay nè, năm nay là năm Pháp Hòa làm đám cưới cho Phật tử nhiều nhất trong các năm. Chẳng những vậy mà còn phải bay qua Mỹ, một cái cuối tuần làm hai cái đám cưới liên tiếp, ba cái đám cưới liên tiếp trong một cái weekend. Trước khi bay qua đây là ngày thứ Pháp Hòa bay qua đây là ngày thứ tư tuần rồi. Thứ bảy vẫn còn làm một cái đám cưới cho một cặp. Thì cái anh này anh cưới một người vợ Hàn Quốc. Thì anh là lớn lên ở đây cho nên bạn của anh là đa số là người Mỹ. Thì mấy người Mỹ họ vô họ dự cái lễ cưới đó, mà cái lễ cưới là làm hoàn toàn bằng tiếng Anh, giảng bằng tiếng Anh hết. Thì sau khi giảng xong thì mấy người Mỹ tới: cho tôi xin cái cuốn này được không? Cái cuốn nghi thức làm đám cưới á. Trong này có những cái lời rất là hay. Rồi nói: tôi cảm ơn thầy, hồi nãy những cái lời thầy giảng very touch. Tại vì Pháp Hòa giảng ý nghĩa chiếc nhẫn. Tại sao chiếc nhẫn được làm bằng vàng? Tại sao chiếc nhẫn có cái hình tròn? Tại sao được gọi là nhẫn? Mình giải thích ra cho họ nghe. Và trước khi nó đám cưới, nó phải lại bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn bà con quyến thuộc và ơn mọi loài chúng sanh. Quá thiết thực. Trước khi con lập gia đình, con trở thành, con có một mái gia đình riêng, thì con hãy nhớ ơn đến cha mẹ, người đã sanh thành dưỡng dục ra mình. Nói cái đạo lý ân nghĩa, rồi qua tới đạo tình thầy trò, những người đã dạy cho nó chữ nghĩa, nó mỗi đứa nó lạy xuống. Rồi sau đó vợ chồng nó xây lại, nó lạy nhau. Đó gọi là gì? Tương kính như tân. Theo truyền thống của người Việt, vợ chồng phải quý trọng nhau như người khách. Còn bây giờ mình không có đem vô này, nó đem ra mấy cái park, mấy cái ho nó làm đó, nó không có lại xá về nhau. Bởi vì về nhà nó có thể nó khinh thường nhau, nó chửi bới nhau. Thành thử ra tại sao không được? Người chết người ta nằm đó mà còn lợi tụng biểu ta nghe mà. Trời ơi, cái lợi vong hồn ơi, hỡi vong hồn. Cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Nếu mà ông đó ngồi dậy tỉnh rồi. Dám đứng đó tụng nữa không? Trời ơi, còn cái này hai đứa trẻ nó lên chùa nó xin thầy vì con mà giảng đạo lý cho con nghe. Một tâm hồn nó còn sống nó hướng thượng như vậy, tại sao chúng ta không chịu? Mà chẳng lẽ chúng ta không thích con cái chúng ta hướng thượng à, hướng thiện à, hướng giải thoát à? Mà cái đứa nào mà tâm nó còn hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, nghĩa là nó hướng giáo pháp. Bởi vì giáo pháp của Phật có ba công năng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà một tâm chúng sanh nó còn hướng thượng, hướng thiện thì mình phải phát tâm trợ duyên chứ, tại sao lại cản trở? Và quy định rằng chùa chỉ để làm đám ma, cúng người chết. Đạo Phật độ sanh, độ tử, mà độ sanh quan trọng hơn độ tử nữa. Bởi vì người còn sống mà họ nghe thẩm thấu được đạo lý, họ lo họ tu hành, họ chuyển hóa nghiệp lực của họ, đến khi họ có mất đi, lỡ mình không có tụng, họ vẫn siêu như thường. Họ siêu theo cái nghiệp tốt của họ. Còn nếu mình có tụng là trợ duyên thêm thôi. Rồi bây giờ nếu mà đi độ cho người mất á, người mất chỉ là phương tiện để tới tụng, mà chính là tụng cho người còn quỳ đó đó. Bình thường biểu nó quỳ nó đâu có quỳ. Bữa nay nhà nó có chuyện, nó biểu nó quỳ nhiêu nó cũng quỳ hết á.
Cho nên mình nó quỳ đó để làm chi? Nó nghe. Mà nếu họ nghe được, họ phát tâm, họ tu được là mình thành công. Độ tử là độ sanh. Cuối cùng độ sanh vẫn quan trọng. Độ tử là phương tiện. Và bây giờ nếu mà không có cúng thất, làm xong cái đám tang thì sao? Thầy đi đường con, thầy đi đường thầy, con đi đường con. Giờ nhờ cúng thất nó còn kéo nhau được về 7 tuần nữa. Có cơ hội thuyết tiếp, tụng kinh tiếp, thuyết pháp tiếp. Biết đâu chừng sau 7 tuần làm Phật tử luôn sao? Đấy, đây thiếu gì? Nhờ những người chất chân mất trong nhà mà có mới đi chùa. Phải không? À, cho nên còn cái chuyện á, mình không có bắt chước ai hết á. Mình không có bắt chước ai hết á. Tại vì hễ mà bắt chước là của người ta chứ không phải của mình. Chúng ta cái lễ đám cưới của nhà chùa rất trang nghiêm, nhẹ nhàng, đơn giản mà đầy ý nghĩa. Tùy theo cái vị trụ trì chủ lễ linh động uyển chuyển cái buổi lễ thành hôn đó một cách trang nghiêm, nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa. Thôi thì tối hôm nay về thăm thiền viện Minh Quang, Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua những câu hỏi của quý vị. Thì mong rằng đại chúng được niềm vui trong tối hôm nay. A Di Đà Phật. Thôi thì cả ngày hôm nay đại chúng cũng gặp Pháp Hòa từ sáng đến tối rồi. Có một số đi làm về mới được gặp. Thì nãy giờ Pháp Hòa cũng cúng dường đại chúng rồi. Giờ cúng thêm cái nữa cho nó xong. Thì xin cúng dường đại chúng bài Lý Ngồi Thiền. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngang di động muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gần sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biệt đâu lối về. Hồn ơi thân tình cơn mê, trở về chánh niệm chờ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mái chuyện đời thị phi. Chân ơi dừng lại đừng đi, để tâm lắng đồng những gì đã qua. Rủ sông cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Rủ sông cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.